Khương Uyển Nhi hư nhược cuộn mình trong ngực huynh trưởng, thần sắc buồn bã lại hoảng hốt. Một tháng trước, nàng là đệ nhất thiên tài Bạch Hổ Quan của Khương Vương Phủ. Một trận chiến ngoài ý muốn dẫn đến kinh mạch nàng vỡ vụn, cũng biến thành phế nhân trong mắt gia tộc. Hôm nay, nàng càng bị cưỡng ép gả cho thiếu gia ăn chơi nổi tiếng nhất Bạch Hổ Quan, Tiêu Khuê. Chuyện của Khương Vương Phủ còn chưa tới phiên ngươi một đứa con nuôi đến khoa tay múa chân. Đan Đại Chí Tôn, Khương Phàm. Tập 1. Lang Gia Quốc, Bắc Cương, cứ điểm Bạch Hổ Quan. Nơi này là đạo bình chướng thứ nhất chống lại Đại Hoang, cũng là đất phong của Khương Vương Phủ hiện tại. Đám hỗn đản các ngươi, nàng mới 13 tuổi, các ngươi dựa vào cái gì lại tự tiện gả nàng cho tên Tiêu Khuê xúc vật kia. Trong đại điện Khương Vương Phủ, Khương Phàm ôm muội muội bị cưỡng ép mặc áo cưới, giận dữ mắng mỏ lấy các trưởng lão trong vương phủ. Khương Uyển Nhi hư nhược cuộn mình trong ngực huynh trưởng, thần sắc buồn bã lại hoảng hốt. Một tháng trước, nàng là đệ nhất thiên tài Bạch Hổ Quan của Khương Vương Phủ. Một trận chiến ngoài ý muốn dẫn đến kinh mạch nàng vỡ vụn, cũng biến thành phế nhân trong mắt gia tộc. Hôm nay, nàng càng bị cưỡng ép gả cho thiếu gia ăn chơi nổi tiếng nhất Bạch Hổ Quan, Tiêu Khuê. Chuyện của Khương Vương Phủ còn chưa tới phiên ngươi, một đứa con nuôi đến khoa tay múa chân. Đội ngũ đón dâu đã lên đường, nàng hôm nay không gả cũng phải gả. Khương Hồng Dương đứng phía trước cha con Khương Nhân giận dữ mắng mỏ Khương Phàm đang đến đây quấy rối. Các ngươi cưỡng ép gả Uyển Nhi, không sợ khi vương gia trở về sẽ tính sổ với các ngươi sao? Khương Hồng Dương, uổng công ngươi là thúc phụ của Uyển Nhi. Khương Phàm dùng sức ôm chặt Uyển Nhi, cảnh giác bọn thị vệ ở bốn phía vương phủ lúc nào cũng có thể nhào lên. Đại ca sống chết không rõ, lòng người tám đại cứ điểm Bạch Hổ Quan vô cùng bàng hoàng. Chúng ta đem Uyển Nhi gả vào cứ điểm thứ ba chính là vì ổn định quân tâm. Khương Hồng Dương là nhân vật số 2 trong vương phủ, từ sau khi vương gia mất tích liền trở thành người chủ sự của vương phủ. Hôn sự hôm nay hoàn toàn là do hắn thu xếp. Lúc đầu hết thảy cũng rất thuận lợi, không nghĩ tới đột nhiên Khương Phàm lại xuất hiện cản trở. Trong tám đại cứ điểm, có rất nhiều cô nương chưa lấy chồng. Muốn ổn định quân tâm thì chỉ có thể để cho nhi tử Khương Nhân của ngươi cưới một người là được. Dựa vào cái gì gả muội muội của ta đi? Nàng hiện tại đứng cũng không vững, các ngươi muốn hại chết nàng sao? Khương Phàm tức giận đến không kềm được, đám hỗn đản này quả thật là khinh người quá đáng. Khương Nhân hừ lạnh. Tiêu Khuê là con trai độc nhất của tướng quân Tiêu Thắng Dũng tại cứ điểm thứ ba, không ghét bỏ phế nhân như nàng đã là phúc khí của nàng, kẻ làm ca ca như ngươi hẳn là nên vui mừng mới đúng. Người đâu, mới tới đây, đổi y phục mới cho Khương Phàm, dẫn muội muội hắn xuất giá. Ai dám tới đây? Khương Phàm quát lớn chấn động cả cung điện, hai mắt đỏ thấu giống như dã thú đang tức giận. Đủ rồi. Đại trưởng lão dùng sức vỗ bàn, quát tháo Khương Phàm. Ngươi chỉ là một đứa con nuôi, thật đúng là đề cao bản thân. Hôm nay ngươi tới cũng vừa vặn, vốn định sau khi xong hôn lễ của Uyển Nhi sẽ lại xử lý ngươi. Người đã không biết tốt xấu, cũng đừng trách chúng ta vô tình. Vương gia đã mất tích, Khương Vương Phủ cũng không cần con nuôi gì nữa. Người bây giờ có thể lăn đi rồi. Khương Vương Phủ từ nay trở về sau, không còn có bất kỳ quan hệ nào với ngươi nữa. Lão Cáp Mô. Khương Phàm chỉ vào đại trưởng lão gầm thét một tiếng. Ta là con nuôi của vương gia, không phải con của ngươi. Ta đi hay ở còn chưa tới phiên ngươi quyết định. Đại điện bỗng nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người nao nao. Hắn vừa mới hô câu gì? Lão Cáp Mô. Đại trưởng lão sửng sốt một chút, tức giận đến tím mặt, toàn thân phát ra cỗ khí lãng mãnh liệt, chấn vỡ bàn gỗ, lao tới định bắt Khương Phàm. Khương Phàm vui mừng không sợ, nhìn hằm hằm đại trưởng lão. Vương gia không ở đây, Khương Vương Phủ có thể để tùy ý cho các ngươi hồ nháo nhưng Bạch Hổ Quan không cho phép các ngươi làm sằng làm bậy. Ta đã cầu yến tranh tướng quân tại cứ điểm thứ 5 cùng Côn Bác tướng quân ở cứ điểm thứ 6, bọn hắn đang chê y đường tới. Để ta xem hôm nay ai dám gả muội muội của ta. Đại trưởng lão đang muốn chế trụ cổ Khương Phàm sau khi nghe được những lời này thì bỗng nhiên dừng lại. Phụ tử Khương Nhân Khương Hồng Dương cũng nhíu mày. Hắn vậy mà đã thuyết phục hai vị tướng quân. Hai vị kia chính là thần tử trung thành của vương gia. Nhất là yến tranh tướng quân. Nữ nhi của hắn đã bái nhập vào làm môn nhân của Kim Dương Cung một đại tông ở Bắc Cương, nghe nói còn trở thành đệ tử của Thượng Cung.
Khương Nhân đi đến trước mặt Khương Phàm, cắn răng cảnh cáo hắn. Đừng không biết xấu hổ, hôm nay là việc nhà Khương Vương Phủ, không tới phiên một đứa con nuôi như ngươi nhúng tay. Hôm nay nếu như ngươi khăng khăng ngăn cản, ngày mai ta cam đoan ở nơi nào đó trong đại hoang có thêm một bộ thi thể không ai nhận ra. Ta hiểu rõ ý của các ngươi. Đại ca nhị ca chiến tử, vương gia mất tích, muội muội lại bị phế, Khương gia trực hệ đã không còn người nào. Chi thứ các ngươi muốn tiếp trưởng đại quyền, đầu tiên là Khương Hồng Dương làm người chủ sự, tiếp đó ngươi lại làm người thừa kế cho nên vội vã đuổi muội muội chúng ta đi ra, thuận tiện lôi kéo cứ điểm thứ ba. Ta có thể nhìn thấu, người khác cũng không ngốc. Phàm Nhi, nhị trưởng lão ho nhẹ vài tiếng, đứng dậy lộ ra dáng vẻ tươi cười. Vương gia năm đó chỉ đáp ứng lấy danh nghĩa riêng thu dưỡng ngươi, cũng không phải là Khương Vương Phủ. Hiện tại vương gia mất tích, ngươi cũng không có lý do gì ở lại chỗ này nữa. Nếu như ngươi nghe lời, chúng ta cho phép ngươi tham gia hôn lễ của Uyển Nhi, đưa lên vài câu chúc phúc như câu nói của cổ nhân, gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Nếu như ngươi nhất định phải huyên náo đến cùng, chúng ta vì mặt mũi vương phủ, không thể không sử dụng thủ đoạn cứng rắn. Khương Phàm nghênh tiếp nụ cười dối trá của nhị trưởng lão. Cái gì mà thủ đoạn cứng rắn, hiện tại muốn giết chết ta sao? Ngay trong đại điện Khương Vương Phủ sao? Nụ cười chê y mặt nhị trưởng lão dần dần thu liễm. Ngươi khăng khăng muốn đối đầy với chúng ta. Khương Phàm ta không phải người Khương Vương Phủ, không can thiệp được Khương Hồng Dương lên làm người chủ sự. Nhưng ta là con nuôi của vương gia, ta có thể ảnh hưởng đến việc Khương Nhân làm người thừa kế. Ta không chết, hắn ngồi không vững. Vậy ta cho các ngươi một cơ hội, ngày mai chê y phong vân đài, ta khiêu chiến Khương Nhân. Nếu như ta thắng, chuyện của muội muội ta cứ như vậy mà dừng lại. Nếu như ta thua, ta và muội muội tùy các ngươi xử trí. Đám lão già Khương gia trao đổi ánh mắt, sau đó đều nhìn về Khương Nhân. Ngươi xác định. Khương Nhân quái dị nhìn qua Khương Phàm. Tên Khương Phàm này mặc dù lai lịch bí ẩn, đến Bạch Hổ Thành 8 năm cũng rất xuất quỷ nhập thần, nhưng lại một mực cự tuyệt tiếp nhận kiểm nghiệm linh căn, càng né tránh thức tỉnh linh văn, rõ ràng chính là một tên phế vật. Hắn lại là ngũ phẩm linh văn cao quý, hiện tại càng là linh anh cảnh thất trọng thiên. Khương Phàm cũng dám chủ động khiêu chiến mình. Bọn người Yến tướng quân đang chê y đường tới đây, hôn sự hôm nay của các ngươi sẽ không thành công đâu. Nếu như ta tử vong ngoài ý muốn cũng sẽ tạo ra nghi vấn cho liên hợp cứ điểm, nhưng leo lên phong vân đài, chết sống có số. Khương Phàm tỉnh táo lại, ứng đối với đám lão nhân trong điện, ánh mắt Khương Hồng Dương lấp lóe, nhìn qua Khương Nhân nhẹ gật đầu. Được, ta tiếp nhận lời khiêu chiến của ngươi, nhưng phong vân đài ngày mai, toàn thể tộc nhân Khương Vương Phủ đều sẽ tới trợ trận, càng cần mọi người của tám đại cứ điểm đến chứng kiến. Mệnh ngươi cùng muội muội ngươi, đánh một trận kết thúc. Khương Nhân muốn trước mặt mọi người phế đi Khương Phàm, làm cho tất cả mọi người đều biết trực hệ Khương gia triệt để không còn người nào, cho dù là một đứa con nuôi. Cứ như vậy thì hắn có thể danh chính ngôn thuận lên làm người thừa kế Khương Vương Phủ. Ngày mai, tại Phong Vân Đài, Khương Phàm đưa ánh mắt oán hận đảo qua tất cả mọi người trong điện, ôm lấy muội muội đang suy yếu lại hoảng hốt rời khỏi đại điện. Ngày mai, không nên lưu tình, trực tiếp giết chết. Khương Hồng Dương nhìn bóng lưng Khương Phàm, mệnh lệnh cho Khương Nhân. Hắn sẽ không sống sót để đi xuống phong vân đài đâu. Khương Nhân kiêu ngạo ngẩng đầu, chỉ là giết một tên phế vật mà thôi, rất đơn giản. Khương Phàm ôm Khương Uyển Nhi vừa rời khỏi Khương Vương Phủ, đối diện đã đụng phải đội ngũ đón dâu nhiệt nhiệt nháo nháo. Uyển Nhi, ha ha, tiểu Uyển Nhi của ta tới đón nàng về nhà đây. Mặt mũi Tiêu Khuê tràn đầy dữ tợn. Hai mắt ca yêu ta siết động tỏa ra ánh sáng. Đội ngũ còn chưa tới phía trước Khương Vương Phủ hắn đã tung người xuống ngựa, vô cùng lo lắng lao đến. Cút! Khương Phàm gầm thét, tiếng hét chấn cả phố dài. Sắc mặt Tiêu Khuê âm trầm nhìn Khương Phàm. Tiểu phế vật, người vừa mới nói cái gì? Vương gia không ở đây, huynh trưởng như cha, hôn sự của nàng do ta làm chủ. Muội muội ta, không gả. Khương Phàm ôm chặt Uyển Nhi. Tùy thời chuẩn bị giết ra ngoài. Ngươi là cái thá gì, nơi này là nơi ngươi có quyền nói chuyện sao? Khương Vương Phủ đã hứa gả nàng cho ta, nàng chính là nữ nhân của ta. Người đâu, tới đoạt lại cho ta. Tiêu Khuê bỗng nhiên phất tay, các binh vệ mặc áo giáp theo sau lưng ầm vang xuống ngựa, hướng phía Khương Phàm bước tới. Dừng tay. Chiến mã lao nhanh,
hai chi thiết kỵ nhanh nhẹn dũng mãnh đằng đằng sát khí phá tan đội ngũ đón dâu, vọt tới phía trước. Bọn họ đã tới, Uyển Nhi không cần sợ. Khương Phàm nhẹ giọng an ủi muội muội đang rất hư nhược. Hai vị tướng quân cầm đầu khoác trọng giáp, khí thế uy nghiêm. Một người cao lớn uy mãnh, bộ ngực rộng rãi, khí tức dũng mãnh chấp nsiota tâm hồn người khác. Một người thì mặt mũi tràn đầy vết sẹo, giữ tợn buông thả trường đao 3 mét tản ra hàn quang tùm. Võ tướng trấn thủ cứ điểm thứ 5, Yến Tranh. Võ tướng trấn thủ cứ điểm thứ 6, Côn Bác. Yến Tranh tướng quân, Côn Bác tướng quân, các ngươi làm chuyện gì ở nơi này? Tiêu Khuê chau mày, miễn cưỡng ôm quyền, lại oán hận nhìn về phía Khương Phàm. Yến Tranh nhìn Khương Phàm cùng Khương Uyển Nhi trong ngực hắn, cao giọng nói. Vương gia sống chết không rõ, lúc này không nên gả cưới. Khương Vương Phủ đã đáp ứng hôn sự, cũng thu xính lễ, hôm nay ta nhất định phải mang Khương Uyển Nhi đi. Tiêu Khuê tham luyến sắc đẹp của Khương Uyển Nhi đã rất lâu rồi, thời điểm trước đó Khương Uyển Nhi mang theo ánh sáng quá lóa mắt, hắn chỉ có thể trông mà thèm nóng lòng nóng ruột. Hiện tại Khương Uyển Nhi đã bị phế đi, hắn phải bất chấp tất cả để đạt được nàng. Nếm thử hương vị đệ nhất nữ thiên tài Bạch Hổ Quan ngày xưa. Ta nói không đủ rõ ràng. Không phục thì gọi phụ thân ngươi đến cùng ta đàm luận. Hai mắt Yến Tranh lạnh lẽo nhìn qua Tiêu Khuê, quanh năm huyết chiến tích lũy sát phạt chi khí giống như thực chất tràn ngập trên y phố dài. Tất cả dừng tay. Khương Nhân từ trong Khương Vương Phủ đi ra, nói vài câu gì đó ở bên tai Tiêu Khuê. Ngày mai, ta còn phải đợi đến ngày mai. Tiêu Khuê gầm nhẹ, hắn nhịn không được đến tối nay, thế mà còn chờ ngày mai. Ngày mai ta sẽ giết chết hắn. Tiêu Khuê vô cùng bất mãn nhưng đành cắn răng miễn cưỡng đồng ý. Ngày mai tại Phong Vân Đài, xin mời tất tướng quân cả cứ điểm trình diện, chứng kiến ta cùng Khương Phàm luận võ, quyết đấu công bằng, chết sống có số. Khương Nhân liếc mắt nhìn đến Khương Phàm, chỉ để lại một câu liền quay người rời đi. Tiểu phế vật, hôm nay ta tha cho ngươi, nhưng nàng là nữ nhân của ta, chớ đụng lung tung. Tiêu Khuê trở mình lên ngựa, mang theo đội ngũ đón dâu rời khỏi phố dài. Khương Phàm, ngươi muốn lên Phong Vân Đài, là bọn hắn bức ngươi. Không cần sợ, nếu hôm nay chúng ta đã tới liền sẽ thay huynh muội các ngươi làm chủ. Yến Tranh cưỡi chiến mã đi vào trước mặt Khương Phàm. Là do ta lựa chọn, ta muốn bảo vệ muội muội ta. Ta muốn chứng minh dòng chính vẫn còn có người. Hai vị tướng quân, cảm ơn các ngươi hôm nay đã tới, đại ân này, ta xin nhớ kỹ. Khương Phàm ôm Khương Uyển Nhi, hướng hai vị tướng quân thi lễ một cái, sau đó rời khỏi nơi này. Yến Tranh nhìn bóng lưng Khương Phàm rời đi, thần sắc trệ y mặt phức tạp. Hắn còn chưa thức tỉnh linh văn, lấy cái gì khiêu chiến Khương Nhân? Ngày mai hắn chỉ cần lên đài, Khương Nhân sẽ lấy mạng của hắn. Côn Bác kỳ thật cũng không hiểu bao nhiêu đối với đứa con nuôi này, càng không gặp qua mấy lần. Tính ra, hắn đến Khương Vương Phủ cũng đã 8 năm. Yến Tranh còn nhớ rõ đó là vào một đêm khuya 8 năm trước, một vị lão già mù đi ra từ hắc ám bạo loạn trong đại hoang, dẫn một tiểu hài gõ cửa Bạch Hổ Quan, tiến vào Khương Vương Phủ. Không ai biết thân phận của bọn hắn, cũng không ai biết bọn hắn nói với Khương Vương chuyện gì. Nhưng vào ngày thứ hai, Khương Vương vậy mà thu dưỡng tiểu hài tử kia, cũng ban lấy họ Khương, đặt tên là Phàm. Đêm đó, người trấn thủ cứ điểm thứ 5 mà lão nhân gõ cửa chính là hắn. Một màn kia, đến nay hắn vẫn không quên. Gần cứ điểm thứ 8 có một tòa sơn cốc sâu thẳm bên trong núi rừng, nơi này là nơi Khương Phàm ở. Hắn đặt Uyển Nhi lên trên y giường bằng thạch ốc, đút cho nàng ăn một viên ngũ nguyên đan. Đây là đan dược điều trị kinh mạch, có thể duy trì tính linh hoạt cho linh văn. Phàm ca ca, phụ thân sẽ trở về sao? Khương Uyển Nhi hư nhược nói nhỏ, vừa thống khổ lại tự trách. Phụ thân cũng bởi vì biết được một thương hội ở Bắc Cương có tạo hóa đan, nó có thể chữa trị kinh mạch bị phá toái mới rời khỏi Bạch Hổ Thành. Kết quả một đi không trở lại, sinh tử còn chưa biết. Tin tưởng ta, không đến một tháng, nhất định sẽ trở về. Thời điểm Diêm Bá giao ta cho nghĩa phụ đã cho hắn một kiện bảo vật, có thể bảo mệnh. Khương Phàm nhẹ giọng trấn an Uyển Nhi, trong lòng lại không có nắm chắc. Đại ca nhị ca chiến tử, Uyển Nhi bị phế, vương gia lại mất tích. Đây là chuyện phát sinh trong vòng nửa năm ngắn ngủi. Hiển nhiên có người đang làm loạn trong Khương Vương Phủ. Phàm ca ca, ta không muốn khôi phục kinh mạch, ta chỉ muốn phụ thân còn sống trở về.
Hai mắt Khương Uyển Nhi đẫm lệ y gờ lung, nhẹ giọng run run nói. Hết thảy đều sẽ khá hơn. Khương Phàm nhìn liệt diễm linh văn ảm đạm không ánh sáng chê y chán nàng, trong lòng đau nhức không thôi, siết chặt nắm tay. Linh văn là biểu tượng của địa vị, thiên phú hết thảy các loại. Ở trong thế giới nguy hiểm mãnh thú tàn phá bừa bãi, ma linh hoành hành này, nhân tộc mặc dù vừa ra đời đã yếu đuối không chịu nổi, nhưng thân thể có được tiềm lực to lớn ẩn chứa bảo tàng vô tận. Tương lai khi tiềm lực thức tỉnh, trình độ khai thác mạnh đến đâu đều được quyết định bởi tiên thiên linh căn. Tiên thiên linh căn mạnh yếu thì thông qua linh văn chê y chán mà hiển hiện ra ngoài. Bình thường mà nói, tư chất yếu hơn nữa đều là nhất phẩm linh văn, lúc này mới xem như là một nhân tộc bình thường. Nếu như không có thì làm phế nhân, là dân đen. Tại một ít địa phương, thân là dân đen, không có tên, thân phận thấp bé, chỉ có thể làm nô. Khương Uyển Nhi vốn có lục phẩm linh văn, rất cường đại, hoàn toàn xứng đáng thiên tài trong Khương Vương Phủ thậm chí trong cứ điểm Bạch Hổ Quan, càng là kiêu ngạo của gia tộc. Nhưng hiện tại, nàng chỉ có thể dựa vào đan dược miễn cưỡng duy trì lấy độ hoạt tính của kinh mạch, chờ đợi hy vọng mờ mịt. Sau khi Khương Uyển Nhi ngủ say, Khương Phàm đi tới dưới cây già ngoài thạch ốc. Diêm bá, ta không thể tuân theo ước định, ta muốn sớm thức tỉnh linh văn. Khương Phàm nói nhỏ với cây già đang yên lặng. Năm đó 5 tuổi, Diêm bá đã hắn đến Bạch Hổ Thành, chỉ bồi bên người hắn nửa năm liền rời đi. Diêm bá chưa hề nói là đi đâu, cũng không có lưu lại thân thế của hắn, chỉ nhắc tới 3 yêu cầu. Thứ nhất, huyết luyện đại hoang. Đi vào trong núi sâu đầy nguy hiểm ở biên giới đại hoang khiêu chiến cực hạn bản thân, chém giết cùng dã thú, tôi luyện nhục thân, tôi luyện ý chí. Đem năng lực sinh tồn biến thành bản năng, lắng đọng ở trong lòng. Thứ hai, tu luyện công quyết. Diêm bá cho hắn một bộ công quyết nội tu, Đại Diệu Thiên Kinh. Khúc dạo đầu trong Đại Diệu Thiên Kinh đã viết, đại đạo cửu trọng thiên, nhất bộ nhất đăng thiên. Phi phàm ở chỗ ca iota siết phát lực lượng trái tim, lấy trái tim làm căn nguyên, trùng ca iota siết mạch máu chủ mạch và các chi mạch cùng mao mạch và mạch máu toàn thân. Mạch máu làm cơ sở cho toàn thân nhưng lại là tồn tại phức tạp nhất, số lượng khó mà tính toán, nếu cộng lại tất cả chúng trong thể đạt tới khoảng 10 vạn giảm tả hữu. Bọn chúng lít nha lít nhít trải rộng toàn thân đến từng bộ vị, ẩn chứa ảo diệu vô cùng vô tận, là cơ sở mở ra bảo tàng của thân thể. Thứ ba, 15 tuổi lại thức tỉnh linh văn. Diêm bá lưu lại một cái hộp gấm, chôn ở dưới gốc cây già này, bên trong có bảo vật thức tỉnh linh văn. Bây giờ cách ước định còn lại 2 năm, nhưng Khương Phàm không thể không sớm mở ra. Sinh mà không nuôi, có thể cắt ngón tay mà báo, sinh mà nuôi dưỡng, có thể chặt đầu báo, không sinh mà nuôi, không thể báo đáp. Nghĩa phụ nuôi ta 8 năm coi ta như con đẻ, chưa bao giờ ghét bỏ. Diêm bá, xin ngài hãy hiểu cho. Khương Phàm đào phiến đá dưới cây già, từ bên trong lấy ra một cái hộp gấm đẹp đẽ. Mặc dù đã chôn 8 năm nhưng hộp gấm kia lại mới tinh như lúc ban đầu, mặt ngoài điêu khắc văn ấn màu vàng phức tạp thần bí. Ánh mắt Khương Phàm kiên định, dứt khoát vạch phá bàn tay, dùng sức cầm hộp gấm lên. Diêm bá đã nhắc nhở qua hắn. Muốn mở hộp gấm ra không chỉ phải chờ tới 15 tuổi, càng quan trọng hơn là phải tu luyện Đại Diệu Thiên Kinh tới đệ nhị trọng. Đến giai đoạn này, thân thể sẽ tiến hành một lần thăng hoa toàn diện. Kinh mạch cùng mạch máu phát sinh thuế biến, quấn quýt nhau cùng một chỗ. Kinh mạch thai nghén mạch máu tẩm bổ kinh mạch, hỗ trợ lẫn nhau. Huyết dịch đều sẽ bị ca iota siết thích mà phát sinh biến hóa kỳ diệu, chỉ có loại huyết dịch này mới có thể giải trừ phong ấn chê y hộp gấm. Hấp thu năng lượng bên trong mà thức tỉnh linh văn. Khương Phàm 3 tháng trước đã tu luyện tới đệ nhị trọng. Oanh! Máu tươi vừa mới thẩm thấu hộp gấm liền cấp tốc bị hòa tan, một ngọn lửa màu vàng óng hừng hực mà mãnh liệt cuồn cuộn lan ra, quét sạch sơn cốc, hoàn toàn nuốt hết Khương Phàm vào bên trong. Khương Phàm tuyệt đối không nghĩ tới thanh thế xảy ra sẽ mãnh liệt như vậy, vội vàng không kịp chuẩn bị, quần áo toàn thân trong nháy mắt đã biến mất. Da thịt đều giống như muốn hòa tan. Nơi sâu trong liệt diễm, một cây lông vũ màu vàng như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm về phía Khương Phàm. Lông vũ màu vàng thon dài mà hoa lệ, giống như là thần điểu bay lượn cuốn quấy liệt diễm mãnh liệt đều hội tụ về phía hướng nó. Đây là cái gì? Khương Phàm giật mình, lông vũ màu vàng trong chốc lát đâm vào mi tâm. A! Khương Phàm phát ra tiếng kêu thảm thống khổ, âm thanh trầm đục vang lên trong đầu phảng phất như muốn nổ tung. Quang minh vô tận chiếu sáng ý thức,
sáng chói như mặt trời ban trưa, huyết dịch toàn thân đều giống như muốn bốc cháy. Cùng lúc đó, từng đạo hào quang màu vàng xen lẫn trong mi tâm, liệt diễm dần dần hình thành đường vân sáng chói giống như đóa hoa sen vàng đã nở rộ. Liệt diễm linh văn. Khương Phàm cố nén tê liệt đau nhức kịch liệt, giữ vững tâm thần, nhận lấy linh văn thức tỉnh. Quang vũ màu vàng mang theo năng lượng nóng bỏng lưu chuyển toàn thân, một đầu va vào khí hải, khí lãng vô tận cấp tốc chiếu thấu vào bên trong mê vụ. Khí hải thức tỉnh cùng linh văn chê y chán chiếu rọi lẫn nhau. Nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm. Linh văn thức tỉnh phi thường mạnh mẽ không ngừng vọt mạnh phả bỏ hàng rào. Ngũ phẩm, lục phẩm. Tràn ngập ý thức của Khương Phàm là hào quang màu vàng, thân thể phảng phất như bị xuyên thấu, mạch máu kinh mạch thậm chí cả xương cốt đều có thể thấy rõ ràng. Một cỗ hỏa diễm nở rộ to lớn vần quanh ở chung quanh, vừa sáng chói lại vừa tráng lệ, ù ù oanh minh. Lục phẩm linh văn. Đây không thể nghi ngờ là cấp bậc thiên tài. Nhưng mà, cỗ khí thế thức tỉnh trong thân thể Khương Phàm kia cũng không có kết thúc như vậy. Sau khi đình trệ ngắn ngủi, bỗng nhiên vượt qua ngưỡng cửa vốn có, đạt đến tầng diện cao hơn. A, à, cả người Khương Phàm giống như bị tươi sống đốt hết, từ linh hồn đến xương cốt đều đang tiếp nhận khảo nghiệm to lớn. Linh văn chê y chán sán lạn đến cực hạn, chiếu rọi sơn cốc thành màu vàng óng, phảng phất như một vòng mặt trời rơi xuống sơn cốc. Nếu như cẩn thận quan sát, liệt diễm hỏa liên sôi trào đến nở rộ ở sâu bên trong kia giống như có một đầu thần điểu hoa lệ đang thức tỉnh, cường thịnh mà uy nghiêm, càng tản ra lệ khí kinh khủng. May mắn là nơi này vắng vẻ lại bị Diêm Bá bố trí cấm chế dày đặc, nếu không thời khắc này khí tức bạo phát không biết sẽ khiến bao nhiêu cường giả chú ý, lại sẽ dẫn phát oanh động bao lớn. Thất phẩm linh văn. Khương Phàm thống khổ lại ca iota siết động. Lục phẩm linh văn đã là thiên tài hiếm thấy, thất phẩm linh văn càng là trăm năm khó gặp. Đến phương diện thất phẩm liền có càng xưng hô cao quý hơn, thánh linh văn. Là thiên tài chân chính chê ý nghĩa, càng có được tiềm lực không có gì sánh kịp. Hơn 200 năm trước, tổ tiên Khương gia, Khương Nguyên Liệt chính là lấy thánh linh văn quật khởi, đi theo tiên hoàng xuất sinh nhập tử. Khai sáng Lang gia quốc, cũng có đất phong Thương Châu. Chỉ là từ đó về sau, Khương gia hay thậm chí toàn bộ Thương Châu đều không còn lại xuất hiện qua thánh linh văn nào nữa. Ánh sáng mạnh toàn thân Khương Phàm sôi trào đến cực hạn, hắn nhịn không được ngửa đầu lên trời giống to, kim liên mãnh liệt ầm vang nổ tung, thần điểu bên trong kia dương cánh thét dài, lệ khí như biển, muốn nứt cả bầu trời. Cỗ năng lượng này không làm kinh động thành bạch hổ nhưng lại đưa tới một vị nhân vật đặc biệt khác chú ý. Vùng địa cực hoang nguyên xa xôi, cát vàng gào thét đầy trời, giữa một mảnh thiên địa y gờ lung. Một lão già mù khô gầy kéo lấy cổ quan hoàng kim thần bí lại nặng nề, cô độc mà chậm rãi đi tới. Cổ quan dài đến 3 mét, chê y vách quan tài khắc đầy đồ văn cùng phù văn cổ xưa. Đồ văn phù văn tản ra u quang nhàn nhạt, đem cát vàng đầy trời đều ngăn cách ở bên ngoài, quỷ dị tới cực điểm. Càng quỷ dị chính là lão nhân kia, hai mắt trống rỗng, không có chút sinh khí nào. Mặc áo trắng đưa tang như đồng hành cùng cổ nhân đi đến nơi chôn cất. Cát vàng đầy trời, cổ nhân kéo quan tài. Hình ảnh này cực kỳ đánh vào thị giác, chân NS Iota tâm hồn con ngươi. Không ai biết hắn từ đâu tới đây, lại đi hướng nơi nào, nhưng ở bạch hổ quan xa xôi kia tại một khắc Khương Phàm thức tỉnh linh văn toàn diện, trong hai mắt trống rỗng của lão nhân nổi lên một tia u quang. Khí thức thần nguyên, nơi đó là Đại Hoang. An trí trong Đại Hoang chính là đứa trẻ thứ 87. Chẳng lẽ, lão nhân dừng kéo cổ quan hoàng kim lại, nhìn về phương xa, sau khi hoảng hốt thật lâu, bỗng nhiên quỳ một chân chê y đất, tay phải khô gầy dùng sức ấn về phía cát vàng. Ầm ầm, kinh khiên động địa, cát vàng ngập trời. Một mảnh phù văn thần bí to lớn nở rộ mãnh liệt quét sạch 300 dặm hoang nguyên tản mát ra ánh sáng trùng thiên quỷ bí lại đầy cổ lão thần bí. Thần, Thiên Mục Đại Tướng. Lễ bái vào thâm không trong cửu u, cầu xin thiên hậu quan sát về phía này. Kim thân thần hoàng hư hư thực thực luân hồi thức tỉnh, thần sẽ lập tức dò xét. Kim viêm thánh văn, không uổng công ta tôi luyện 8 năm, đại diệu thiên kinh không khiến ta thất vọng. Cảnh giới ban đầu là, tứ trọng thiên. Liệt diễm toàn thân Khương Phàm dần dần tan hết, thống khổ cũng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là thoải mái vô cùng, cùng toàn thân phun trào lực lượng. Bình thường mà nói. Cảnh giới linh văn thức tỉnh sơ thủy đều là linh anh cảnh nhất trọng thiên. Ngũ phẩm linh văn trở lên mới có thể xuất hiện sơ thủy nhị trọng thiên thậm chí là tam trọng thiên.
Cảnh giới sơ thủy của Khương Phàm vậy mà ổn định tại Linh Anh tứ cảnh trọng thiên. 8 năm huyết luyện, hậu tích bạc phát, đáng giá. Sau khi Khương Phàm xác định Uyển Nhi không có bừng tỉnh thì tranh thủ thời gian thay y phục khác, ngồi ở trên y mặt đất vận chuyển đại diệu thiên kinh, hấp thu nguyên lực chung quanh luyện hóa. Nguyên lực trong thiên địa có khí tức sinh mệnh, cũng có linh lực. Khí tức sinh mệnh tràn vào mạch máu toàn thân, tẩm bổ huyết nhục. Linh lực thì chảy xuôi trong kinh mạch, hướng về khí hải liên tục không ngừng hội tụ. Khí hải hắn giống như tiểu thế giới hỗn độn sơ khai, hoàn toàn mờ mịt, linh lực nồng đậm màu vàng óng lao xuống giống như tinh linh đang bay múa, chiếu ánh vàng son lộng lẫy bên trong. Linh văn chỗ mi tâm nở rộ lên hào quang sáng chói, giống như là một đoàn liệt hỏa chân thực đang thiêu đốt, sáng lạn nhưng vững chắc, còn có mấy phần khí tức tôn quý, chiếu Khương Phàm như là một thánh tử. Đây là khí tức đặc hữu của thánh linh văn. Từ sáng sớm đến đêm khuya, Khương Phàm lặp đi lặp lại việc tra xét khí hải, cảm thụ được thánh linh văn. Nhưng trong bất chi bất giác, lông vũ màu vàng trong khí hải vậy mà dâng lên hừng hực lửa nóng chuyển biến thành một con hỏa điểu đang dương cánh, sinh động như thật, tản ra khí tức uy nghiêm. Hỏa điểu treo cao, liệt diễm hừng hực, quan sát khí hải màu vàng. Chẳng lẽ là linh nguyên? Khương Phàm kỳ quái nhìn lấy khí hải. Võ giả dưới tình huống bình thường đến linh anh cảnh hậu kỳ mới có thể xuất hiện hình dáng linh nguyên, làm sao đã sớm xuất hiện trong người mình. Mà linh nguyên đều là đối ứng với nhau cùng linh văn là lợi kiếm, trong khí hải sẽ xuất hiện hình kiếm, linh văn là liệt diễm, trong khí hải liền sẽ ngưng tụ ra hỏa trùng. Linh văn chê y chán Khương Phàm rõ ràng là một hỏa liên, hoa sen lửa, dạng hỏa diễm, còn hỏa điểu này là tình huống như thế nào. Ngày thứ hai. Khương Phàm chiếu cố thức tỉnh Uyển Nhi ăn chút gì, dùng thắt lưng gấm cuốn lại cái chán, cũng rời đi khỏi u cốc. Hôm nay, thành Bạch Hổ phi thường náo nhiệt, người người nhốn nháo chung quanh Phong Vân Đài, người của Khương Vương Phủ cùng tất cả cứ điểm đều tụ tại nơi này. Khương Phàm cũng dám khiêu chiến Khương Nhân, hắn chẳng lẽ cũng muốn cạnh tranh người thừa kế Khương Vương Phủ. Nghĩ hay lắm, vị trí vương gia Khương Vương Phủ mặc dù là thế tập, nhưng nhất định phải là huyết mạch Khương gia. Còn có hạn chế rất khắc nghiệt, Khương Phàm là một đứa con nuôi không biết từ đâu xuất hiện, còn muốn nhúng chàm vào vị trí vương gia. Hắn còn không có thức tỉnh linh văn, cũng dám khiêu chiến Khương Nhân, đây là muốn chết sao? Khương Vương không ở đây, nếu Khương Nhân quả như thật đánh chết hắn, cũng không ai thay hắn đáng tiếc. Mọi người phàm luận nhiều nhất chính là Khương Phàm. Trước lúc Khương Uyển Nhi xảy ra chuyện, rất nhiều người đều không biết trong Khương Vương phủ còn có một đứa con nuôi. Ngay cả đám tử đệ võ tướng cứ điểm đối với Khương Phàm cũng không hiểu rõ nhiều, chỉ biết là đứa con nuôi thần bí này lại điệu thấp, không ở trong vương phủ, còn cự tuyệt thức tỉnh linh văn, rất có thể là một phế vật. Bọn hắn hôm nay nguyện ý tới đây chủ yếu là chứng kiến Khương Vương phủ tuyên bố Khương Nhân trở thành người thừa kế Khương gia, còn có Khương Vương phủ và cứ điểm thứ ba trở thành thông gia. Trận luận võ này càng giống như tuyên bố biểu hiện thực lực ra trước toàn thể mọi người. Bọn hắn thậm chí hoài nghi Khương Phàm có phải bị Khương Vương Phủ ép buộc tới khiêu chiến hay không, nếu không phải vậy thì chính là đầu có vấn đề. Khương Nhân cao ngạo đứng chê y lôi đài, nghênh đón ánh mắt đám người hâm mộ lại nịnh nọt. Dựa theo an bài trước đó, Khương Vương Phủ sẽ vào 10 ngày sau triệu tập toàn tộc cùng võ tướng ở cứ điểm, tuyên bố hắn trở thành người thừa kế, nhanh chóng ổn định cục diện Bạch Hổ Thành. Nếu Khương Phàm khiêu chiến, hôm nay sẽ thành cơ hội tuyệt vời. Nghĩ tới đây. Hắn đã không nén được ca yêu ta siết động trong lòng. Khương Nhân ta, sắp thành vương gia. Tới rồi, Khương Phàm tới rồi. Đám người bạo động, tự động tách ra một đoạn đường trống. Hắn chính là Khương Phàm sao? Vải thô áo gai, nào có cái gì dáng vẻ con nuôi của Khương Vương? Con nuôi mà, còn muốn thế nào nữa chứ? Khương Phàm không nhìn lấy ánh mắt cùng lời phàm luận của đám người, xuyên qua đám người đi lên lôi đài. Uyển Nhi của ta đâu? Làm sao hắn không mang tới? Sẽ không phải giấu đi rồi chứ? Chuẩn bị tốt cho ta, trước khi Khương Phàm chết phải buộc hắn giao Khương Uyển Nhi ra. Tiêu Khuê đứng trong đội ngũ cứ điểm thứ ba, sắc mặt âm trầm ra lệnh. Hôm nay bất luận như thế nào, đều phải thành hôn với Khương Uyển Nhi. Khương Phàm, ngươi không thể lên Phong Vân Đài, hắn sẽ giết ngươi. Một thiếu nữ Mỹ lệ cao gầy ngăn cản Khương Phàm. Bắt cánh tay hắn lại nhắc nhở hắn. Ý tốt này, ta xin nhận, nhưng chỉ bằng hắn thì phế không được ta. Đừng chấp mê bất ngộ, một khi lên Phong Vân Đài, ai cũng cứu không được ngươi.
Ngươi còn sống, Uyển Nhi còn có người để dựa vào. Ngươi chết rồi, nàng ở trong Tiêu gia sẽ sống không bằng chết. Nàng là Khương Linh Mộng, tộc nhân của Khương Vương Phủ, là một vị tôn nữ của tộc lão, là hảo tỉ muội của Khương Uyển Nhi. Nàng không phải quan tâm Khương Phàm, mà lo lắng đến Khương Uyển Nhi. Dù nói thế nào, Khương Phàm là thân nhân duy nhất của Uyển Nhi. Ta sẽ không để cho Uyển Nhi đến Tiêu gia. Khương Phàm hất Khương Linh Mộng ra, đi đến lôi đài, đưa tay khiêu chiến Khương Nhân. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Còn cần chuẩn bị. Khương Nhân khinh thường mà cười, quay người thi lễ một cái với các tộc lão. Xin mời các tộc lão chứng kiến màn luận võ hôm nay. Đại trưởng lão tự mình đi đến chê y lôi đài, ngắm nhìn đài cao, ánh mắt cảnh cáo bọn người yến tranh chung quanh. Hôm nay là chuyện trong nhà Khương Vương Phủ, cứ điểm không được nhúng tay. Khương Phàm, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là ngũ phẩm linh văn. Diễm Linh Văn chê y chán Khương Nhân liệt nở rộ lên hào quang sáng chói, khí chất cả người đại biến, cường thế lại uy mãnh, để rất nhiều nữ tử dưới đài cao giọng thét to. Khương Phàm lạnh lùng đứng đó, không có ca yêu ta siết hoạt Linh Văn, chỉ dùng sức nắm chặt nắm đấm. Oanh! Khương Nhân lấy Linh Văn câu thông khí hải, toàn thân bạo phát một cỗ hỏa chiều mãnh liệt, sau đó hội tụ vào quyền phải. Hắn hét lớn một tiếng, dẫm chân phi nước đại, hướng về phía Khương Phàm giết tới. Hôm nay hắn là tiêu điểm, muốn một chiêu chế địch, chiến thắng hoàn mỹ. Nhưng Khương Phàm lại thờ ơ, mặc cho Khương Nhân huy động trọng quyền mang theo liệt diễm, hung ác đập tới. Khương Phàm, tránh ra. Sắc mặt Khương Linh Mộng biến đổi, làm cái gì vậy, tìm chết sao? Phế vật này sợ đến choáng váng rồi à? Rất nhiều người dưới đài đều sửng sốt. Muốn chết. Khương Nhân vào tới trước mặt Khương Phàm. Ánh sáng linh văn càng tăng lên, liệt diễm mãnh liệt sôi trào, giống như thiên thạch đập tới mặt Khương Phàm. Nếu một quyền này đập chúng, rất có thể sẽ trực tiếp nổ đầu. Chân phải Khương Phàm vừa rút lui về sau, quyền phải xúc thế, thân thể cong lại giống như cây cung đang kéo căng tiễn, mạnh mẽ mà mãnh liệt, đánh mạnh đến trọng quyền đầy liệt diễm. M thanh trầm đục, nương theo lấy tiếng xương nứt răng rắc. Khương Phàm bộc phát ra quyền lực vạn cân, nắm đấm Khương Nhân vỡ nát tại chỗ. A, à, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng chê y lôi đài, tay phải Khương Nhân vỡ vụn, máu tươi chảy ra như mưa, bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Khương Phàm đưa tay một phát bắt được tay trái Khương Nhân, thân eo phát lực, toàn thân vặn một cái, Khương Nhân thay phiên trùng điệp bị đập vào lôi đài, ngay sau đó đá mạnh một cước, dẫm lên nách chỗ cánh tay trái hắn, đồng thời nhấc lên. Răng rắc, vai trái Khương Nhân biến hình tại chỗ. Mạch máu bị xé rách, xương cốt đứt đoạn. Gọn gàng mà linh hoạt, tàn nhẫn, rất tàn nhẫn. A, à, tiếng la hét giống như ác quỷ kêu thảm vang vọng cả lôi đài, mấy vạn người tụ tập quanh quảng trường bỗng nhiên yên tĩnh. Khương Phàm bóp lấy cổ của hắn, nâng lên giữa không trung. Năm ngón tay như móc câu, đâm xuyên da thịt, giữ ngay xương cổ. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, toàn thân Khương Nhân lạnh thấu, có thể rõ ràng cảm giác được đầu ngón tay Khương Phàm đang đụng vào xương cốt của mình. Phảng phất như lúc nào cũng có thể bóp nát. Mạch máu trong cổ vỡ tan tạo thành huyết dịch ngược dòng, rót đầy khoang miệng, ục ục trào ra bên ngoài. Khương Nhân. Sắc mặt Khương Hồng Dương đại biến, vội vàng phóng tới lôi đài. Lại bước về trước nửa bước, ta sẽ giết chết hắn. Khương Phàm giơ Khương Nhân lên gầm thét. Cứu, cứu ta. Toàn thân Khương Nhân mất tự nhiên mà run rẩy, máu tươi trong cổ chảy ngược vào trong đầu. Không chỉ có đổ máu trong miệng, còn mắt lỗ tai cũng bắt đầu rớm máu. Khương Phàm, người muốn chết. Đại trưởng lão giận tím mặt, liệt diễm linh văn chiếu rọi khắp nơi, liệt diễm hừng hực như núi lửa bạo phát. Hôm nay là chuyện trong nhà Khương gia, nhưng Phong Vân Đài có quy củ của Phong Vân Đài. Yến tranh, Côn Bác bay lên không, trùng điệp rơi vào chê y lôi đài, khí thế mình y gờ phá thể mà ra để Khương Hồng Dương và đại trưởng lão phía xa dừng lại. Các ngươi tránh ra cho ta. Khương Hồng Dương đỏ mắt gầm thét, vô luận như thế nào cũng đều không nghĩ đến sẽ là tình cảnh như hiện tại. Quy củ chính là quy củ. Yến tranh Côn Bác cường thế rằng co, linh văn cộng minh cùng năng lượng thiên địa, kịch liệt phun trào ở xung quanh. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Cánh tay Khương Nhân làm sao lại phế đi? Mấy vạn người xung quanh quảng trường sôi trào, bọn hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận kết quả trước mắt. Thậm chí đều không thấy rõ ràng đến cùng đã chuyện gì xảy ra.
Thuật luyện thể. Một quyền này chỉ ít có lực vạn cân, nếu không sẽ không chấn lui được hỏa diễm thất trọng thiên đâu. Thần sắc đám tử đệ cứ điểm ngưng trọng, trách không được Khương Phàm không thức tỉnh linh văn, người ta đang chú tâm rèn luyện thân thể. Nhưng, hẳn chỉ mới 13 tuổi, làm sao có thể đánh ra lực quyền vạn cân. Khương Phàm nhìn qua Khương Hồng Dương đang tức giận. Ta thắng, Khương Vương Phủ không thể can thiệp chuyện của ta và muội muội. Sắc mặt các tộc lão Khương gia khó coi, không ngờ cục diện sẽ là như thế này. Nói ra cho ta. Khương Vương Phủ sẽ không can thiệp chuyện của ngươi và Khương Uyển Nhi. Khương Hồng Dương vội vã hô to, lại kéo dài thêm, Khương Nhân sắp bị tươi sống bóp chết. Khương Phàm không chịu bỏ qua, tiếp tục hô to. Vương gia chỉ là mất tích mấy ngày mà thôi, lúc nào cũng có thể trở về. Mặc kệ là Vương Phủ, hay là cứ điểm, mỗi người các ngươi muốn làm bất kỳ quyết định gì thì không ngại đợi thêm mấy ngày. Ngươi cầm miệng cho ta. Đại trưởng lão quát tháo Khương Phàm. Hắn chưa từng coi đứa con nuôi này ra gì, không nghĩ tới vậy mà làm hỏng đại sự của chính mình. Khương Phàm, ngươi lui xuống trước đi. Yến Tranh nhắc nhở Khương Phàm, hắn cũng không nghĩ Khương Phàm vậy mà có thể thắng. Nhưng náo thành dạng này, cứ điểm bọn hắn nhất định phải xuất thủ. Mặt khác, Côn Bác cũng dùng ánh mắt ra hiệu cho phó tướng võ tướng cứ điểm của bọn họ, nhất định phải nhúng tay vào chuyện của Vương Phủ. Nếu không sẽ chỉ càng ngày càng loạn, cũng ảnh hưởng tới Bạch Hổ Thành, ảnh hưởng đến việc bọn hắn phòng ngự đại hoang. Ta còn có việc, nói xong ta sẽ đi. Khương Phàm hướng toàn trường, cao giọng hô to. Ta là con nuôi Khương Vương, không thể đại biểu Khương Vương Phủ, nhưng có thể đại biểu Vương gia. Hôm nay, ta lấy tên Vương gia, hướng đến Bạch Hoa người đã phế đi muội muội ta hạ chiến thư, một trận sinh tử chiến. Thời gian là đại hội chiêu sinh của Thương Châu Võ Viện 3 tháng sau, địa điểm ngay tại Thương Châu Võ Viện của bọn hắn. Ngươi điên rồi. Yến Tranh, Côn Bác cũng lộ ra vẻ mặt khó tin nhìn sang Khương Phàm. Bạch Hoa là người có linh văn mạnh nhất Bạch Vương Phủ đương đại, càng là thiên tài đệ nhất Thương Châu Võ Viện. Ngay cả Khương Uyển Nhi thiên phú kia đều bị hắn đánh phế, Khương Phàm chạy đến nơi đó không phải chịu chết sao? Đám tử đệ cứ điểm cũng đều kinh ngạc, Khương Phàm mặc dù có thể đánh ra lực quyền vạn cân, nhưng cũng không uy hát yêu ta đến thiên tài Bạch Hoa kia. Ta lấy huyết thư chiêu cáo Thương Châu Võ Viện, thời điểm phân thắng bại cũng là lúc nhất quyết sinh tử. Khương Phàm muốn tới Thương Châu Võ Viện báo thù thay muội muội, càng phải đến Thương Châu Võ Viện phóng thích thánh linh văn. Hắn muốn để tất cả mọi người biết, Khương Vương Phủ không có xuống dốc. Muội muội của Khương Phàm hắn, ai đụng vào, kẻ đó chết. Ta muốn đánh chết hắn. Khương Nhân hàm hồ gào thét, ánh mắt oán hận gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng Khương Phàm đã đi xa. Đừng nói nữa, ăn đan dược vào trước rồi tính. Khương Hồng Dương đỡ Khương Nhân dậy, bỏ vào trong miệng hắn một viên đan dược chữa thương bổ huyết. Phong Vân Đài có quy củ, sau này không thể trả thù. Nếu như chúng ta giết Khương Phàm, chẳng khác nào tự mình phá hư quy củ. Đại trưởng lão thấp giọng nhắc nhở, nếu như là trước đó liền xử lý Khương Phàm cũng không ai chú ý tới hắn. Nhưng bây giờ, Yến Tranh sẽ nhìn chằm chằm bọn hắn. An bài người của sinh tử môn xuất thủ. Khương Hồng Dương nghĩ đến một đám liều mạng tâm ngoan thủ lạt, vừa lúc đang ở đại hoang chấp hành nhiệm vụ. Chúng ta không nên có liên hệ trực tiếp cùng sinh tử môn, bất quá. Có thể giật dây Tiêu Khuê đi mời. M trầm ánh mắt đại trưởng lão nhìn về phía Tiêu Khuê nơi xa đang trừng mắt phát điên. Để hắn mời sinh tử môn. Giúp một chút mà thôi. Tất cả các phó tướng, võ tướng cứ điểm đều đang ở xung quanh Phong Vân Đài. Khương Hồng Dương, các vị trưởng lão, chúng ta nên nói chuyện rồi. Khương Hồng Dương đứng dậy, trầm mặt nói. Nơi này không phải nơi nói chuyện, về Khương Vương Phủ. Sau khi Khương Phàm rời khỏi quảng trường, đi tới Khương Vương Phủ. Hắn ở Đại Hoang huyết luyện đã 8 năm, thể chất cường hoành, lực quyền đâu chỉ vạn cân, cực hạn đã đạt đến 20.000 2 vạn cân. Hắn không có xem luận võ là gì, hôm nay còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đó là tìm kiếm một bộ võ pháp. Võ giả tu luyện võ đạo cần phối hợp công pháp nội ngoại kiêm tu. Công, là chỉ những công quyết có thể cô đọng nguyên lực thiên địa, tôi luyện nhục thân, phát triển kinh mạch, cường thịnh khí hải, thai nghén linh văn của chính mình. Pháp, chỉ là võ pháp, cô đọng linh lực khí hải, chuyển hóa thành lôi điện, cuồng phong, đao kiếm các loại để tiến hành chiến đấu. Công pháp kết hợp, hỗ trợ lẫn nhau mới có thể có thành tựu chê y võ đạo.
Đại Diệu Thiên Kinh là một bộ công quyết để nội tu, hiện tại Khương Phàm cần một bộ võ pháp ngoại phóng. Trong Khương Vương Phủ có một bộ võ pháp thích hợp với hắn, là tuyệt kỹ thành danh của tổ tiên sáng lập Khương gia, Khương Nguyên Liệt. Sâm La Điện, bảo điện của Khương Vương Phủ. Nơi này của Vương Phủ trưng bày các loại linh thảo, đan dược, vũ khí, cùng công quyết, là Khương gia cùng 8 đại võ tướng cứ điểm mở ra cho đám đệ tử. Là nơi quan trọng nhất của Khương gia, trong ngoài Sâm La Điện phân bố hơn 300 thủ vệ. Chỉ bất quá thân thể những thủ vệ này đều có chút không trọn vẹn, không phải trời sinh, mà là thời điểm chống lại mãnh thú ác linh đại hoang mà bị đánh thương, sau khi tìm lại một mạng liền lưu tại Khương Vương Phủ. Không chỉ có Khương Vương Phủ nơi này, kỳ thật trong toàn bộ Bạch Hổ Thành, tất cả thủ vệ có thể nhìn thấy đều là không trọn vẹn. Tất cả những người có thân thể hoàn chỉnh đều lên cứ điểm kéo dài hơn 80 dặm của Bạch Hổ Quan, không phân ngày đêm cảnh giác tình huống của đại hoang. Ta đến xem võ pháp. Khương Phàm rất tôn kính đối với những thủ vệ nơi này. Là Phàm công tử à, hôm nay ngươi không phải sẽ đi Phong Vân Đài sao? Ô, ngươi thức tỉnh Linh Văn rồi. Trước cửa điện, lão nhân tóc hoa râm, tinh thần quắc thước, chỉ là không có hai chân, hắn vừa nhìn đã chú ý thấy trán Khương Phàm bị thắt lưng gấm quấn quanh. Vừa mới thức tỉnh, Linh Văn mấy cấp? Thủ vệ mặt khác đều hiếu kỳ nhìn qua. Cấp 3. Khương Phàm thuận miệng nói một câu liền đi vào Sâm La Điện. Trong này phi thường lớn, tầng thứ nhất chia trong ngoài ngoài rất nhiều khu, trưng bày hàng ngàn linh thảo thành hình nước cờ. Tầng thứ hai thì là đan dược, tầng thứ ba là võ pháp, tầng thứ tư là binh khí. Tầng thứ năm là một chút bảo bối chân quý hiếm thấy, cũng không mở ra cho bên ngoài, cũng do hơn 10 vị thị vệ cảnh giới cao thâm ngày đêm trông coi. Khương Phàm thẳng đến tầng thứ sáu cao nhất, trong này chỉ có một bộ võ pháp. Thánh cấp võ pháp Khương Vương Phủ kiêu ngạo nhất, vạn thú thiên hoàng quyền. Võ pháp chia làm linh cấp, huyền cấp, thánh cấp các loại, tứ phẩm linh văn trở xuống chỉ có thể tu luyện võ pháp linh cấp bình thường nhất, coi như gượng ép tu luyện huyền cấp cũng không cả iota siết phát ra hiệu quả, thậm chí có khả năng làm linh văn bị thương. Ngũ phẩm lục phẩm mới có tư cách tu luyện võ pháp huyền cấp. Võ pháp thánh cấp chỉ có thể là thánh linh văn mới có tư cách tu luyện. Còn vạn thú thiên hoàng quyền là một bộ võ pháp thánh cấp cực kỳ bá đạo, có thể đem tiềm lực thánh linh văn hoàn toàn ca iota siết phát ra, không chỉ thích ứng ở chế y chiến trường, cũng thích hợp với việc liều mạng tranh đấu. Cũng chính là bởi vì dạng này, vạn thú thiên hoàng quyền từ sau khi tiên tổ Khương Nguyên Liệt chết liền không có người tu luyện thành công. Nó là kiêu ngạo của Khương gia, cũng là tiếc nuối của Khương gia. Phàm công tử, nơi này là cấm địa của Sâm La Điện, không được đi vào. Ở lối vào tầng thứ sáu, sáu vị lão nhân tóc hoa râm tỏa chấn, tuổi tác bọn hắn đã cao, khí thế lại cường thịnh, ánh mắt đang mở ẩn hiện ánh sáng. Ta muốn đến bái tiên tổ, mời hắn phù hộ vương gia bình an trở về. Có thể bái ở bên ngoài. Vương gia hẳn là đã thông báo với các ngươi, ta có tư cách ra vào tầng thứ năm tầng thứ sáu Sâm La Điện. Sáu vị lão nhân rất do dự, nơi này dù sao cũng là cấm địa trọng yếu, là vương gia và các vị trực hệ mở ra. Khương Phàm lại nói, vương gia hàng năm mang theo hai vị ca ca cùng muội muội đến tế bái tiên tổ cũng đều mang theo ta không phải ngoại nhân. Sáu vị lão nhân trao đổi ánh mắt. Nhanh đi ra, không được đụng bất kỳ vật gì bên trong. Khương Phàm đi vào nội điện, đóng cửa điện lại, nhìn qua tượng đá Khương Nguyên Liệt ở chính giữa bái một cái, nâng thiết quyển màu vàng tím để thờ phụng phía trước lên. Vạn thú thiên hoàng quyền Khương gia bị vô số người ngấp nghé nhưng một mực không có bị người khác đánh cắp. Bởi vì chê y mặt nổi dấu ở trong cấm địa đều là giả, chê y pho tượng lão tổ trong thạch điêu này mới là thật. Đây là vương gia tự mình nói cho hắn biết. Về phần tại sao sẽ đem bí mật này nói cho người ngoài như hắn biết, Khương Phàm cũng đã từng hỏi qua, vương gia lại không có nói. Thiết quyền vừa rời khỏi tượng đá đã nở rộ lên ánh sáng mạnh sáng chói. Một cỗ khí tức hùng hồn bá đạo thấu ra, quét sạch thân thể Khương Phàm, giống như vô số dòng sông chảy xuôi chê y toàn thân, cuối cùng toàn bộ hội tụ đến bộ vị linh văn. Nếu như đổi thành người khác, kinh mạch khẳng định không chịu nổi. Coi như kinh mạch có thể chịu được, trong nháy mắt hội tụ mãnh liệt đã có thể chấn thương đến linh văn, không thể không buông thiết quyển xuống. Nhưng, kinh mạch Khương Phàm rất cứng cỏi, kim viêm thánh văn càng vững vàng kháng cự lại trùng ca iota siết mãnh liệt. Càng nở rộ lên hào quang chói sáng. Một lát sau, tin tức dày đặc giống như mưa to chiếu xuống trong ý thức, khắc đến trong đầu.
200 năm qua đi, vạn thú thiên hoàng quyền lại lần nữa thức tỉnh, bắt đầu tiếp nhận chủ nhân mới. Bên tai Khương Phàm phảng phất như có tiếng mãnh thú gào thét đang quanh quẩn. Có mãnh hổ khiếu sơn lâm, có cự hùng giống nứt hoang dã, có diều hâu đỏ sức chê y bầu trời, càng có thiên long gào thét giữa đại dương mênh y gờ, tiếng chu tước gáy to khắp càn khôn. Hỗn loạn lại cuồng dã, chấn động khí huyết toàn thân Khương Phàm đều đang bốc lên. Cỗ khí thế kịch liệt này kéo dài trong giây lát, toàn bộ tin tức thiên hoàng quyền liền kết thúc truyền thừa, tử kim thiết quyển cũng khôi phục bình tĩnh, không còn ánh sáng. Khương Phàm bình phục huyết khí còn nóng hổi, Kaiota Siết động nắm chặt nắm đấm, không hổ là võ pháp thánh cấp, rất bá đạo. Phàm công tử, người đang làm gì? Các trưởng lão thủ vệ phát giác được bên trong có dị thường, lập tức đẩy cửa điện ra. Khương Phàm nhanh chóng thả lại thiết quyển vạn thú thiên hoàng quyền đến chê y bệ đá, bái một cái với tượng đá tổ tiên Khương Nguyên Liệt chê y bệ đá, thấp giọng cam đoan. Tiên tổ, xin ngài yên tâm, Khương Phàm sẽ không để mất uy danh của vạn thú thiên hoàng quyền. Ta mặc dù không phải huyết mạch Khương gia, nhưng cũng sẽ dùng sinh mệnh thủ hộ Khương gia. Khương Phàm đứng dậy lên tiếng chào các trưởng lão thủ hộ, rời đi như không có chuyện gì xảy ra. Các trưởng lão thủ hộ rất kỳ quái, đi tới cẩn thận xem xét, nhưng không có phát hiện ra vấn đề gì, cũng rời khỏi nơi này. Khương Phàm trốn đến một tầng trong góc, nhắm mắt lại cẩn thận cảm ngộ võ pháp. Bộ phận thứ nhất trong vạn thú thiên hoàng quyền là hổ khiếu quyền, có thể ngưng tụ hổ hình, phóng thích quyền cương, có thể sinh ra lực phá hoại cực kỳ cường hãn. Muốn ngưng tụ thành hổ hình, cần thánh linh văn dẫn đạo, khống chế linh lực cực kỳ tinh diệu, còn cần một loại linh thảo có tên là hổ văn thảo phụ trợ. Tu luyện võ pháp có khác biệt với công quyết, cũng không giống với luyện thể, cái này cần số lượng lớn đan dược và linh thảo. Không có bọn chúng, tu luyện võ pháp cơ hồ nửa bước khó đi. Đây cũng là nguyên nhân mà học sinh nhà nghèo đều sẽ lựa chọn võ viện hoặc tông môn, nơi đó không chỉ có hệ thống chỉ đạo, càng có đầy đủ tài nguyên có thể hưởng dụng. Không có bối cảnh không có dựa vào thì các tán tu thì cần phải chấp nhận nguy hiểm tính mạng mà xông xáo đại hoang. Khương Phàm cẩn thận cảm ngộ thật lâu, đứng dậy tìm kiếm hổ văn thảo. Chỉ là loại linh thảo này có tác dụng không lớn, số lượng cũng không nhiều, tìm khắp Sâm La Điện thì chỉ tìm được 20 cây. Khương Phàm, cút ra đây. Nữ nhân của ta đâu? Ngươi giấu nàng ở nơi nào? Một đám người ồn ào xông vào Sâm La Điện, rất nhanh tìm đến Khương Phàm. Cầm đầu chính là Tiêu Khuê. Khương nhân không có nói rõ với ngươi à? Ta đã thắng thì không ai có thể can thiệp chuyện của ta và muội muội ta. Ua, thật là trâu, thật đúng là đề cao bản thân. Nếu không phải Khương nhân chủ quan, có thể bị ngươi đánh bại sao? Xem ra ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng, có muốn thử một chút hay không? Ta cũng đang chờ của câu nói này ngươi. Ngươi đâu, thủ vệ Sâm La Điện ở đâu? Đều đi ra cho ta. Tiêu Khuê phách lối hô to. Các tùy tùng phía sau hắn lập tức đứng ra thành một vòng. Các thủ vệ Sâm La Điện từ các nơi tụ tới. Tiêu Khuê công tử, nơi này là Sâm La Điện, bất kỳ người nào cũng không được phép nháo sự. Ta không nháo sự, ta chỉ luận bàn hai chiêu cùng Khương Phàm, các ngươi tới làm chứng. Tiêu Khuê đi đến trước mặt Khương Phàm, chê y khuôn mặt tràn đầy dữ tợn nhe răng cười. Tiểu phế vật, kẻ làm ước định với ngươi là Khương Nhân, không phải là ta. Ngươi có thể đánh với ta một trận, nếu ta thua, tuyệt không quấn lấy muội muội của ngươi. Nếu ta thắng, ngươi hôm nay phải tự mình đưa muội muội ngươi đến trong phủ cho ta. Như thế nào? Khương Phàm buộc bao linh thảo ra sau lưng. Làm sao so? Đương nhiên là. Tiêu Khuê còn chưa nói hết lời, đột nhiên vung lên một quyền, đánh tới đầu Khương Phàm. Nham văn phun trào chê y chán hùng hồn uy thế. Chê y nắm tay ngưng tụ ra nham thạch đột thứ bén nhọn. Mà chê y nắm tay đã sớm đeo thiết chùy được rèn đúc từ ô cương. Diện mục Tiêu Khuê dữ tợn, không phải quyền đầu ngươi rất cứng sao? Để cho ngươi nếm thử thứ cứng hơn. Mặc dù Khương Phàm đối mặt cùng hắn mặt, khoảng cách gần vô cùng, nhưng khi Tiêu Khuê chớp mắt xuất thủ thì thân thể đã bỗng nhiên trầm xuống, tránh đi trọng quyền, nhanh chóng làm ra động tác đối ứng, nắm chặt nắm đấm bỗng nhiên đánh vào ngực Tiêu Khuê. Oa! Tiêu Khuê như bị sét đánh, hai mắt trừng lớn, thân người cong lại bay ra ngoài. Khương Phàm đột ngột từ mặt đất đứng lên, mũi chân căng cứng như roi sắt, đá vào chê y cằm Tiêu Khuê. Răng rắc giòn vang, huyết nhục văng tung tóe, Tiêu Khuê ngửa mặt lên, trùng điệp nện xuống đất. A! À,
Tiêu Khuê che cái cằm đã vỡ vụn, đau đớn kêu thảm. Công tử! Bọn thị vệ Tiêu gia sợ hãi, cuống quýt tiến lên, luống cuống tay chân cầm máu. Người thua rồi, đừng có lại quấn lấy muội muội ta. Khương Phàm quay người muốn rời khỏi, làm sao Tiêu Thắng Dũng sinh ra thằng ngu như thế? Còn muốn chạy, đứng lại cho ta. Một vị thị vệ Tiêu gia giống giận định bắt Khương Phàm, những thủ vệ Xâm La Điện lại đồng loạt tiến về phía trước một bước. Kết thúc tranh tài, ai dám nháo sự? Hắn đánh công tử nhà chúng ta. Chúng ta không mù. Thủ vệ nơi này mặc dù tàn tật nhưng lại tuyệt đối trung thành đối với Khương Vương Phủ, tự nhiên đứng bên Khương Phàm. Các ngươi, bọn thị vệ Tiêu gia phẫn nộ, cũng không dám tiếp tục náo loạn, hung tợn trừng mắt nhìn Khương Phàm, đưa Tiêu Khuê đang gào thảm bước nhanh rời đi. Khương Phàm, người đợi đấy cho ta lấy, ta sẽ không để yên cho ngươi. Tiêu Khuê mơ hồ gào thét. Khương Phàm đeo lấy bao vải muốn rời khỏi đại điện, vừa vặn đụng phải Khương Linh Mộng đang chạy vào. Ta có việc tìm ngươi. Khương Linh Mộng kéo Khương Phàm đến bên cạnh, vẻ mặt rất nghiêm túc. Rút chiến thư về, ngươi không thể đi Thương Châu Võ Viện. Ta hạ chiến thư đâu có quan hệ gì với ngươi. Ngươi có thể thắng Khương Nhân, có thể là may mắn, nhưng ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của Bạch Hoa. Bạch Hoa là đệ nhất thiên tài Võ Viện, lại là linh anh cảnh cửu trọng thiên, một đạo lôi chiều của hắn đã có thể phế bỏ ngươi. Khương Linh Mộng không quan tâm Khương Phàm chết sống thế nào, nhưng nàng không thể để cho một mình Bạch Hoa lần nữa nhục nhã Khương Vương Phủ, trước hết đánh tàn Uyển Nhi, sau lại giết con nuôi. Chuyện của muội muội ta, chính ta sẽ xử lý. Đây không phải chuyện của chính ngươi, đây là mặt mũi Khương Vương Phủ. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi không xứng khiêu chiến Bạch Hoa. Nếu ta nhớ không lầm, Uyển Nhi trước kia rất chiếu cố ngươi, xem ngươi như thân tỷ tỷ. Nàng hiện tại bị phế, người đáp lễ nàng như vậy. Ta coi Uyển Nhi là muội muội, cho nên ta muốn báo thù thay nàng. Ngươi, càng không được. Ta không được, có người có thể đi. Ai có thể đi, ai lại chịu lên sinh tử đài vì muội muội ta? Yến Khinh Vũ. Sau khi Uyển Nhi bị phế, Yến Tranh tướng quân đã phái người gọi Yến Khinh Vũ trở về, nàng đã là linh anh cảnh cửu trọng thiên, chuẩn bị đi Đại Hoang lịch luyện một đoạn thời gian. Sau đó sẽ đến Thương Châu Võ Viện khiêu chiến Bạch Hoa. Yến Khinh Vũ. Khương Phàm gần như đã quên cái tên này. Yến Khinh Vũ là một lục phẩm linh văn khác trong đại tân sinh của Bạch Hổ Quan. Thời điểm 10 tuổi đã được một vị trưởng lão Kim Dương Cung ở Bắc Cương xem trọng, thu làm đệ tử Thượng Cung. Yến Khinh Vũ và Khương Uyển Nhi lại là tỉ muội rất tốt, lúc ấy Uyển Nhi khăng khăng tiến đến Thương Châu Võ Viện cầu học. Cũng là vì Yến Khinh Vũ được Kim Dương Cung thu nhận mà chịu ca yêu ta si thích. Đương nhiên còn có một nguyên nhân trọng yếu khác, Uyển Nhi muốn đi vào Thương Châu Võ Viện thể hiện ra thực lực và tư thái, để Thương Châu biết Khương Vương Phủ bọn hắn cũng không có xuống dốc, thuận tiện từ nơi đó mời chào một học sinh nhà nghèo, gia nhập vào Khương Vương Phủ. Chuyện của muội muội ta, chính ta sẽ xử lý, không cần người ngoài hỗ trợ. Khương Phàm lắc đầu, lách qua bên cạnh nàng. Khương Phàm. Ngươi muốn chịu chết không ai ngăn ngươi, nhưng chuyện này không phải do ngươi. Khương Linh Mộng tức giận, ngươi lấy cái gì khiêu chiến đệ nhất thiên tài Thương Châu Võ Viện? Nắm đấm sao? Không biết tự lượng sức mình. Khương Phàm trở lại sơn cốc, nhìn Khương Uyển Nhi vẫn còn đang ngủ say, liền đi ra bên ngoài sơn cốc, xuất ra 20 cây hổ văn thảo bắt đầu tu luyện vạn thú thiên hoàng quyền. Mặc dù hắn vẫn đang luôn tu luyện đại diệu thiên kinh, nhưng tu luyện võ pháp và công quyết lại hoàn toàn khác biệt. Một cái là ngưng tụ, một cái thì là phóng thích. Đem linh lực huy sái đi ra ngoài thì dễ dàng, nhưng muốn trải qua điều động linh văn, ngưng tụ thành võ pháp cường đại, dẫn phát hiệu quả, lại càng phức tạp hơn so với tưởng tượng của Khương Phàm. Một ngày một đêm đã qua, Khương Phàm mất ăn mất ngủ tu luyện, kết quả hổ văn thảo nhẹ nhõm đã hao hết, lại ngay cả hình dáng một đầu hổ cũng đều không có ngưng tụ ra. Chớ nói chi là mãnh hổ hoàn chỉnh. Khương Phàm mệt mỏi nhìn liệt hỏa tản ra chê y nắm tay, lắc đầu. Trách không được Uyển Nhi tu luyện không kể ngày đêm, 3 năm mới đến linh anh cảnh cửu trọng thiên. Tu luyện võ đạo xác thực gian nan, tuy nhiên Khương Phàm cũng không có nhục chí, rất nhanh lại tràn ngập ca yêu ta si tình. Mặc dù một ngày ngắn ngủi, hắn đã cảm nhận được thánh linh văn phi phàm. Rõ ràng nhất chính là thời điểm thả ra linh lực tự mang lấy một cỗ uy thế trấn NS Iota cường đại, nếu như có thể cô đọng thành võ pháp, uy lực khẳng định phi thường mạnh mẽ.
Khương Phàm vận chuyển đại diệu thiên kinh điều chỉnh tốt trạng thái, lưu lại đan dược và rất nhiều linh quả cho Uyển Nhi, chuẩn bị tiến vào đại hoang tìm hổ văn thảo. Mặc dù đại hoang rất nguy hiểm, nhưng đại bộ phận mãnh thú ác linh lúc ban ngày đều sẽ thối lui đến chỗ sâu nhất, cho nên một mảnh rừng rậm rất lớn gần cứ điểm Bạch Hổ Quan coi như an toàn. Mỗi khi hừng đông, cửa lớn của tám đại cứ điểm cũng đều sẽ mở ra, người đến từ các nơi ở Thương Châu thậm chí là các võ viện đều sẽ thành đàn tràn vào rừng rậm. Khương Phàm, hắn chính là Khương Phàm. Khương Phàm giống như thường ngày đi tới phía trước cứ điểm thứ 8, nhưng vừa mới lộ diện liền có người chỉ vào hắn hô to. Hắn chính là con nuôi Khương Vương, Khương Phàm, muốn khiêu chiến Bạch Hoa của Bạch Vương Phủ. Khương Vương Phủ hôm qua đã phái người đến Thương Châu võ viện hạ chiến thư, không biết Bạch Hoa có tiếp hay không? Tiếp chứ, khẳng định phải tiếp, Bạch Vương Phủ làm sao có thể từ bỏ cơ hội đả kích ta CS Khương Vương Phủ. Hắn có thể thắng Khương Nhân, chính là may mắn. Khương Phàm quá không biết tự lượng sức mình, chẳng lẽ muốn dựa vào một cỗ man lực khiêu chiến đệ nhất thiên tài Thương Châu? Đám người phàm luận ầm ĩ, đều đang đánh giá Khương Phàm 13 tuổi kia. Các học viên Thương Châu võ viện trước mặt cứ điểm thứ 8 đều nhao nhao nhìn sang, chỉ là trong đôi mắt lại mang theo mấy phần xem thường, căn bản không có coi hắn là chuyện gì to tát. Từ trong thần sắc kiêu căng của bọn hắn cũng có thể nhìn ra bọn hắn đối với Khương Vương Phủ thậm chí toàn bộ Bạch Hổ Quan đều có khinh thị. Khương Vương Phủ đã từng là vương gia khác họ cường đại nhất Lang Gia Quốc, đất phong Thương Châu, thống ngự 36 chỗ quân doanh quan ải Bắc Cương, quyền thế ngập trời. Nhưng 20 năm trước, khi Tân Hoàng kế vị, lấy đại hoang náo động nguy cơ Bắc Cương làm lý do, thỉnh Khương Vương lấy Lê Dân làm trọng, trấn thủ Bạch Hổ Quan. Từ đó về sau, Khương Vương Phủ huyết chiến Bạch Hổ Quan, tổn thất nặng nề, thực lực giảm mạnh. Trong lúc đó còn có 3 vị võ tướng cứ điểm tiếp nhận phong thưởng của Hoàng Thất, trở thành tam đại tân vương phủ của Thương Châu, theo thứ tự là Bạch Vương Phủ, Triệu Vương Phủ, Lý Vương Phủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thương Châu võ viện đã từng chỉ phụ thuộc Khương Vương Phủ càng được Hoàng Thất giúp đỡ vọt trở thành võ viện to lớn nhất Thương Châu, danh chấn Bắc Cương. Bây giờ Thương Châu đã không còn là đất phong của Khương Vương Phủ nữa, mà là võ viện độc tôn, tam đại tân vương xưng hùng. Khương Vương Phủ chỉ có thể coi là trấn thủ Bạch Hổ Quan, ngay cả tám đại võ tướng cứ điểm mà bọn họ cũng không thể hoàn toàn khống chế. Khương Phàm không để ý đến bọn hắn trào phúng thế nào, chờ sau khi cứ điểm mở ra liền thuận biển người tiến vào rừng rậm đại hoang. Hắn nhẹ nhõm tránh đi khỏi tán tu cùng các học viên, nhanh chóng lao vào trong rừng cây giống như là linh viên, rất linh hoạt, hai mắt sáng tỏ lóe ra ánh mắt sắc bén không hợp tuổi tác. Đây là Khương Phàm chân chính mà người khác chưa từng thấy qua ngoại trừ Khương Uyển Nhi. Bởi vì hắn rất quen thuộc rừng rậm, Khương Phàm rất nhanh đã tìm đến một gốc hổ văn thảo, tiếp theo chính là gốc thứ 2, gốc thứ 3. Nhưng số lượng này thật quá ít, hắn cần càng nhiều hổ văn thảo, bắt đầu mạo hiểm tới gần chỗ càng sâu. Một mực bận rộn đến xế chiều, tùy thời giải quyết mười mấy đầu mãnh thú, hắn thành công thu hoạch hơn 30 gốc hổ văn thảo. Không sai biệt lắm, đủ dùng 2 ngày. Khương Phàm thở phào, nhìn lại khu rừng rậm rạp chung quanh, chuẩn bị trở về. Đại hoang ban đêm vô cùng nguy hiểm, ai cũng không dám lưu lại. Thời điểm đến xế chiều, đi đám người ra ngoài lịch luyện đều sẽ lần lượt trở về, trước khi cửa lớn cứ điểm đóng lại liền trở về Bạch Hổ Thành. Đúng vào lúc này, Khương Phàm tùy ý thoáng nhìn, ngoài ý muốn chú ý thấy một gốc cỏ non kỳ dị nơi xa. Gốc cỏ non này có ca iota CS cỡ chỉ tương đương ngón cái, đẹp đẽ linh lung. Lại toàn thân phát ra ánh sáng màu bạc, trên y cây cỏ có gợn sóng giống như quang mang, giống như lông vũ phất phới. Ngân Vũ Thảo. Khương Phàm không dám tin vào hai mắt của mình. Từ sau khi Uyển Nhi bị phế, hắn đã lật khắp các loại thư tịch trong vương phủ, tra tìm lấy dược thảo có thể chữa trị kinh mạch. Nhưng linh thảo như thế số lượng rất thưa thớt mà lại cực kỳ hiếm thấy, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngân Vũ Thảo lại là một trong số đó. 2 tháng qua Khương Phàm đến đại hoang vô số lần, mỗi lần đến đều có lưu ý, chỉ là chưa bao giờ phát hiện qua, không nghĩ tới hôm nay vậy mà đụng phải một gốc. Trời xanh có mắt, Uyển Nhi được cứu rồi. Khương Phàm ca iota siết động, lập tức phóng tới phía gốc cỏ non kia. Nhưng mà, cỏ non không chỉ có linh tính, lại giống như động vật mà co cẳng chạy mất. Khương Phàm sững sờ quay người, Ngân Vũ Thảo đã vung cánh nhỏ biến mất trong rừng rậm. Tiểu gia hỏa, cùng ta trở về cứu người. Khương Phàm lập tức đuổi theo,
loại linh vật này đều là loại có thể ngộ nhưng không thể cầu, thật vất vả tìm tới một cây, nhất định phải lấy được, nếu không lần sau cũng không biết lúc nào mới có thể đụng phải. Ngân Vũ Thảo không chỉ có tốc độ nhanh, mà lại phi thường có linh tính, không phải tiến vào bụi cỏ chính là dung nhập vào trong đại thụ, không ngừng hướng vào chỗ sâu trong đại hoang. Khương Phàm không quan tâm vọt nhanh, đây chính là tính mệnh của Uyển Nhi, tuyệt không thể để nó cứ như vậy chạy mất. Tốc độ của Ngân Vũ Thảo càng lúc càng nhanh, bắt đầu hướng nơi có mãnh thú tụ tập mà chạy. Khương Phàm trước trước sau sau giày vò hơn 2 canh giờ, rốt cục ngay lúc Ngân Vũ Thảo đang muốn dung nhập vài một gốc cây khô thì đã bắt được nó. Uyển Nhi được cứu rồi. Khương Phàm đang cao hứng, sắc mặt chợt đột nhiên biến đổi. Không biết lúc nào, rừng rậm cứ vậy mà tối xuống, bóng tối giống như mực đậm bao trùm bầu trời, giống như là biển động lao nhanh, từ chỗ sâu nhất của đại hoang đè ép tới. Những nơi hắc ám đi qua, mãnh thú gào thét, ác linh rít lên, vừa nóng nảy lại oanh động, từng tiếng giống to hỗn loạn làm cho người ta rùng mình, mặt đất đều phảng phất như đang run nhẹ nhẹ. Trời tối nguy hiểm, không được lưu lại đại hoang, đây là cảnh cáo mà toàn bộ người Thương Châu đều biết. Đông, đông, tiếng chuông trầm muộn chê y cứ điểm Bạch Hổ Quan xa xôi vang lên, quanh quẩn trong rừng rậm đại hoang mênh y gờ. Mỗi khi tiếng chuông vang lên, 8 đại cứ điểm sẽ trong vòng 1 giờ đóng lại toàn bộ, nhắc nhở người các nơi nhớ trở về. Khương Phàm nắm chặt Ngân Vũ Thảo, điên cuồng chạy về phương hướng Bạch Hổ Quan, lấy thực lực của hắn bây giờ, một khi bị hắc ám nuốt phải, ngay cả xương cốt cũng đều sẽ không còn thừa. Nhưng mà, tiếng chuông mặc dù không ngừng quanh quẩn ở phương xa, nhưng lại phảng phất như rất xa không thể chạm tới được. Trước đó chỉ lo đuổi theo Ngân Vũ Thảo, Khương Phàm cũng không biết đã chạy bao xa, đến được địa phương nào. Hắc ám sau lưng giống như mực đậm lại càng ngày càng gần, phô thiên cái địa bao phủ lấy. Trong tiếng gào thét thảm thiết phảng phất như có vô số ác linh trong bóng đêm đang lao nhanh như bão táp muốn nuốt hết hết thảy. Phương hướng Bạch Hổ Quan nở rộ lên hào quang sáng chói, năng lượng ngập trời, dựng lên bình chướng thủ hộ cường đại. 30.000 cự linh vệ, 100.000 huyền giáp vệ đều đã chỉnh tề sắp xếp chê y tường thành tất cả cứ điểm, ngóng nhìn đại hoang, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khắp các nơi chê y đại hoang, đám người đều thành bầy phi nước đại, như thủy triều tràn vào tất cả cửa lớn của cứ điểm. Chuẩn bị. 8 đại cứ điểm, toàn thân 8 vị võ tướng trấn thủ sôi trào năng lượng cường thịnh, sán lạn như ánh mặt trời ban trưa, cường thịnh mà uy nghiêm, bọn hắn cùng gào thét, tiếng như lôi đình, chấn thiên động địa. Huyền giáp vệ, lên mũi tên. Cự linh vệ, tử chiến. Tất cả phó tướng cứ điểm đằng đằng sát khí, cầm đao hô to, chỉ phía xa đại hoang, 100.000 huyền giáp vệ gào thét kéo căng cung tiễn, cánh tay tráng kiện vững vàng khống chế cung ô cương, đầu mũi tên sắc bén băng lãnh hướng lên bầu trời. 30.000 cự linh vệ ca iota siết hoạt linh văn, năng lượng toàn thân sôi trào mãnh liệt. Hóa thành kiếm chiều, đao khí, liệt diễm, lôi đình các loại, trận địa võ pháp ngưng tụ sẵn sàng đón địch. Nhanh nhanh nhanh, lại nhanh. Chê y chán Khương Phàm chảy đầy mồ hôi, phi nước đại giống như điên. Tiếng chuông trầm muộn dần dần gấp rút hỗn loạn phiêu đáng tại chỗ sâu trong đại hoang, ý nghĩa rằng cứ điểm các nơi sắp đóng lại. Ầm ầm, đại địa sau lưng lay động, hắc ám cuồn cuộn, một đầu ác phiên hai mắt huyết hồng đột nhiên xông ra, miệng đầy răng nanh, quả đấm to lớn đánh xuống Khương Phàm. Khương Phàm cố gắng tránh né, lại đảo mắt bị hắc ám nuốt hết. Hắc ám vô biên, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có âm thanh líu díu quanh quẩn ở bên tai. Cứ như vậy một hồi, toàn thân Khương Phàm bu đầy quái vật, lít nha lít nhít giống như con kiến, điên cuồng cắn xé huyết nhục. Khương Phàm giống to, linh văn chê y chán phát ra cường quang chói mắt, số lượng lớn ác linh kinh sợ thối lui. Hắn thừa cơ xoay người, cưỡng ép xông ra khỏi hắc ám. Nhanh chân hướng phía trước phi nước đại, vượt lên một gốc cổ thụ lo lắng phán đoán phương vị, lần nữa vọt mạnh ra ngoài. Sau mấy phút đồng hồ, toàn thân hắn kéo căng, thả người nhảy xuống một tòa vách núi phía trước. Phía dưới là sông lớn đang chảy xiết, cũng cực kỳ hỗn loạn, lít nha lít nhít bầy cá nhảy lên ra mặt nước, hắc ám ở phía xa mãnh liệt dâng trào. Khương Phàm mượn thế nước sông vọt mạnh về phía trước. Hiện tại đã không thể hy vọng xa vời trốn về Bạch Hổ Quan. Mà trước lúc trời tối phải tìm được một nơi có thể tị nạn, nói không chừng còn có hy vọng sống. Đóng cứ điểm lại. Thời điểm khi hắc ám tới gần Bạch Hổ Quan năm dặm, tất cả võ tướng trấn thủ cứ điểm toàn bộ lên tiếng giống, ca iota siết hoạt lấy linh văn cường thịnh,
nắm chặt chiến đao nhìn chằm chằm Đại Hoang. Cửa lớn nặng nề ầm ầm rơi xuống, hoàn toàn không để ý bên ngoài là ai, lại có bao nhiêu người. Mặc dù rất tàn nhẫn, nhưng một khi để ác linh Đại Hoang xông vào cứ điểm, đến lúc đó sẽ nguy hiểm cho trăm vạn nhân khẩu phía sau Bạch Hổ Thành. Hắc ám lao nhanh, càng ngày càng mãnh liệt, lít nha lít nhít tê khiếu hỗn loạn ồn ào, bên trong phảng phất như có mấy vạn mãnh thú ác linh, hai mắt đỏ hồng căm tức nhìn cường quang bao phủ cứ điểm Bạch Hổ Quan. Huyền giáp vệ, bắn tên. Tám đại võ tướng cùng lúc hô to, giơ cao chiến đao rồi hạ mạnh xuống. Trong chớp mắt, 100.000 huyền giáp vệ giận dữ hét lên, âm thanh rung động thiên địa, lung lay cứ điểm. 100.000 ô cương tiễn lấp lóe hàn quang giống như màn mưa nổ bắn ra đánh về phía hắc ám vô biên. Khương Phàm thuận thủy triều mãnh liệt đi không biết bao lâu, rốt cục cũng thấy được một cái hố ẩn nấp, hắn bắt lấy dây leo, thuận thế xông vào. Không lo được tình cảnh xung quanh, cũng mặc kệ bên trong là cái gì, nhanh chóng đi vào chỗ sâu trong cái hố kia. Cái hố uốn lượn khúc chiết, bảy ngoặc tám quẹo, nhưng xu thế chỉnh thể lại đang hướng lên chê y. Khương Phàm bò lên thật lâu, cái hố lại bỗng nhiên lộn vòng xuống phía dưới, không cẩn thận, cả người tuột xuống. Phù phù một tiếng, cả người hắn trùng điệp đập vào một đống thứ gì đó, mùi hôi thối nồng đậm đập vào mặt. Ngực và bụng Khương Phàm quay cuồng, kém chút phun ra, nhịn buồn nôn xuống xem xét, mặt mũi trắng bệch. Phía dưới lại là một đống thi thể, bộ dáng thê thảm, máu tươi chảy ngang. Có người cũng có yêu, từng người chết không nhắm mắt để toàn thân hắn ứa hơi lạnh. Đây là nơi nào? Khương Phàm vội vàng xem xét bốn phương tám hướng. Nơi này là động sâu của một con yêu thú, rộng 50, 60 mét, cao tới 10 mét, vô cùng rộng rãi, nhưng lại rất ướt lạnh. Trong góc có một quả trứng, lớn nhỏ như đầu người tỏa ra ánh sáng yếu ớt, mơ hồ có thể nhìn thấy tiểu thú ở bên trong đang vặn vẹo. Cũng may không nhìn thấy con mẫu thú kia, nhưng hẳn là lúc nào cũng có thể sẽ trở về. Bởi vì những thi thể dưới thân hắn này rất có thể là chuẩn bị đồ ăn cho tiểu thú sắp phá xác kia. Khương Phàm không lo được nhiều như vậy, chỉ ít tạm thời đã an toàn. Hắn thoáng thở phào, lúc này mới tới kịp kiểm tra thân thể. Mặc dù bị hắc ám nuốt sống một hồi rất ngắn, nhưng toàn thân cao thấp lại tràn đầy vết thương, có bị gặm cắn, có bị xé rách, máu me đầm đìa. Bất quá hổ văn thảo và ngân vũ thảo đều còn đấy. Khương Phàm cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, vạn hạnh có thể kịp thời tìm tới được nơi như thế, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng ma sát nặng nề. Mẫu thú trở về rồi. Khương Phàm tranh thủ thời gian nằm chết dí trong đống thi thể, nâng lên mấy đầu thi thể che lại, giả chết. Chỉ trong chốc lát sau, một đầu cự thú chậm rãi đi vào động sâu. Khương Phàm mở nhỏ mắt xem xét, vừa nhìn đã hít một ngụm khí lạnh. Lại là một con đại xà to lớn, toàn thân như mực, đầu dữ tợn, lưỡi rắn đỏ hồng không ngừng phun ra nuốt vào. Nó dài ít nhất cũng 30 mét, thật khiến cho người khác rùng mình. Phía sau lưng có hai đầu cánh ngắn nhỏ, mỗi khối lân phiến đều to bằng bàn tay. Hình thể nó thật kinh người, lại toàn thân đều là thương, máu tươi chảy ròng. Khương Phàm lập tức nhắm mắt lại, tim đều nhảy đến cổ. T. Đại xà giống như rất thống khổ, trong cổ họng nhấp nhô gào gừ trầm thấp, sát khí nồng đậm đầy tràn động sâu. Thân thể Khương Phàm kéo căng lấy, không dám loạn động, sau khi xác định đại xà không có chú ý tới hắn mới thoáng mở mắt ra. Thương thế đại xà vô cùng nghiêm trọng, không giống như bị mãnh thú xé rách, giống như bị lợi kiếm bổ ra, to to nhỏ nhỏ hơn 30 giường vết thương. Tới gần vị trí đầu còn có một lỗ máu to như nắm tay, chảy máu tươi, cũng bốc lên hắc khí. Bị vây quét sao, có thể thương tổn được loại hung vật này, cảnh giới đám người kia khẳng định rất cao. Đều bị đánh thành dạng này, nó lại còn có thể trốn về đến. Bất quá xem ra cũng sống không bao lâu nữa. Khương Phàm lặng lẽ suy nghĩ. T. Đại xà không ngừng vặn vẹo trong động sâu, thống khổ gào thét, mấy lần đều muốn mở ra miệng to như chậu máu hướng về quả trứng kia mà nuốt, cuối cùng đều nhịn được. Nơi đó có cái gì? Khương Phàm càng xem càng kỳ quái, trước đó còn tưởng rằng là trứng rắn đang phát sáng. Hiện tại lại nhìn kỹ tựa như là phía dưới trứng rắn đang đè ép cái gì. Đại xà không phải muốn nuốt trứng rắn, càng giống như muốn nuốt đồ vật phát sáng phía dưới. Sẽ là linh vật gì? Hắc ám không có ảnh hưởng đến nơi đây, hẳn là có quan hệ với nó. Động sâu này mặc dù bên ngoài quanh co, ở chê y có cấu tạo làm yểm hộ, nhưng một mực không bị ảnh hưởng,
rất có thể là có bí mật khác. Đại xà càng ngày càng nóng nảy, nhưng thủy chung không có nuốt vào. Khương Phàm rất ngạc nhiên, nhưng không dám loạn động, sợ trêu chọc hung vật này nổi giận. Không biết qua bao lâu, đại xà ngoài ý muốn đã an tĩnh, thân thể chậm rãi nhúc nhích, từ trong miệng phun ra một viên ngọc châu. Ngọc châu hiện ra ánh sáng kỳ dị, rạng rỡ lấp lóe, lẳng lặng lơ lửng trước mặt nó. Đại xà phi rất có linh tính, vậy mà xua tan lấy ánh sáng ngọc châu thẩm thấu vào trong trứng rắn kia. Làm cái gì vậy? Khương Phàm kinh ngạc nhìn một màn thần kỳ này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từ đêm khuya đến sáng sớm, lại đến đêm khuya. Đại xà liều mạng dùng ý chí sau cùng cẩn thận xua tan lấy ánh sáng của ngọc châu dưỡng trứng rắn. Ngọc châu càng ngày càng nhỏ, nó cũng càng ngày càng suy yếu. Chờ đến sáng sớm ngày thứ ba, hắc ám bên ngoài đã biến mất, sau khi kết thúc hỗn loạn, đại xà cũng rốt cục không kiên trì nổi, hư nhược nằm xuống bất động. Sợi ánh sáng sau cùng của ngọc châu đều thấm vào trứng rắn. Khương Phàm ròng rã nằm hai ngày hai đêm, quầng mắt đen thui như gấu trúc, nhưng vẫn cố nén không có loạn động, sau khi xác định đại xà không có động tĩnh mới gian nan đẩy thi thể bên người ra đi tới. Cả người đại xà lạnh tanh, xác thực đã chết hẳn. Khương Phàm tranh thủ thời gian úp mặt vào miệng vết thương nó, muốn lấy từng ngụm lớn máu rắn, vận chuyển đại diệu thiên kinh luyện hóa cỗ khí tức sinh mệnh này. Nhưng, hắn đã đánh giá thấp sự bá đạo của máu rắn, chúng thế mà không chịu bị luyện hóa lại mạnh mẽ đâm vào toàn thân. Khương Phàm thống khổ gầm nhẹ, toàn thân nóng hổi, da thịt phồng lên, giống như muốn vỡ vụn. Đúng vào lúc này, hỏa điểu trong khí hải vậy mà thức tỉnh. Hai cánh sải dài, phóng xuất ra khí lãng mãnh liệt hình thành liệt diễm xoáy vòng ở xung quanh, tiếp dẫn lấy huyết khí đang lao nhanh toàn thân liên tục không ngừng hội tụ đến nơi đó. Thứ này lại còn có thể cắn nuốt huyết khí. Khương Phàm nghỉ ngơi một lát, tiếp tục hút máu rắn vào. Hỏa điểu càng sinh động, không ngừng dẫn dắt huyết khí, nhanh chóng luyện hóa, cũng hướng về khí hải minh y gờ tạo ra màn mưa giống như kim quang. Thống o a iota. Khương Phàm lắc lắc thân thể. Tiếp tục vùi đầu hét lớn, một mực uống đến toàn thân cả người đều toát ra quang mang cường thịnh. Thương thế khôi phục, tinh khí thần bành trướng. Lúc này, Khương Phàm cũng nhìn thấy phía dưới trứng rắn có chôn bảo bối. Một tòa tiểu tháp màu thanh đồng cổ xưa, ngoại trừ ánh sáng xanh nhàn nhạt thì cũng nhìn không ra chỗ đặc thù gì. Nhưng nghĩ đến nó có thể xua tan hắc ám đại hoang thì chắc hẳn cũng không phải vật phàm. Khương Phàm thử nghiệm dùng linh hồn câu thông, không có phản ứng. Thử nghiệm dùng thánh linh văn ca iota siết cũng không có phản ứng gì, cuối cùng cắn nát ngón tay, rỉ xuống mấy giọt máu lên chê y. Thanh đồng tiểu tháp phát ra ánh sáng lấp lóe, tạo ra một cỗ khí lãng mãnh liệt, sau đó. Thanh quang hoàn toàn biến mất, nhìn nó càng bình thường. Khương Phàm lần nữa dò xét, ý thức vậy mà có thể đưa vào, bên trong hoàn toàn mờ mịt, giống như tự thành một vùng không gian, nhưng bên trong lại không có cái gì. Thứ này rốt cuộc là cái gì? Khương Phàm rất ngạc nhiên, nhưng không dám ở lâu, đem trứng rắn cùng linh thảo thu sạch vào trong bao y phục, rời khỏi động sâu, cũng trước lúc trời tối, thuận lợi về tới Bạch Hổ Quan. Không kịp chờ đợi muốn nếm thử hiệu quả của Ngân Vũ Thảo. Khương Uyển Nhi hư nhược ngồi trước nhà đá, thất thần nhìn qua sơn cốc trống rỗng. Ca ca đã rời đi ba ngày không có tin tức gì, nàng không tin ca ca từ bỏ nàng. Rất có thể đã bị người của Khương Vương Phủ đã hãm hại, hoặc là ca ca đi vào đại hoang gặp phải nguy hiểm. Nàng hoảng hốt, lại không để cho mình suy nghĩ lung tung, chỉ có thể cầu nguyện Khương Phàm có thể bình an trở về, nếu không, nàng chỉ có thể kết thúc bản thân. Từ sau khi hai vị ca ca chết thì nàng càng cố gắng tu luyện, cũng thể vĩnh viễn không gả đi, cả đời mình hiến cho Khương Vương Phủ. Nàng còn chuẩn bị tương lai đi đến cứ điểm, trở thành một vị võ tướng chấn thủ, liều mạng cùng đại hoang. Nhưng, hiện thực vốn tàn khốc như vậy, nàng cứ vậy mà bị phế. Từ thiên tài chói mắt khắp Bạch Hổ Quan lại biến thành một phế nhân không dùng được. Phụ thân đều bởi vì nàng mà sống chết không rõ. Nếu như Khương Phàm lại vì ra mặt cho nàng mà bị người khác hại chết, nàng thật không biết mình sống còn có ý nghĩa gì nữa. Uyển Nhi, nhìn xem đây là cái gì? Khương Phàm chạy về sơn cốc, không kịp chờ đợi mà móc Ngân Vũ Thảo từ trong ngực ra. Khương Uyển Nhi nhìn thấy Khương Phàm trở về, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, thân thể hư nhược lộ ra dáng vẻ tươi cười. Chỉ là nàng hiện tại đối với cái gì cũng đều không có hứng thú. Đây là Ngân Vũ Thảo, là linh thảo có thể chữa trị kinh mạch, ta tìm được từ trong đại hoang. Ngân Vũ Thảo,
Ta đã nói với muội, không chỉ là tạo hóa đan mới có thể cứu muội, trong đại hoang còn có rất nhiều dược thảo đặc thù có thể chữa trị kinh mạch, ngân vũ thảo chính là một trong những thứ đó. Nó có thể chữa trị kinh mạch. Không nhất định thật có thể chữa trị hoàn toàn, nhưng hẳn là có chút hiệu quả, nhanh thử xem thế nào. Khương Uyển Nhi nhìn ngân vũ thảo nhỏ nhắc đẹp đẽ, lại ngẩng đầu nhìn Khương Phàm, chậm chạp không dám đưa tay. Trực tiếp ăn vào là được. Khương Phàm đang mong đợi hiệu quả. Khương Uyển Nhi nhận lấy ngân vũ thảo dưới ánh mắt khích lệ của Khương Phàm, chỉ là nàng không dám ôm hy vọng quá lớn. Nhưng vừa ăn ngân vũ thảo vào đã tán mất, hóa thành khí thức thanh lương thấm vào thân thể, hướng về toàn thân mà khuếch tán. Giống như có vô số tinh linh nhẹ nhàng phiêu đãng, rơi xuống trên y kinh mạch vỡ vụn của nàng. Cảm giác một mực đâm nhói đau đớn đến nay vậy mà lập tức liền giảm bớt đi rất nhiều, toàn thân đều cảm giác một trận nhẹ nhõm. Hiệu quả hết sức rõ ràng. Kinh mạch ảm đạm dần dần sáng rực, dưới ánh sáng màu bạc dẫn dắt sinh ra ba động, giống như muốn một lần nữa quấn quanh đến cùng một chỗ. Ánh mắt Khương Uyển Nhi dần dần sáng tỏ, ngay cả làn da tái nhợt đều giống như khôi phục chút huyết sắc. Hô hấp nàng dần dần gấp rút, khó có thể tin được mà cảm thụ được thân thể đang biến hóa. Có hiệu quả sao? Khương Phàm mong đợi nhìn Khương Uyển Nhi. Khương Uyển Nhi lập tức muốn ca iota siết phát linh văn, hấp thu linh lực, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, sợ làm vỡ nát kinh mạch còn rất yếu đuối. Uyển Nhi, ta, giống như có thể cảm giác được linh lực, rất yếu, nhưng mà... Tốt, quá tốt rồi. Khương Phàm thở ra một hơi dài, đây chính là lấy mạng hắn đổi lấy. Khương Uyển Nhi nước mắt tràn mi mà ôm lấy Khương Phàm. Phàm ca ca, ca ca. Khương Phàm vỗ nhẹ bờ vai nàng. Có hiệu quả thì tốt rồi, còn có những linh thảo khác, ta tìm thêm cho muội, sẽ có một ngày để muội hoàn toàn khôi phục. Khương Uyển Nhi gật đầu, lại gắt gao ôm lấy Khương Phàm không chịu buông tay, nàng rất ca yêu ta si ết động, nhưng lại bỗng nhiên rất sợ hãi. Nàng sợ đây chỉ là một giấc mơ, tỉnh mộng rồi. Nàng vẫn còn nằm ở trên y giường, tuyệt vọng chờ chết. Nghỉ ngơi thật tốt, chờ nghĩa phụ trở về, chúng ta tạo niềm vui bất ngờ cho người. Phụ thân, thật có thể trở về sao? Nhất định có thể, chúng ta cùng nhau chờ. Khương Phàm không biết là ai đang có âm mưu trong Khương Vương phủ, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, bọn hắn sẽ không tùy tiện lấy mạng Vương gia. Chỉ cần Vương gia có thể đợi được cơ hội thì có thể còn sống trở về. Khương Phàm đi ra bên ngoài sơn cốc, vuốt vuốt thanh đồng tiểu tháp. Không gian bên trong đều y gờ lung như sương mù, phạm vi phi thường lớn, phảng phất như vô biên vô hạn. Nhưng trừ việc đó ra thì dường như cũng không có gì đặc biệt. Khương Phàm đeo tiểu tháp trên y cổ, từ bên trong lấy ra hổ văn thảo, bắt đầu tu luyện vạn thú thiên hoàng quyền. Nhưng lần này chỉ vừa mới ca iota siết hoạt linh văn, hắn cũng cảm giác được thân thể biến hóa vi diệu. Kinh mạch nhanh chóng nở rộ lên ánh sáng rất mạnh, thông suốt lại sinh động. Hỏa điều huy động cánh, mình y gờ khí hải đều nổi lên gợn sóng mãnh liệt. Khương Phàm cảm thấy ngoài ý muốn sau đó là vui mừng khôn xiết, chẳng lẽ nguyên nhân là uống máu rắn. Vạn thú thiên hoàng quyền. Khương Phàm dẫn dắt linh lực toàn thân cưỡng ép phóng thích. Trong một chớp mắt, linh văn trên y chán nở rộ ánh sáng vàng kim chói mắt, hỏa điều trong khí hải dương cánh gáy to. Vừa xuất chiêu đã cảm thấy mọi thứ như đã quán thông, huyết nhục kinh mạch toàn thân đều nổi lên kim quang nhàn nhạt. Khí hải linh lực quán chú toàn thân, đi qua kinh mạch, tề tụ vào quyền phải. Giống. Một tiếng hổ khiếu như có như không quanh quẩn khắp sơn cốc, liệt diễm minh y gờ ầm vang nổ tung, ngưng tụ thành một hỏa cầu đánh về phía bên ngoài gò núi 20 mét. Một tiếng vang trầm, gò núi lại bị nổ tung thành một cái hố to chừng 3 thước. Toàn thân Khương Phàm vô cùng suy yếu. Cứ như vậy đánh ra một ca iota siết mà linh lực toàn thân đã tiêu hao hơn phân nửa. Bất quá rốt cục cũng ngưng tụ thành hình dáng đơn giản, còn có chút giống như đầu hổ. Khương Phàm phấn chấn nắm chặt nắm đấm. Máu yêu thú lại còn có công hiệu này. Phàm ca ca, huynh tu luyện võ pháp gì vậy? Khương Uyển Nhi nghe được tiếng vang đột nhiên xuất hiện nên đi ra sơn cốc, mặc dù kinh mạch đã bắt đầu khôi phục, nhưng vẫn vô cùng suy yếu. Võ pháp Diêm Bá lưu lại. Sao muội ra ngoài làm gì, nhanh đi nghỉ ngơi. Thân thể ta đã tốt hơn nhiều. Phàm ca ca, huynh là mấy phẩm linh văn. Khương Uyển Nhi trước đó cũng không có chú ý đến việc Khương Phàm đã thức tỉnh linh văn. Lục phẩm.
Khương Phàm muốn lưu tin tức Thánh Linh Văn đến Chê Y Sinh Tử Đài, Thương Châu Võ Viện. Khương Uyển Nhi cười khẽ, chúc mừng cho Khương Phàm. Nàng biết thiên phú của Khương Phàm không thể kém hơn so với mình, nếu như công khai tin tức lục phẩm Linh Văn, nhất định có thể gây nên oanh động trong thành Bạch Hổ. Nghỉ ngơi thật tốt, chờ sau 3 tháng, ta đưa muội về Thương Châu Võ Viện, khiêu chiến Bạch Hoa. Huynh thật muốn khiêu chiến Bạch Hoa. Khương Uyển Nhi nhớ tới Bạch Hoa, thần sắc lại trở nên ảm đạm. Hắn đã thương muội, đương nhiên phải để hắn trả giá đắt. Phàm ca ca, hắn là linh anh cảnh cửu trọng thiên, hắn rất mạnh. Võ pháp phối hợp thể thuật, ta đã nắm chắc. Sau khi khuyên Khương Uyển Nhi về thạch ốc nghỉ ngơi, Khương Phàm lấy ra 30 mấy gốc hổ văn thảo bắt đầu tu luyện. Hắn không trực tiếp ăn trứng rắn, ngược lại đang trông chờ tiểu thú phá xác. Hấp thu viên ngọc châu kia, tiểu thú nhất định có thể trở thành một đầu đại yêu. 2 ngày sau, nương theo hổ khiếu mát lạnh, một đoàn liệt diễm đầu hổ uy vũ bộc phát, kim quang cuồn cuộn, đánh về phía ngọn núi phía xa xa, nổ tung thành một cái hố to hơn 5 mét. Xong rồi. Khương Phàm thở ra một hơi dài, rất hài lòng về uy lực của vạn thú thiên hoàng quyền, mặc dù còn không có ngưng tụ thành giống như bộ dáng mãnh hổ khổng lồ, nhưng ở cảnh giới của hắn đã có thể hình thành đầu hổ đã là rất tốt. Chỉ vài ngày ngắn ngủi trôi qua, cảnh giới vẫn không có tiến vào ngũ trọng thiên. Mỗi lần điều động vạn thú thiên hoàng quyền cũng sẽ tiêu hao hơn phân nửa linh lực của hắn, một lần suy yếu cần điều bổ thật lâu mới có thể tiếp tục tu luyện. Còn phải làm chút đan dược để phụ trợ tu luyện. Khương Phàm rời khỏi sơn cốc, đi ra sơn lâm thâm thúy rậm rạp. Khương Phàm, Chê Y Đường đã phía ngoài sơn lâm, Khương Linh Mộng đang chờ hắn. Linh Mộng cô nương, ngươi lại có chuyện gì? Ngươi thật ở chỗ này. Khương Linh Mộng rất phiền muộn, nàng tới đây vòng vo nhiều lần, mỗi lần tiến vào sơn lâm đều bị lạc đường, sau đó không hiểu thấu liền đi ra. Ta ở lại đây 8 năm, Diêm Bá trước khi rời đi bố trí mê trận trong núi rừng. Trừ phi nhớ kỹ quỹ tích, nếu không người bình thường rất khó tới gần tòa sơn cốc kia. Mang ta đi vào, ta muốn gặp Uyển Nhi. Uyển Nhi rất tốt, hôm nào đi. Ngươi đứng lại, Thương Châu Võ Viện ngày trước đưa chiến thư đến Vương Phủ, Bạch Hoa đã đáp ứng Võ Viện nhận lời khiêu chiến của ngươi trong đại hội chiêu sinh tiếp. Như ngươi mong muốn, đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Khương Phàm nhẹ gật đầu, không nhiều lời thêm gì. Khương Phàm. Chuyện ngươi muốn báo thù cho Uyển Nhi, ta có thể hiểu được. Nhưng ta vẫn là câu nói kia, ngươi không biết tự lượng sức mình. Ngươi mấy ngày nay cũng phong mang quá lộ, ta hoài nghi ngươi không sống tới sau 3 tháng. Nếu như, ta nói là nếu như, ngươi không sống tới sau 3 tháng, Yến Khinh Vũ sẽ thay ngươi, leo lên sinh tử đài Thương Châu Võ Viện. Khương Linh Mộng nghe nói giữa cứ điểm và Vương Phủ đã đạt thành một loại hiệp phàm nào đó. Không còn ép buộc huynh muội Khương Phàm và Khương Uyển Nhi làm chuyện gì. Nhưng Khương Nhân không phải người lương thiện, chịu khuất nhục lớn như vậy, Chê Y mặt chắc chắn sẽ không dám làm cái gì, vụng trộm chắc chắn sẽ không tha cho Khương Phàm. Còn có Tiêu Khuê tại cứ điểm thứ 3 cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trả thù Khương Phàm. Khương Phàm vừa đi vào Sâm La Điện liền nhận lấy đủ loại ánh mắt của tử đệ Khương gia và tử đệ cứ điểm. Bọn thị vệ Sâm La Điện từ các nơi đi tới. Ánh mắt bén nhọn cảnh cáo tất cả mọi người, nghiêm cấm nháo sự ở chỗ này. Tiểu công tử, người muốn tìm cái gì? Một vị trưởng lão thủ điện tóc hoa râm đi tới, bộ dáng rất phổ thông, lại tản ra một cỗ khí tức hùng hồn cường thịnh. Tìm chút đan dược dùng để tu luyện. Rất xin lỗi, người không thể lại cầm đồ vật từ Sâm La Điện. Trưởng lão thủ điện lắc đầu, thở dài. Đây là tộc lão vừa ra lệnh, người có thể tiếp tục ra vào Khương Vương Phủ. Nhưng không thể lại dùng bất kỳ vật gì bên trong. Đãi ngộ như thế đối với ngươi và Khương Uyển Nhi thật không công bằng, chúng ta cũng thật đáng tiếc, nhưng Sâm La Điện chúng ta. Bất lực, còn xin tiểu công tử thông cảm. Khương Phàm than nhẹ trong lòng, đã sớm nên tính tới, hắn không thể để cho trưởng lão khó xử. Vậy ta đi đây. Chờ chút đã, tiểu công tử nếu đã đến, có gì cần có thể cầm một chút. Chỉ là, về sau không thể. Không cần. Tạ ơn hảo ý của trưởng lão. Ta cho phép. Trưởng lão ngăn Khương Phàm lại, hắn vẫn phải có chút quyền hạn ấy. Khương Phàm không có đi tìm đan dược, mà tìm được một bộ linh cấp võ pháp, tôi linh thuật ở trong tầng võ pháp thứ 3. Nếu không thể lại dùng đan dược, hắn sẽ tự mình rèn luyện. Bộ võ pháp này tương đối đơn giản, cũng không phải trực tiếp cô đọng thành đan dược, mà là cô đọng linh thảo,
linh quả thành linh dịch tinh khiết, có thể trực tiếp phục dụng. Tiểu công tử, tu luyện tôi linh thuật đối với linh văn cấp bậc có yêu cầu, thấp nhất phải là tứ phẩm linh văn. Trưởng lão thủ điện thiện ý nhắc nhở Khương Phàm, mặc dù đây chỉ là cơ sở tôi linh thuật, nhưng cũng không phải ai cũng có thể tu luyện. Mà muốn ngưng luyện ra đan dược thì cần phải có ngũ phẩm linh văn mới có thể khống chế. Đây cũng là nguyên nhân những luyện đan sư kia đều sẽ được tôn trọng. Nhưng phàm là luyện đan sư đều có ngũ phẩm linh văn, hơi có chút thành tựu thì là lục phẩm linh văn. Ta muốn thử một chút. Khương Phàm cố gắng nhớ lại tôi linh thuật từ trong trí nhớ. Trưởng lão không nói gì, hắn chỉ nhắc nhở mà thôi. Sau khi Khương Phàm nhớ kỹ nội dung tôi linh thuật, hắn thả lại chê y giá sách, chọn lấy chút linh thảo mình cần, sau đó cảm tạ trưởng lão, chuẩn bị rời đi. Tiểu công tử, nhận lấy cái này. Trưởng lão đem một cái bình ngọc đưa đến chê y tay Khương Phàm. Đây là... Lúc Phương gia rời đi hẳn là không lưu lại bao nhiêu ngũ nguyên đan, Khương Uyển Nhi đã dùng hết rồi chứ. Đây là 20 viên, mức cực hạn ta có thể đưa. Chỉ mong nàng có thể kiên trì đến khi Vương gia trở về. Trong lòng Khương Phàm cảm thấy ấm áp, trịnh trọng hướng lão nhân nói tiếng cảm ơn. Chính mình cẩn thận. Lão nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Khương Phàm. Dừng lại, kiểm tra thật kỹ cho ta. Không cho phép hắn từ Sâm La Điện mang đi bất kỳ vật gì. Cánh tay Khương Nhân quấn lấy băng vải, đứng ở ngoài Sâm La Điện, nhìn thấy Khương Phàm đi ra đỏ ngầu cả mắt, tràng diện khuất nhục trước đó lập tức hiện lên rõ ràng ở trong đầu. Cánh tay đau đớn giống như lại mãnh liệt thêm mấy phần. Hai tên thị vệ sau lưng Khương Nhân lập tức xông ra, thô lỗ đoạt lấy linh thảo, lại lật tra xét y phục của Khương Phàm. Khương Hồng Dương vậy mà bảo vệ được cánh tay của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi sớm đã thành phế nhân rồi chứ. Ánh mắt Khương Phàm lạnh lùng nhìn Khương Nhân, mặc cho bọn thị vệ xé rách áo hắn. Đừng phách lối, sẽ có thời điểm ngươi cầu xin ta tha thứ. Khương Nhân hận không thể hiện tại giết chết Khương Phàm. Rất nhiều đệ tử trong điện đi tới, thấp giọng phàm luận một màn này. Hai vị thị vệ từ trong túi Khương Phàm lấy ra bình ngọc trưởng lão thủ điện cho. Là của ta cho. Trưởng lão thủ điện từ bên trong đi ra. Ánh mắt bọn thị vệ Sâm La Điện đều lăng lệ tập trung vào bọn người Khương Nhân. Phó trưởng lão, người đã nhận được mệnh lệnh, cái này không hợp quy củ. Đây là chính ta cho. Phó trưởng lão, người khẳng định muốn làm như vậy. Khương Nhân cau mày, mặc dù hắn không được lên làm người thừa kế, nhưng chê y dưới Khương Vương Phủ đều rõ ràng đây chỉ là tạm thời, mặc kệ Vương gia có trở về hay không, hắn là người được chọn lựa thích hợp nhất. Ta cho người khác đồ của mình. Không tính là làm trái quy tắc. Nếu như Khương Nhân công tử cảm giác không thích hợp, có thể mời hội tộc lão thẩm phán ta. Mặt trưởng lão thủ điện không biểu tình, thái độ cũng rất kiên định. Khương Nhân tức giận, cũng rất rõ ràng trước khi không được xác định là người thừa kế thì không nên nổi xung đột cùng Sâm La Điện. Đem đồ vật trả lại cho Khương Phàm tiếp nhận y phục, thi lễ một cái với trưởng lão thủ điện, sau đó quay người rời đi. Từ hôm nay trở đi, Khương Phàm không được dùng bất kỳ tài nguyên gì của Khương Vương Phủ, càng không thể lấy danh nghĩa Khương Vương Phủ làm bất cứ chuyện gì. Hắn chỉ là con nuôi của Vương gia, không có bất cứ quan hệ nào với Khương Vương Phủ. Khương Nhân cố ý cho người đi khắp Sâm La Điện cao giọng hô to. Khương Phàm rời khỏi Khương Vương Phủ nhưng cũng không có đi xa, bỗng nhiên lại trở về, đứng ở trước cửa phủ quát to một tiếng. Khương Vương chưa chết, ngày khác nhất định sẽ trở về. Khương Vương. Tên là Khương Hồng Võ. Khương Phàm không để ý ánh mắt quái dị trong ngoài vương phủ đang nhìn hắn, quay người rời đi. Mặc kệ ai nghĩ hắn có bị ngốc hay không, điên hay không điên, hắn chỉ muốn cam đoan với người của Khương Vương Phủ để bọn hắn vẫn nhớ Vương gia, làm cho đám người Khương Hồng Dương kia ngột ngạt. Tuy nhiên, hắn đi không bao xa lại cảm phát giác được có người đang theo dõi mình. Người kia hiển nhiên chỉ nghĩ Khương Phàm là một đứa trẻ, theo dõi rất tùy ý. Khương Phàm cũng làm bộ như không có phát hiện mà xuyên qua khu náo nhiệt, đi tới núi rừng gần cứ điểm thứ 8. Hắn tiếp tục đi về phía trước một hồi, đột nhiên lướt ngang hai bước, trốn đến dưới một gốc cây già tráng kiệt, thả người nhảy lên, bắt lấy cành cây lăng không xoay chuyển, lặng yên không một tiếng động rơi xuống trong tán cây rậm rạp. Cũng không lâu lắm, một nam tử thân hình gầy gò đi theo, kỳ quái nhìn chung quanh. Tiểu tử này chạy hướng nào rồi, làm sao lại không thấy? Nơi này có cái gì thần bí sao? Nam tử vòng quanh cây già đi lòng vòng, thời điểm đang muốn ngẩng đầu nhìn, Khương
Khương Phàm đã rơi xuống phía sau hắn. Người đang tìm ta. Nam tử giật mình, đoạn đao bên hông bang một tiếng ra khỏi vỏ, trực tiếp đâm về phía Khương Phàm. Vừa nhanh vừa độc. Khương Phàm hơi kinh hãi, bỗng nhiên cụi người xuống tránh đi đoạn đao đánh tới, nghiêng mình dồn lực, nắm chặt nắm đấm đánh vào phần bụng của tên kia. Phát như sấm động, lực như núi lở, nam tử kia vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ thân thể đều cong lại, nội tạng đều giống như nổ tung. Phát ra tiếng kêu gào đau đớn, hung hăng đụng vào đại thụ cách đó 5 mét, chấn thân cây lay động, lá cây bay xuống lả tả. Nam tử mặc dù thống khổ nhưng năng lực phản ứng lại phi thường mạnh, vừa nằm dạp chê y mặt đất đã bắn ngược người lên, trước tiên cài Iota CS thích linh văn. Ánh sáng mạnh chói mắt, hiện ra một sợi đằng văn ấn. Hắn cố nén đau nhức kịch liệt, thuận thế lao lên, linh lực minh y gờ ngưng tụ chê y cánh tay thành sợi đằng tráng kiệt, giống như một đầu rắn to màu xanh nhào về phía Khương Phàm. Ai phái ngươi tới? Khương Phàm không tránh không né, ngay tại khoảnh khắc sợi đằng đụng tới liền nắm chặt nắm đấm bỗng nhiên xuất ca Iota CS, trong tiếng ầm ầm trầm đục, trực tiếp đập vỡ nát sợi đằng. Cái gì? Sắc mặt nam tử hơi biến, hắn nghe nói Khương Phàm có thể đánh ra lực quyền vạn cân. Nhưng lực lượng sợi đằng của hắn cũng không phải vạn cân thì có thể chấn vỡ. Khi sợi đằng xốc xách rơi xuống, Khương Phàm đứng tại chỗ, nhưng trong tay đã kéo căng một cây cung, đầu mũi tên chê y cung sắc bén đã khóa chặt nam tử. Ô cương cung, ngươi có thể kéo ô cương cung. Nam tử lần nữa biến sắc. Đây là vũ khí hạng nặng uy hát Iota mãnh thú đại hoang của Bạch Hổ Quan, không chỉ có uy lực to lớn mà lại còn phi thường nặng nề. Muốn kéo mở ô cương cung thì cảnh giới ít nhất phải là linh anh cảnh bát trọng thiên trở lên, hoặc chính là cường giả luyện thể có lực cánh tay được 20.000 cân. Toàn bộ 100.000 huyền giáp vệ Bạch Hổ Quan đều là cường giả luyện thể linh văn phổ thông. Ai phái ngươi tới, nói. Khương Phàm vững vàng lôi kéo ô cương tiến, mũi tên không nhúc nhích tí nào hiện ra hàn quang thấu xương dưới ánh mặt trời. Loại ô cương tiến đặc hữu của Bạch Hổ Quan này, chê y cấu tạo vô cùng ác độc. Phía trước không chỉ thô to, còn có ba cái tiêm lăng. Ngay khi bắn ra sẽ xoay tròn kịch liệt, chuyên môn đối phó những mãnh thú có lân giáp dày, lực sát thương cực kỳ cường đại. Chê y chán nam tử chảy ra mồ hôi lạnh, chưa từng nghĩ tới sẽ bị một tiểu tử uy hát Iota. Khoảng cách gần như thế, ô cương cung cơ hồ trong nháy mắt liền có thể oanh tới. Ta chỉ đi ngang qua mà thôi, ngược lại là ngươi, vì cái gì đột nhiên hạ sát thủ với ta? Một lần cuối cùng, là ai phái ngươi tới? Khuôn mặt Khương Phàm kiên phàm, thanh âm lạnh nhạt, tư thái hay khí thế đều hoàn toàn không giống như một thiếu niên. Nam tử đột nhiên đứng thẳng người, mở hai tay ra, khóe miệng cong lên nói. Ta nói, ta chỉ đi ngang qua. Thấy không rõ trong tay của ta là cái gì sao? Thế nào, ngươi dám giết ta? Bành! Một tiếng vang trầm, ô cương tiễn thoát cung mà ra, xoay tròn tạo ra tiếng gió chói tai. Trong chớp mắt đã xuyên thấu bụng nam tử, lực lượng mạnh mẽ khuấy vết thương lên to bằng nắm đấm. Máu chảy ồ ạt. Nam tử như bị sét đánh, toàn thân run rẩy dữ dội, hoảng hốt lui về sau hai bước, trùng điệp quỳ chê y mặt đất. Hắn khó tin khi nhìn lỗ máu chê y bụng, đều nói người sinh tử môn bọn hắn làm việc tàn nhẫn, tâm ngoan thủ lạt, tiểu hài tử này làm sao? So với bọn hắn còn hung ác hơn vậy. Khương Phàm lần nữa kéo ra ô cương cung. Mũi tên băng lãnh tập trung vào đầu của nam tử. Nói ra là ai phái ngươi tới, nếu không, mũi tên tiếp theo sẽ đòi mạng ngươi. Nam tử run rẩy ngẩng đầu, sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Tiểu gia hỏa, ngươi điên rồi, ngươi đã gây sai người, từ giờ trở đi, là ân oán cá nhân. Vừa dứt lời, nam tử im lặng dùng sức cắn miệng một cái, tiếp đó kịch liệt ho khan, thân ngã xuống. Khương Phàm cảnh giác một lát. Đi đến trước mặt nam tử, dùng sức đá một cước. Nam tử cứng ngắc ngã qua một bên, toàn thân bò đầy vằn đen. Cắn độc chết. Khương Phàm kinh ngạc nói nhỏ, thu hồi ô cương cung, dò xét một hồi ở chê y người hắn, không có tìm thấy tiêu chí thân phận gì cả. Đây rốt cuộc là người nào? Không chỉ xuất thủ tàn nhẫn, đối với mình cũng rất hung ác. Vậy mà nói chết thì chết. Khương Nhân, hay là Tiêu Khuê? Sắc mặt Khương Phàm âm trầm. Người có thể hạ độc thủ với hắn, chỉ có thể là hai tên này. Nhưng không nghĩ tới, bọn hắn cũng dám trực tiếp động thủ trong Bạch Hổ Thành. Trở lại sơn cốc, lòng bàn tay Khương Phàm ngưng tụ ra ngọn lửa màu vàng, dựa theo tôi linh thuật chỉ đạo, thử nghiệm ngưng tụ đỉnh lô.
chỉ là cảnh giới hắn quá thấp, cũng chỉ tiếp xúc võ pháp mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, từ sáng sớm một mực cố gắng đến đêm khuya, miễn cưỡng ngừng luyện ra một cái nồi. Nhìn nồi lớn trôi nổi trước mặt, Khương Phàm có chút im lặng. Nhưng quản nó có đẹp hay không, có tác dụng là được. Khương Phàm lấy ra linh thảo khác, ném vào từng cây theo thứ tự, từ trong khí hải điều động ngọn lửa màu vàng, kết quả liệt hỏa bốc lên, linh thảo hóa thành cho tàn ngay tại chỗ. Khương Phàm đau lòng một trận, ổn định lại hỏa thế, tiếp tục nếm thử. Lại là ném vào mười mấy gốc linh thảo tách ra nhiều loại ánh sáng sáng chói, sau đó bắt đầu khô héo, tiêu tán. Khương Phàm dựa theo tôi linh thuật dẫn đạo, xảo diệu khống chế hỏa thế biến hóa, khi thì ngăn chặn liệt diễm, khi thì ca iota siết thích linh văn sôi trào hỏa thế, tinh thần tập trung cao độ. Nhưng, khi linh thảo hoàn toàn tiêu tán, một giọt linh dịch cũng không có xuất hiện. Khương Phàm không cam tâm, sau khi hơi điều chỉnh trạng thái, hắn lại tiếp tục bắt đầu nghiên cứu. Linh thảo càng ngày càng ít, hắn đối với việc khống chế linh lực cũng dần dần trở nên thành thạo. Đây là một quá trình khống chế tinh diệu, cũng là một quá trình tôi luyện dài dằng dặc. Khi ánh nắng sáng sớm tiến đến, một cỗ mùi thuốc bắt đầu tràn ngập ở sơn cốc. Khương Phàm mồ hôi đầm đìa, tinh thần tập trung cao độ, nhìn chằm chằm lấy một đoàn linh dịch trong suốt trong liệt diễm. Xong rồi. Khương Phàm khẽ nói, linh dịch dâng lên, bị thu vào trong bình ngọc sớm đã chuẩn bị tốt. Hắn vận chuyển đại diệu thiên kinh, cấp tốc khôi phục tinh thần, tiếp tục bắt đầu luyện hóa. Sau khi có kinh nghiệm cùng kỹ xảo, mọi việc cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Những linh thảo còn sót lại kia biến mất từng đám, biến thành một giọt lại một giọt linh dịch, cất vào bình ngọc, cuối cùng thu đầy một bình. Cũng không tệ lắm, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Hẳn là không kém bất kỳ ai đâu. Chê y mặt Khương Phàm rốt cục lộ ra nét vui mừng, cầm lấy bình ngọc uống một hớp nhỏ. Linh dịch vào cơ thể giống như một dòng suối trong chảy qua kinh mạch toàn thân, tiêu trừ hết mỏi mệt của thân thể, cũng như nuôi dưỡng huyết nhục thần hồn. Không cần luyện hóa, bọn chúng cấp tốc hội tụ đến khí hải. Giống như tôi linh thuật miêu tả, dạng linh dịch này có thể trực tiếp tiến vào khí hải, cũng biến thành phóng thích võ pháp, kéo dài luyện hóa trong lúc vô hình ma luyện Khương Phàm về việc khống chế linh lực, cảnh giới một mực ổn định hình như đã chạm tới hàng rào ngũ trọng thiên. Khương Phàm rót toàn bộ linh dịch vào trong miệng, linh lực lao nhanh, hội tụ vào khí hải. Một cỗ kim quang chói mắt dâng lên, từ bên trong chiếu sáng toàn thân, kim viêm thánh văn bùng nổ phụ trợ Khương Phàm giống như một tôn thánh tử. Không biết qua bao lâu, trong cõi u minh chợt có một tiếng vang nhỏ, cảnh giới kịch liệt lắc lư rốt cục đã đột phá hàng rào, tiến vào linh anh cảnh đệ ngũ trọng thiên. Thân thể cùng lúc cho phản hồi tương ứng, khí hải mãnh liệt khuếch tán, tinh khí thần cường thịnh hơn rất nhiều. Kinh mạch và mạch máu quấn quanh, cảm giác như huyết nhục và xương cốt toàn thân đều trở nên cứng cáp hơn. Rốt cục cũng đột phá. Khương Phàm dò xét thân thể, mặc dù vượt qua một trọng thiên có chút gian nan, nhưng đối với một người không có bất kỳ đạo sư chỉ đạo, chỉ là người mới học mà nói thì đã phi thường khó được. Xem ra luyện linh dịch và võ pháp có thể phụ trợ lẫn nhau, cũng không thể chậm trễ. Khương Phàm tìm được bí quyết bước đầu. Uyển Nhi, nghỉ ngơi thật tốt, ta đến đại hoang đây. Phàm ca ca, chú ý an toàn, ta chờ huynh trở về. Sáng sớm, Khương Phàm tạm biệt Uyển Nhi, ngụy trang đơn giản sau đó rời khỏi sơn cốc. Khi hắn đi đến nơi vùi lấp thi thể trước đó vậy mà cái gì cũng biến mất, vết tích đều bị xử lý sạch sẽ. Trong lòng Khương Phàm tăng thêm vài phần cẩn thận, chạy tới cứ điểm thứ 8. Mặc dù hắn muốn che giấu thân phận, nhưng chỉ mới 13 tuổi dù sao vẫn quá nhỏ. Vừa đứng trong nhóm người tất cả đều là hán tử vai u thịt bắp thì lập tức đã tạo nên chú ý. Thời điểm trước kia, không có ai để ý đến một hài tử như vậy, nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Hắn cũng dám đơn độc tiến vào đại hoang, không sợ bị người khác hại chết. Đám tán tu chú ý đến Khương Phàm, cảm giác tiểu tử này không quá thông minh. Khương Phàm, Bạch Hoa sư huynh đã tiếp nhận lời khiêu chiến của ngươi. Sau 3 tháng... chúng ta chờ ngươi ở Thương Châu Võ Viện. Chỉ mong ngươi có thể sống đến ngày đó. Các đệ tử Võ Viện cao ngạo chú ý tới hắn. Khương Phàm ai cũng không thèm để ý, chờ sau khi cửa lớn cứ điểm mở ra liền theo biển người xông vào rừng rậm. Một mực xâm nhập hơn 10 dặm, tìm kiếm linh thảo các nơi. Thời điểm trước kia sông Sáo Đại Hoang, rất ít để ý tới những linh thảo này, đều là tìm kiếm những mãnh thú để chém giết, tôi luyện nhục thân. Nhưng...
linh thảo linh quả có chút đặc thù thì đều lưu ý. Đại khái khoảng một năm trước, thời điểm hắn còn đang tránh né mãnh thú truy sát bất ngờ đi vào một cái u cốc, trong khe hẹp u cốc phát hiện mười mấy gốc sâm già bị hắn cẩn thận từng ly từng tí che đậy kín. Tình huống giống như vậy, trong rừng rậm còn có 5 nơi. Hiện tại vừa vặn có thể toàn bộ tìm ra, luyện chế linh dịch. Một mực đến giữa trưa, Khương Phàm thu hoạch đầy một túi linh thảo linh quả, mùi thuốc nồng nặc xuyên thấu qua túi tràn ngập trong rừng rậm. Nhiều đây có thể luyện được 5-6 bình. Khương Phàm hài lòng vỗ vỗ túi, sau khi bó chặt liền trở về. Hắn vừa chạy trốn vừa không ngừng điều tra cánh rừng rậm rạp mờ tối chung quanh, bảo đảm an toàn. Cái này không chỉ là đang cảnh giác mãnh thú rắn độc có thể thấy được khắp nơi mà còn đang cảnh giác khả năng bị người khác truy tung. Mặc kệ người trước đó kia có phải do Khương Nhân phái tới hay là do Tiêu Khuê an bài hay không, nếu đã bắt đầu thì sẽ không tùy tiện bỏ qua. Đi không bao lâu cũng không có phát hiện người khác truy tung, lại nghe được nơi xa truyền đến tiếng chém giết hỗn loạn, đang hướng phía nơi này cấp tốc tới gần. Khương Phàm lập tức bò lên chê y một gốc đại thụ tráng kiện phía trước, trốn ở trong tán cây, nắm chặt ô cương cung chậm rãi kéo ra, mũi tên bén nhọn tập trung vào phương xa. Bên ngoài mấy trăm mét, một vị thiếu nữ Mỹ lệ cao gầy toàn thân đầy máu tươi, chật vật phi nước đại, không ngừng quay đầu nhìn quanh. Ngươi trốn không được đến lúc trở về Bạch Hổ Quan đâu, đem kim huyết đằng giao ra. Không muốn chết quá khó nhìn thì đứng lại cho ta. Hai tên nam tử điêu luyện cưỡi tùng lâm thương lang cực tốc đuổi bắt. Ta là tử đệ võ tướng trong cứ điểm, nếu như các ngươi giết ta, Bạch Hổ Quan tuyệt đối không tha cho các ngươi. Thiếu nữ lo lắng thúc giục linh văn, gió mạnh màu xanh vần quanh toàn thân, tốc độ nhiều lần tăng lên, nhưng thương thế nghiêm trọng đang tiêu hao thể lực, ngay cả ý thức cũng bắt đầu hoảng hốt. Giữ ngươi lại càng không được. Một tên nam tử cao lớn đứng dậy, vững vàng ngồi xổm ở chê y lưng tùng lâm thương lang phi nước đại. Hắn gầm lên giận dữ, linh văn chê y chán phát sáng trùng thiên, liệt diễm mênh y gờ mãnh liệt mà ra, hóa thành một đầu hỏa tiên, roi lửa tráng kiện bạo Kaiota CS giữa trời, bắn thẳng đến thiếu nữ kia. Xuất thủ vô tình, thiếu nữ cấp tốc tránh né, âm thanh hỏa tiên oanh minh nổ tung chê y mặt đất tạo thành một cái hố sâu đáng sợ, rất nhiều đá vụn hòa với liệt diễm bắn về phía hướng nàng. Cơ hồ cùng một thời gian, tùng lâm thương lang nhào tới, ánh mắt hung tàn, miệng đầy răng nanh, mở ra lợi chảo bén nhọn chụp về phía sau lưng thiếu nữ. Thiếu nữ lăng lệ quát to, gió mạnh toàn thân bỗng nhiên hóa thành lưỡi đao sắc bén gào thét đánh vào chê y thân thương lang, khiến thân thể nó đầy vết thương máu me đầm đìa. Nhưng tính tình thương lang trời sinh hung tàn, lợi chảo đang mở to không có bất kỳ ảnh hưởng gì, rắn chắc đập vào phía sau lưng nàng, lập tức máu me đầm đìa, lột một lớp thịt thấy cả xương trắng bên trong. Con quỷ nhỏ, chính ngươi muốn chết, không oán chúng ta được. Một nam tử gầy gò khác cưỡi tùng lâm thương lang giết tới, trường đao trong tay bỗng nhiên giơ lên, đao khí gào thét lạnh thấu xương bổ về phía thiếu nữ. Sắc mặt thiếu nữ trắng bệch, dứt khoát rút kiếm đâm thẳng đến trường đao. Mờ thanh đao kiếm va vào nhau vang vọng. Lợi kiếm cuốn lên cuồng phong mãnh liệt hóa thành kiếm khí dày đặc, nhưng trường đao cùng lúc dâng lên thổ khí hùng hậu, trong nháy mắt đã đánh tan lợi kiếm của nàng. Linh văn nàng mạnh, võ pháp càng mạnh. Nhưng, thương thế lại quá nặng. Dưới người nam tử, tùng lâm thương lang đồng thời cũng luồn lên, phung lợi chảo lên cao, như thiểm điện móc về phía ngực thiếu nữ. Xong. Trong lòng thiếu nữ lục bộp một chút, phảng phất như thấy được dáng vẻ mình chết thảm. Giữa khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, trong tán cây đại thụ phía trước chợt hiện lên hàn quang. Một cơn gió lạnh đâm xuyên không khí, xoay tròn gào thét tạo ra âm thanh trầm đục, đánh xuyên qua đầu con thương lang kia. Máu tươi phun tung tóe, lực trùng Kaiota CS to lớn đánh bay cả người nó ra ngoài, ngay cả nam tử chê y người thương lang cũng đều mất đi khống chế, chật vật nhào đến mặt đất. Ai? Nam tử rơi xuống đất, sau một khắc bỗng nhiên luồn lên, vung trường đao lên muốn tìm kiếm mục tiêu. Nhưng ngay tại một cái chớp mắt này, hàn mang lại nổi lên đối diện mà tới, tinh chuẩn lại mạnh mẽ xuyên thủng lồng ngực của hắn. Hắn lảo đảo lui về phía sau mấy bước, trùng điệp ngồi dưới đất, đến chết vẫn đều không thấy rõ được địch nhân là ai. Trong chớp mắt xảy ra biến cố để thiếu nữ Mỹ lệ sửng sốt một chút, cũng làm cho nam tử cao lớn ở phía trước đang chuẩn bị thưởng thức tử trạng của nàng ngây ngẩn cả người. Sau khi Khương Phàm bắn liên tục hai đạo ô cương tiễn, lần nữa kéo mũi tên thứ ba, khóa chặt nam tử phía trước sau đó lập tức buông tay. Tuy nhiên,
nam tử kia có phản ứng cực nhanh, ngay lúc hàn quang xuất hiện trong chốc lát đã né qua một bên, tránh khỏi nguy hiểm chí mạng. Ô cương tiễn bay qua sát bờ vai của hắn, đánh vào rừng sâu, đâm vỡ một khối đá lớn. Ô cương tiễn, mặt nam tử biến sắc, lập tức tránh né đến phía sau đại thụ bên cạnh. Nhưng hàn quang lại xuất hiện lần nữa, âm thanh ô cương tiễn bắn xuyên qua đại thụ, đánh vào phía sau lưng của hắn, hắn ở tại chỗ kêu thảm nhào ra ngoài. Thiếu nữ nhấc trường kiếm lên, quát một tiếng, kiếm khí như thác nước, bổ vào trên y thân nam tử tạo ra vết thương nhìn mà giật mình. Nam tử kia vừa sợ vừa giận, lại bận tâm ô cương tiễn nên không dám ham chiến, một phát bắt được Tùng Lâm Thương Lang đang xông tới, cấp tốc trốn vào trong rừng rậm. Thiếu nữ muốn đuổi theo nhưng không có khí lực, lảo đảo kém chút quỳ trên y mặt đất. Khương Phàm vung lấy cánh tay, từ trên y cây nhảy xuống, ô cương cung phi thường nặng, bắn liền bốn phát đã là cực hạn của hắn. Tạ tiền bối cứu mạng. Thiếu nữ trở về từ cõi chết, quay người muốn cảm tạ, lại không nghĩ rằng lại chỉ là một tiểu tử. Ngươi vừa mới nói ngươi là người của cứ điểm. Khương Phàm cảm giác thiếu nữ kia có chút quen mặt nhưng lại không nhớ nổi là ai. Ta là Yến Khinh Vũ, nữ nhi võ tướng Yến Tranh trấn thủ cứ điểm thứ ba. Toàn thân thiếu nữ bị máu tươi nhiễm ướt nhẹp, y phục dán chặt thân thể, phác họa đường cong hoàn mỹ ra ngoài, mặc dù bộ dáng có chút chật vật nhưng vẫn có thể nhìn ra được nàng mỹ lệ như thế nào. Nàng chính là Yến Khinh Vũ, nhận lời phụ thân triệu hoán trở về từ Kim Dương Cung. Vì để có thể chiến thắng Bạch Hoa, nàng một thân một mình đi vào Đại Hoang lịch luyện. Trước đó coi như thuận lợi, hôm nay muốn xâm nhập vào sâu một chút, vậy mà may mắn phát hiện Kim Huyết Đằng. Sau một phen chém giết thật vất vả với huyết mãng thủ hộ nơi đó lấy vào tay, lại bị hai tên khốn kiếp kia tập trung vào. Nếu như không phải gặp được thiếu niên này, nàng hôm nay có khả năng giữ nhiều lành ít. Ngươi là ai? Ta chưa từng thấy ngươi. Yến Khinh Vũ lưu ý nhìn ô cương cung trong tay thiếu niên đối diện. Nàng sinh ra ở Bạch Hổ Quan, lớn lên ở Bạch Hổ Quan, rất rõ ràng trọng lượng của ô cương cung. Muốn kéo ra là không dễ, bắn liền bốn phát càng khó. Đối với một hài tử mười mấy tuổi mà nói, gần như không có khả năng. Trừ phi được bồi dưỡng đặc biệt, mỗi ngày phục dụng các loại đan dược luyện thể. Yến Khinh Vũ nghĩ đi nghĩ lại, không có nhớ tới các vị phó tướng võ tướng tám đại cứ điểm nào có hài tử như vậy. Tiểu nhân vật. Khương Phàm ném ô cương cung, bắt đầu lột áo. Ngươi làm gì? Yến Khinh Vũ lập tức cảnh giác lui lại hai bước. Phủ thêm đi, ta phát. Khương Phàm ném áo của mình cho Yến Khinh Vũ. Yến Khinh Vũ cúi đầu xem xét, vừa mới chỉ lo chạy trốn chém giết, y phục lộn xộn không chịu nổi, sau lưng bị lợi chảo xé mở, y phục đều bị rách đổ về phía trước, cảnh đẹp bên trong nhìn rõ rõ ràng ràng. Nàng kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian bao lại y phục, xấu hổ giận dữ trừng mắt nhìn thiếu niên, cái gì gọi là ngươi phát. Khương Phàm thấy Yến Khinh Vũ nên không tiện thu ô cương cung vào thanh đồng tiểu tháp, treo trên y lưng, nắm ô cương đao đi trở về. Yến Khinh Vũ ăn vào một viên đan dược chữa thương, đuổi kịp Khương Phàm. Ngươi lớn bao nhiêu? 13 tuổi. Sao ngươi có thể kéo ra ô cương cung được? Mỗi ngày rèn luyện thì có thể. Khương Phàm đi ở phía trước, ánh mắt sáng tỏ cảnh giác rừng rậm mờ tối chung quanh, ngẫu nhiên sẽ còn dừng lại, đi vào chỗ tối ẩn núp mãnh thú. Ngươi thường xuyên đến Đại Hoang sao? Yến Khinh Vũ càng xem càng cảm thấy kỳ quái, bộ dáng người này chỉ giống như hài tử, nhưng thần sắc khí thế các loại lại càng giống như những tán tu Liota máu chê y lưỡi đao. Rất nhiều năm. Ngươi tên là gì? Không trọng yếu. Ngươi đã cứu ta nên cảm ơn ngươi. Nói cho ta biết danh tự, ta sẽ nhờ phụ thân ta về sau quan tâm ngươi. Ta cứu ngươi cũng bởi vì kính trọng phụ thân ngươi. Ngươi và phụ thân ta rất quen sao? Không quen, nhưng kính trọng hắn. Hai người cứ như vậy câu được câu không đi tới, không bao lâu đều không nói gì nữa. Chỉ sau chốc lát, Khương Phàm khẽ chau mày, cảm thấy một trận choáng đầu. Chờ chút đã, ta hơi mệt. Yến Khinh Vũ bỗng nhiên lảo đảo mấy bước, đỡ lấy đại thụ bên cạnh, nàng lung lay đầu một hồi, cảnh tượng trước mắt lại càng ngày càng mơ hồ. Có độc. Khương Phàm lập tức cảnh giác, cũng cảm nhận được cảm giác suy yếu mãnh liệt. Lúc này, hỏa điểu trong khí hải chợt thức tỉnh, bạo phát ra liệt diễm hình thành vòng xoáy, dẫn dắt linh lực trong kinh mạch nuốt luyện khí độc, huyết dịch trong mạch máu cũng bắt đầu gia tốc chảy nhanh, tiêu trừ lấy cảm giác mệt mỏi. Thánh Linh Văn lại còn có công hiệu này.
Khương Phàm không có đào tẩu, mà làm bộ hư nhược dừng lại, vịn tảng đá bên cạnh chậm chậm ngồi xuống. Chê y con đường này không có độc chướng, càng không có độc thảo, đột nhiên chúng độc chỉ có một khả năng, chung quanh có mai phục. Nếu như không phải hướng tới Yến Khinh Vũ thì mục tiêu chính là hắn. Hắn hôm nay vẫn luôn rất cảnh giác, nhưng thời điểm vừa mới cứu Yến Khinh Vũ, có khả năng tạo náo động lớn, sau đó thì bị tập trung vào. Tiểu phế vật, chúng ta lại gặp mặt. Trong cánh rừng phía trước truyền đến một tiếng nói rét căm căm. Tiêu Khuê. Khương Phàm làm bộ rất hư nhược chừng mắt, thấy rõ ràng người đang đi tới kia. Tiêu Khuê có thân người to lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, sau khi nhìn thấy Khương Phàm thì vẻ mặt đều bị bóp méo. Ngươi, ngươi, thả độc trong không khí. Yến Khinh Vũ hư nhược ngồi dựa vào dưới tán cây già, toàn thân khó chịu lại không thể sử dụng ra được nửa phần khí lực, cái này hiển nhiên là triệu chứng của chúng độc. Yến Khinh Vũ cô nương, hạnh ngộ. Tiêu Khuê chỉ phục ca yêu ta siết Khương Phàm, không nghĩ tới sẽ đụng phải vị mỹ nữ thiên tài Bạch Hổ Quan Yến Khinh Vũ này. Ngươi muốn làm gì? Yến Khinh Vũ cố gắng muốn đứng lên, nhưng càng dãy dụa càng suy yếu, cảnh tượng trước mắt càng mơ hồ. Ta muốn làm gì? Ha ha, ta muốn giết chết tên phế vật này. Cái cằm bị đá nát của Tiêu Khuê vẫn không có khỏi hẳn, còn đang quấn lấy băng vải. Mỗi lần nói một chữ đều có thể cảm thấy nhói nhói. Cái này khiến nét mặt của hắn càng thêm dữ tợn. Nơi này cách Bạch Hổ Quan không đến 30 dặm, nếu như bị người khác phát hiện, Tiêu Thắng Dũng cũng không gánh nổi ngươi. Yến Khinh Vũ hư nhược cảnh cáo Tiêu Khuê, nhưng lại kỳ quái, tiểu tử này và Tiêu Khuê rốt cuộc có thâm thù đại hận gì? Ngươi quá xem thường Tiêu Khuê ta, nếu ta xuất thủ làm sao có thể để cho người ta phát hiện? Tiêu Khuê nói, trong rừng cây sau lưng dần dần đi ra một nam một nữ. Nữ nhân phong thái hiểu điệu, mỹ mạo, thân hình nở nang, trong tay nâng một cái ngọc bàn, phía trên y bốc lên khói xanh nhàn nhạt bay tới trong không khí rất nhanh đã trở nên vô sắc vô vị. Nam tử hùng tráng uy mãnh, cao khoảng 2 mét, trên y vai khiêng một tấm chắn xấu xí, đen kịt nặng nề, ít nhất phải có 500-600 cân. Phàm công tử, hạnh ngộ. Ánh mắt hai người đều tập trung vào Khương Phàm. Phàm công tử. Yến Khinh Vũ không nhớ rõ trong Bạch Hổ Quan có Phàm công tử gì, chờ một chút. Khương Phàm. Chẳng lẽ hắn là con nuôi của Khương Vương, người chê y Phong Vân Đài đánh bại Khương Nhân còn muốn khiêu chiến Bạch Hoa kia. Yến Khinh Vũ khó tin mà nhìn thiếu niên trước mặt. Khương Phàm đột nhiên gầm nhẹ, vịn ô cương cung bên cạnh đứng lên, nhưng lảo đảo mấy bước lại nhào vào chê y mặt đất. Đừng vùng vẫy, ngươi trốn không thoát đâu. Tiêu Khuê cười lạnh. Ánh mắt lại nhanh chóng du lịch chê y thân có lồi có lõm của Yến Khinh Vũ. Khương Phàm nâng ô cương cung nặng nề lên, trừng mắt nhìn bọn họ. Tuổi còn nhỏ, vậy mà có thể kéo ô cương cung, không đơn giản. Nam tử hùng tráng đi tới, tấm chắn trong tay nhẹ nhàng hất lên đã đánh ô cương cung của Khương Phàm rớt xuống mặt đất. Các ngươi dừng tay, tám đại cứ điểm và Khương Vương Phủ đã làm ước định, ai cũng không thể giết Khương Phàm. Yến Khinh Vũ sốt ruột. Toàn thân lại suy yếu vô lực, nói chuyện cũng đều kịch liệt thở dốc. Ta nói còn không rõ ràng lắm sao? Sẽ không ai biết là ta làm. Lực chú ý của Tiêu Khuê toàn rơi vào chê y thân Yến Khinh Vũ, hắn vốn chuẩn bị kỹ càng để tra tấn Khương Phàm, nhưng càng xem Yến Khinh Vũ ánh mắt càng nóng, trong lòng nổi lên một cỗ tà hỏa. Bộ dáng y phục xốc xếch này, quá mê người. Yến cô nương là chính ngươi xui xẻo, chẳng trách người khác. Khương Phàm giao cho các ngươi. Đừng để hắn chết quá dễ dàng. Yến Khinh Vũ, để cho ta xử lý. Tiêu Khuê đi đến trước mặt Yến Khinh Vũ, nhéo nhéo cằm của nàng, bắt lấy một cánh tay nhấc lên. Ngươi muốn làm gì? Yến Khinh Vũ hư nhược đẩy hắn ra. Dù sao đều phải chết, chớ lãng phí. Không cần phải sợ, ta sẽ rất ôn nhu. Tiêu Khuê thô lỗ kéo lấy Yến Khinh Vũ đi đến bên cạnh. Tên hỗn đản nhà ngươi, thả ta ra. Ta là đệ tử thượng cung của Kim Nguyệt Cung, Tiêu gia ngươi không thể trêu vào. Thả ta ra. Tiếng Yến Khinh Vũ hư nhược dần dần biến mất trong rừng rậm. Tên Tiêu Khuê này miệng đã nát, còn có tâm tư như thế. Bất quá tiện nghi hắn đi. Nữ nhân nâng ngọc bàn nhìn phương hướng Tiêu Khuê rời đi, môi đỏ hiện lên dáng vẻ tươi cười. Tiểu hài nhi, tại sao biết chúng ta tới giết ngươi không? Nam tử hùng tráng không để ý đến Tiêu Khuê. Hắn tiến đến trước mặt Khương Phàm, mặt to thô cuồng có vẻ hơi dữ tợn. Không phải bởi vì Tiêu Khuê sao? Khương Phàm buông thõng tầm mắt,
Hư Nhược nói nhỏ. Nam tử cười lạnh. Chúng ta và tiểu tử ngươi có ân oán cá nhân. N oán cá nhân, đã hiểu, ta giết người của các ngươi. Khương Phàm nhớ lại lời người chết hôm đó đã nói. Ha ha, thông minh, dám giết người của chúng ta, hôm nay ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Nam tử buông tấm chắn xuống, bàn tay thô cuồng bóp lấy cổ Khương Phàm. Các ngươi không giống như là người của cứ điểm, các ngươi là ai? Biết sinh tử môn không? Cái gì? Sinh, tử, môn. Khuôn mặt dữ tợn của nam tử kia đụng tới trước mặt Khương Phàm một cái. Nhưng mà, Khương Phàm nắm chặt đoạn đao ô cương bên hông, xuất ra lực lượng toàn thân, cắm vào cái cằm nam tử, mũi nhọn sắc bén trực tiếp từ đỉnh đầu đâm ra. Toàn thân nam tử cứng đờ, con người phóng đại, khó có thể tin mà nhìn Khương Phàm trước mặt. Sinh tử môn, ta nhớ kỹ. Khương Phàm không còn vẻ suy yếu trước đó, hàn quang nơi đáy mắt tung tóe, thân thể bỗng nhiên đứng lên, cua lấy ô cương cung chê y đất, thuận thế kéo căng. Từ lúc đứng dậy đến lúc bắt cung, từ cài tên đến khóa chặt, một mạch mà thành. Thời điểm khi thân thể vững vàng quỳ một chân chê y đất, ô cương tiễn sắc bén đã khóa chặt nữ nhân đang xem trò hay phía trước. Ngươi! Nữ nhân kia khẽ giật mình, đứng tại vị trí của nàng cũng không thấy được nam tử kia đã bị đâm xuyên đầu. Giờ phút này đột nhiên nhìn thấy Khương Phàm luồn lên, còn kéo ra ô cương cung, nàng còn tưởng rằng mình hoảng hốt. Trong không khí rõ ràng tràn đầy khí độc, chỉ có phục dụng đan dược đặc thù của nàng mới có thể chịu được, Khương Phàm làm sao có thể không bị ảnh hưởng. Bành! Một tiếng vang trầm, ô cương tiễn thoát cung nổ bắn ra, cuốn lên gió mạnh gào thét, thẳng đến đầu nữ nhân. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, nữ nhân trực tiếp dùng ngọc bàn chống đỡ ô cương tiễn. Ô cương tiễn sắc bén lại mạnh mẽ, có thể đâm xuyên lân giáp mãnh thú, nhưng khi đánh vào chê y ngọc bàn trơn bóng lại chỉ tạo ra vết nứt. Bất quá, sau khi va chạm mãnh liệt vẫn trong chớp mắt đè ép ngọc bàn rắn chắc đánh vào chê y mặt nữ nhân kia. Mũi sụp đổ, máu tươi tung tóe, nữ nhân kêu thảm bay ra ngoài. Khương Phàm trầm ổn tỉnh táo, thuận tay muốn dựng vào chi ô cương tiễn thứ hai. Nhưng nữ nhân kia phản ứng cực nhanh. Vừa mới ngã xuống đất đã lăn một vòng qua bên cạnh, trốn đến phía sau một gốc cây già, tiếp đó hướng về phía trước phi nước đại, lấp lóe mấy cái đã biến mất ở trong rừng rậm. Đáng chết! Khương Phàm rõ ràng đã tính toán tốt nhưng lại đánh giá thấp độ cứng của ngọc bàn kia. Nhưng hắn không lo được việc truy ca Iota siết nữ nhân, lập tức mang theo ô cương cung muốn xông vào rừng rậm tìm kiếm Yến Khinh Vũ bị Tiêu Khuê kéo đi. Chạy mấy bước lại ngừng lại. Quay đầu nhìn lại nam tử bị hắn đâm một đao xuyên qua đầu. Mấy trăm mét bên ngoài sơn cốc, Tiêu Khuê không để ý đến Yến Khinh Vũ vẫn đang giãy giụa và cảnh cáo, cưỡng ép đặt nàng xuống mặt đất. Nếu như là bình thường, hắn thật đúng là không dám đụng vào Yến Khinh Vũ. Nhưng nếu gặp cũng chỉ có thể giết người diệt khẩu. Mấy năm không gặp, phát không tệ, có phải bị nam tử Kim Dương cung khai phát rồi hay không? Đến đây, để ca ca nhìn một cái. Tiêu Khuê vừa muốn xé nát y phục của Yến Khinh Vũ, lại nghe được nơi xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Mặc dù rất ngắn ngủi, nhưng vẫn có thể nghe ra là giọng nữ. Tiêu Khuê buông Yến Khinh Vũ đang suy yếu giãy giụa ra, từ trong ngực lấy ra một tấm cuồng lôi phù. Đây là một loại phù chú bảo mệnh. Chỉ cần rót linh lực vào liền có thể dẫn bạo, phóng xuất ra lôi chiều rất kịch liệt. Thiên phú hắn không mạnh, cảnh giới không cao. Cho nên quanh năm đều phải mang theo cuồng lôi phù. Cứu mạng, có ai không, cứu mạng. Yến Khinh Vũ Hư Nhược kêu cứu. Im miệng. Một bàn tay Tiêu Khuê quất vào chê y khuôn mặt Yến Khinh Vũ, nhíu mày đi đến miệng hang, tử tế nghe các loại âm thanh trong núi rừng. Hai người sinh tử môn kia đều có thực lực rất mạnh, cũng không đến mức bị tên phế vật Khương Phàm kia làm bị thương được, chẳng lẽ là gặp chuyện ngoài ý muốn gì? Nhưng cứ xem như là ngoài ý muốn thì cũng có thể ứng phó mấy lần, làm sao lại chỉ phát ra một tiếng hét thảm, sau đó liền không có gì nữa. Tiêu Khuê càng nghĩ càng thấy kỳ quái, hắn siết chặt cuồng lôi phù, tùy thời chuẩn bị rót vào linh lực mà vung ra. Chỉ sau chốc lát, một đạo thân ảnh cao lớn uy mãnh đi tới từ trong rừng cây trước mặt, chính là nam tử sinh tử môn kia. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Tiêu Khuê nhẹ nhàng thở ra, buông cuồng lôi phù xuống. Nam tử kia không nói gì, tiếp tục đi lên phía trước. Ta tới trước, ngươi chờ chút. Tiêu Khuê còn tưởng rằng nam tử kia cũng tham luyến tư sắc của Yến Khinh Vũ,
đưa việc tra tấn Khương Phàm cho cô gái khi trước, muốn tới đoạt gái với hắn. Hắn cởi bỏ y phục muốn đi vào trong sơn cốc, thế nhưng đi chưa được mấy bước thì lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hắn quay người lại vừa hay nhìn thấy nam tử kia vô lực nhào vào trên y mặt đất, mà tại phía sau hắn là một thiếu niên đang giơ lên ô cương cung, cách mấy chục mét đang nhắm ngay hắn. Khương Phàm. Sắc mặt Tiêu Khuê đại biến, còn tưởng rằng chính mình bị hoa mắt. Nơi xa vang lên âm thanh trầm đục, ô cương tiễn thoát cung, bắn về phía hắn. Tiêu Khuê vội vàng muốn né tránh, dưới chân lại trượt đi, chật vật mất khống chế. Ô cương tiễn phá không mà tới. Âm thanh trầm đục đâm xuyên qua bờ vai của hắn, mạnh mẽ xoay tròn xoắn nát xương bả vai. A! À, Tiêu Khuê kêu thảm té xuống đất, đau đến mặt đều bị bóp méo, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, dốc hết toàn lực vung cuồng lôi phù ra. Linh lực Kaiota Siết, văn ấn chê y cuồng lôi phù lập tức nở rộ ra ánh sáng chói mắt. Một tiếng oanh, nổ chấn động sơn cốc lay động, đá vụn bay đầy, một cỗ lôi chiều cực kỳ mãnh liệt sôi trào. Tuôn ra ra hơn 20 mét. Nhưng lôi chiều cũng không có lan đến gần Khương Phàm, hắn dẫm lên thi thể nam tử kia, vững vàng kéo lấy ô cương cung, khi ánh sáng lôi chiều tản hết, ô cương tiễn lập tức thoát khỏi dây cung. Tiêu Khuê vừa giãy giụa vừa đứng lên, muốn trốn đến trong sơn cốc, sau lưng đã chuyển đến tiếng rít chói tai. Phốc phốc, ô cương tiễn đâm xuyên qua cánh tay còn lại, lực trùng Kaiota Siết mãnh liệt mang theo thân thể của hắn xoay tròn theo. À, Tiêu Khuê bị quẳng xuống đất, thống khổ kêu thảm, hai tay tuôn máu tươi như mưa nhuộm đỏ bãi cỏ trong sơn cốc. Có ai ở đó không? Cứu mạng! Yến Khinh Vũ giãy giụa đứng lên, nắm chặt cổ áo, khẩn trương nhìn bên ngoài sơn cốc. Đừng có giết ta không chạy, ta không chạy. Tiêu Khuê uốn éo người, toàn thân đau đến run rẩy. Chung quanh có bao nhiêu người sinh tử môn, ta muốn nghe lời thật. Khương Phàm nắm cung tiễn, từ bên ngoài đi tới. Khương Phàm, Yến Khinh Vũ khó có thể tin được mà nhìn ô cương cung trong tay thiếu niên, hắn làm sao lại không sao? Còn hai người kia đâu? Rất nhiều, thật rất nhiều, bọn hắn đi ra chấp hành nhiệm vụ. Ta hỏi gần bên này. Một phân chi đội, mười mấy 20 môn đồ, thật. Tiêu Khuê đau đến cơ hồ muốn ngất đi, ngẩng đầu cầu khẩn Khương Phàm. Nhanh ẩm máu cho ta. Trong y phục của ta có đan dược, nhanh. Nhanh. Phụ thân ngươi biết ngươi đi đến đây giết ta không? Không biết, ai cũng không biết, ta vụng trộm liên hệ với sinh tử môn. Ngươi tha cho ta lần này đi, ân oán giữa chúng ta xem như xóa bỏ. Có dính dáng gì tới Khương Vương phủ không? Có, là đại trưởng lão để cho ta liên hệ sinh tử môn, Nhanh cầm máu cho ta, ngươi, tên phế vật này. Tiêu Khuê chưa từng trải qua loại thống khổ này, kêu thảm nằm dưới đất lăn lộn. Tiêu Khuê, sao? Nhìn mắt ta. Cái gì? Tiêu Khuê ngẩng đầu nhìn về phía Khương Phàm. Bành. Mặt Khương Phàm không biểu tình, đâm một tiễn xuyên qua đầu hắn. Gọn gàng, không chút do dự. Tiêu Khuê trừng trừng hai mắt, thân thể co quắp mấy lần liền không có động tĩnh. Chết không nhắm mắt. Yến Khinh Vũ khẽ nhíu mày, mặc dù cảm giác tàn nhẫn. Nhưng ngẫm lại bộ dáng xấu xí vừa rồi của Tiêu Khuê liền nói thầm một tiếng chết tốt lắm. Ngươi không trúng độc. Không có. Khương Phàm lật người Tiêu Khuê ra một hồi, móc ra ba tấm cuồng lôi phù, còn có ba bình đan dược. Ngươi ngay từ đầu đã không có trúng độc. Yến Khinh Vũ bỗng nhiên cảm giác Khương Phàm lạ lẫm lại đáng sợ, vậy mà có thể ngay lần đầu tiên đã chuẩn bị ngụy trang, sau đó dụ địch một cách xảo diệu, tùy thời phản sát giết ngược lại. Đây là hài tử 13 tuổi sao? Đây là phế vật Bạch Hổ quan công nhận sao? Đây quả thực là một sát thủ kinh nghiệm phong phú. Cô còn có thể đi không? Ta chỉ giết một tên khác đã chạy. Khương Phàm muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, nếu như gần đây thật còn có người của sinh tử môn, chẳng mấy chốc sẽ vây tới, hắn hôm nay đừng nghĩ sẽ về được Bạch Hổ quan. Ngươi cảm thấy sao? Yến Khinh Vũ bây giờ nhìn mọi thứ đều mơ hồ. Khương Phàm nhìn sợi đằng treo đầy sơn cốc một chút. Ta sâu một cái võng bằng dây đằng, kéo cô đi. Ngươi! Yến Khinh Vũ tức giận thiếu chút nữa ngất đi. Khương Phàm lắc đầu, không được, thế này không tiện. Ngươi trước tiên giấu ta đi, về cứ điểm tìm phụ thân ta. Yến Khinh Vũ cũng không muốn bị một đường kéo về. Vạn nhất chê y đường gặp được phục Kaiota Siết,
trời tối ta mới về tới thì sao? Khương Phàm đi đến trước mặt Yến Khinh Vũ, đưa tay kéo nàng, ở trong tiếng kinh hô của nàng mà khiêng lên trên y vai. Chỉ là Yến Khinh Vũ phát tốt hơn hắn, thân thể cao hơn hắn non nửa cái đầu, tư thế nâng lên rất khó chịu, dứt khoát lại quăng mấy lần, cõng đến trên y thân. Yến Khinh Vũ vốn toàn thân suy yếu, chịu thêm lần giày vò này thì kém chút ngất đi. Ngươi không thể nhẹ nhàng một chút à, ta là nữ hài tử. Ôm chặt ta. Hai tay Khương Phàm đưa ra sau ôm lấy hai chân trắng tuyết thon dài của nàng. Ta, không có, khí lực. Yến Khinh Vũ vừa suy yếu vừa thẹn buồn bực, mình đã lớn như vậy, lúc nào lại bị nam tử giày vò qua như thế, nhưng hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy. Khương Phàm giật xuống mấy đầu dây leo từ bên cạnh đem Yến Khinh Vũ buộc chặt ở trên y lưng, đảo qua vài vòng, cầm theo ô cương cung xông ra khỏi sơn cốc. Bọn hắn rời đi không lâu, nữ nhân bị đánh đến mặt mày hốc hác trước đó mang theo 10 tên nam nữ hung hãn chạy tới nơi này. Một tiểu tử đã đánh các ngươi thành dạng này. Nam tử trung niên cầm đầu là đội trưởng phân đội này, hắn nhìn thi thể nằm trên y mặt đất không khỏi giận dữ. Bọn là mang theo sứ mệnh tiến vào đại hoang chấp hành nhiệm vụ, xuất phát từ tình cảm mới đáp ứng giúp Tiêu Khuê. Không nghĩ tới một việc hỗ trợ nho nhỏ vậy mà liên tiếp hại chết hai huynh đệ trong nhóm, còn tiện thể lấy đi mạng của Tiêu Khuê. Hắn làm sao bàn giao cho môn chủ, làm sao bàn giao với Tiêu gia? Là chúng ta đánh giá thấp hắn, đánh giá thấp một cách nghiêm trọng. Nữ nhân máu me đầy mặt, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị một tên tiểu tử hại thảm đến như vậy. Tìm kiếm cho hắn ta, ta nhất định phải lấy mạng của hắn. Nam tử trung niên giận dữ hạ lệnh. Ta chắc chắn bọn hắn sẽ chạy về Bạch Hổ Thành, chỉ cần tốc độ chúng ta nhanh hơn, hẳn là có thể ngăn lại trước khi bọn hắn tiến về cứ điểm. Hai người tạo thành một tổ cấp tốc tản ra hướng về tám đại cứ điểm, nhanh lên. Khương Phàm cõng Yến Khinh Vũ phi nước đại trong rừng cây rậm rạp, tùy thời tùy khắc cảnh giác nguy hiểm ở chung quanh. Yến Khinh Vũ bị trói với tư thế rất khó chịu, theo Khương Phàm sóc này không ngừng ma sát phía sau lưng hắn, muốn chống thân thể lên cao lại toàn thân vô lực, chỉ có thể chịu đựng. Biết sinh tử môn không? Khương Phàm hỏi. Nghe nói qua. Mấy năm trước, Thương Châu xuất hiện một thế lực, hình như ở Nam Cương đắc tội một đại tông môn hoặc một thế lực nào đó cho nên bị diệt môn, chỉ trốn ra được hơn 100 người. Bọn hắn đi vào Thương Châu làm sằng làm bậy cướp bóc, bốn chỗ, đắc tội không ít thế lực. Người bên cạnh Tiêu Khuê chính là người của sinh tử môn. Hai nhi tử của Tiêu Thắng Dũng đều chiến tử tại cứ điểm, chỉ còn thừa tên độc đinh này, vẫn luôn nuông chiều bỏ mặc. Nhưng ta không nghĩ tới Tiêu Khuê lại biến thành bộ dáng buồn nôn như hiện tại, còn dám cấu kết với loại thế lực như sinh tử môn. Có phải Tiêu Thắng Dũng cấu kết với sinh tử môn hay không? Khó mà nói, nhưng ngươi phải cẩn thận, sinh tử môn may mắn còn sống sót, đám người này cùng hung cực ác, coi nhẹ sinh tử. Đắc tội bọn hắn mặc kệ ngươi là con nuôi của ai, nhất định sẽ muốn mạng của ngươi. Chỉ là một đám chó nhà có tang mà thôi. Ngươi thật sự là Khương Phàm. Yến Khinh Vũ rất khó liên hệ với Khương Phàm trong ấn tượng và thiếu niên tâm ngoan thủ lạt trước mắt này thành một. Khương Phàm phi nước đại trong núi rừng, mặc dù thể lực không tệ, nhưng cõng thêm một người sống sờ sờ trèo đèo lội suối chạy hơn 10 dặm, vẫn còn có chút không chịu đựng nổi, tốc độ cũng dần dần chậm lại. Nếu không, nghỉ một lát, Yến Khinh Vũ cũng bị giày vò trong đoạn đường này. Cho ta mấy khỏa đan dược bổ sung thể lực. Khương Phàm thở hổn hển dừng lại. Nhưng lời còn chưa dứt, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, hắn biến sắc, co cẳng phi nước đại. Tiểu tử, tìm được ngươi rồi. Một tiếng rít lên quanh quẩn trong rừng rậm phía sau lưng, tiếng giống to lớn chấn động đến sơn dã rung chuyển, lá rừng tuôn rơi. Một nam tử tráng kiện cầm theo một thanh trọng đao vọt ra, đao văn lấp lóe trên y chán, đao khí lăng lệ giống như thiểm điện quấn quanh toàn thân. Hắn tung một cước đạp nát hòn đá trước mặt, phóng lên tận trời. Hai tay cầm đao bay giữa không trung, sắc mặt cực kỳ dữ tợn, đao khí toàn thân trong chốc lát hội tụ vào trong trọng đao. Oanh! Nam tử thay phiên bổ trọng đao vào mặt đất ầm ầm chấn động, sụp đổ tạo thành vết nứt to lớn, sơn lĩnh trước mặt đều giống như sắp vỡ vụn. Mặt đất dưới chân Khương Phàm lắc lư, lảo đảo một cái, chật vật nhào ra ngoài. Dám trêu chọc sinh tử môn chúng ta, ngươi thật chán sống. Một bóng người khác từ trong rừng đâm vọt ra, hỏa văn lấp lóe trên y chán,
năng lượng mênh y gờ hội tụ trên y tay phải, mãnh liệt hỏa diễm sôi trào. Hắn đẩy về phía trước, liệt diễm như thủy triều dâng lên mấy chục mét, cuốn về phía Khương Phàm. Kiên nhẫn một chút. Khương Phàm không lo được chiếu cố Yến Khinh Vũ, quay cuồng ở tại chỗ, bỗng nhiên bùng bổ, bắt lấy chạc cây phía trước, lắc lư thật mạnh đem bản thân mình quăng về phía không trung hiểm tránh đi liệt diễm đang lao đến. Có ý tứ, ha ha. Hai người bọn hắn đều rất bất ngờ, một tiểu oa nhi rất linh hoạt, trong khi còn cõng theo một nữ nhân. Nhưng nếu bọn hắn ngăn chặn liền nhất định có thể bắt được. Nhưng mà, bọn hắn vừa muốn tiến lên, Khương Phàm trong dự liệu của chúng hẳn là phải chạy trốn vậy mà lại đứng tại nơi đó, giơ ô cương cung chỉ về phía bọn hắn. Ngu xuẩn! Nam tử dẫn theo trọng đao trực tiếp lao thẳng đến Khương Phàm. Ngươi làm gì? Chạy mau gì? Yến Khinh Vũ kêu lên sợ hãi, ô cương cung không thể giết chết được loại cường giả cấp bậc này. Khương Phàm trầm ổn tỉnh táo. Hai tay căng cứng kéo ô cương cung đến đầy tròn, tại thời điểm nam tử cách hắn không đến 50 mét, bỗng nhiên buông tay ra. Cùng lúc đó, thánh văn lấp lóe che y chán, mình y gờ linh lực phun trào khắp toàn thân cũng thuận thế cuốn lấy ô cương tiễn. Tiểu oa nhi, nhìn cho kỹ. Trong khi nam tử phi nước đại xoay vòng tại chỗ, trọng đao thay phiên xoay tròn muốn bổ ô cương tiễn ra ngoài. Nhưng mà, ô cương tiễn vừa mới tuột tay liền ầm vang nổ tung. Lôi chiều mãnh liệt sôi trào lên. Nguyên lai Khương Phàm gắn một tấm cuồng lôi phù ở phía trên y. Không biết có phải là bởi vì thánh linh văn của Khương Phàm, hay là do rót vào quá nhiều linh lực, cuồng lôi phù tạo ra lôi chiều vậy mà còn mãnh liệt hơn so với tiêu khuê ca Iota CS phát, lôi chiều kịch liệt bao phủ phạm vi 3-40 mét. Nam tử đang muốn vung mạnh đao, cường quang kịch liệt đâm thẳng con mắt đang trừng trừng của hắn, hét thảm một tiếng, đao thế bị loạn. Trong chớp mắt, ô cương tiễn nổ bắn ra tới, cương khí xoay tròn gào thét, xuyên thủng lồng ngực nam tử, mang theo người bay ra ngoài. A, đồ hỗn trướng. Nam tử che máu chạy ồ ạt che y ngực, ho ra đầy máu. Hồ Dương. Nam tử còn lại kinh hô. Khương Phàm xé sợi đằng ra, ném Yến Khinh Vũ qua một hướng khác để chuyên tâm đối phó với Hồ Dương đang gào thảm. A, Hồ Dương lại điên cuồng chống thân thể lên. Không để ý máu chảy ồ ạt chê y ngực, mang theo trọng đao gầm thét về phía Khương Phàm. Đao văn chê y chán của hắn sáng lên chói mắt, toàn thân bùng phát đao khí cường thịnh, chấn vỡ nát mấy cây đại thụ chung quanh. Đến a, danh con. Tiểu tử, hôm nay ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Một nam tử khác giận dữ, cũng phi nước đại giết tới, hỏa văn chói mắt, năng lượng nóng bỏng phun trào toàn thân hóa thành một đầu hỏa xà tráng kiện quấn quanh ở chê y cánh tay phải. Sinh động như thật, dữ tợn đến đáng sợ. Khương Phàm không quan tâm mà phi nước đại tới, đón đỡ Hồ Dương. Nhưng ngay khi Hồ Dương vung trọng đao lên, trong lúc đang định khởi xướng công ca Iota CS, Khương Phàm còn cách đó chưa đến 20 mét đã vung ra ba tấm cuồng lôi phù, rót linh lực vào toàn bộ ba cái. Ầm ầm, ba cỗ lôi chiều nhanh chóng bị dẫn bạo, cường quang càng tăng lên, lôi chiều càng dữ dội hơn. Không chỉ có đánh đến phía nam tử đang phát cuồng, bước lui hắn, cũng cuốn Khương Phàm vào trong. Toàn thân Khương Phàm lập tức máu me đầm đìa, giống như bị thiên đao vạn quả, nhưng hắn gắt gao cắn chặt răng vững vàng đứng ở nơi đó không để ý đến đau đớn, bất chấp nguy hiểm mà giơ ô cương cung chỉ về phía bên trái. Nam tử khác mặt mũi tràn đầy dữ tợn giết tới lại bởi vì lôi chiều đột nhiên nổ tung không thể không dừng lại, con mắt tránh né qua một bên. Nhưng ngay trong chớp mắt, trong lôi chiều đột nhiên đánh ra một đạo ô cương tiễn đánh thẳng tới hắn. Không đợi nam tử kia kịp phản ứng, chỉ nghe phù một tiếng, yết hầu tê dần, thân thể đều bị một cỗ lực lượng trùng ca Iota CS cường đại đánh lui lại hai bước, ngay sau đó huyết thủy mãnh liệt tuôn ra, nhuộm đỏ cả y phục. Một loạt kịch biến xảy ra trong vòng khoảng mấy giây ngắn ngủi đã kết thúc. Không chỉ có hai nam tử này không có kịp phản ứng, ngay cả Yến Khinh Vũ nơi xa xa kia đều mở to hai mắt mà nhìn. Cô, khi lôi chiều tản ra, nam tử bị xuyên thủng cổ kia khó có thể tin nhìn thiếu niên máu thịt be bét phía trước. Hắn lảo đảo mấy bước, ngửa mặt ngã xuống đất, miệng há to, máu chảy ồ ạt. Hắn không nghĩ tới mình trốn khỏi họa diệt môn, lại chết chê y tay một tiểu tử thế này. Hồ Dương cũng lảo đảo quỳ chê y mặt đất, vừa rồi chỉ muốn điều động khí huyết để trước khi chết phản ca Iota CS lại thì bị lôi chiều bức lui, cô ác khí trong lòng đã mất. Khí lực cả người giống như vỡ đê mà tiêu tán mất.
ngươi. Hồ Dương kịch liệt thở dốc, gắt gao nắm lấy trọng đao bên cạnh, hai mắt đỏ hồng nhìn qua thiếu niên trước mặt. Khương Phàm máu me khắp người đứng ở nơi đó, cơ hồ nhìn không ra bộ dáng, miệng vết thương đều bốc lên khói cháy khét, nhưng hai mắt lại sáng ngời dị thường như rắn độc theo dõi hắn. Nữ nhân kia không có nhắc nhở các ngươi, không nên coi thường ta à? Ngươi! Hồ Dương lung lay mấy lần, trùng điệp nằm dạp trên y mặt đất, hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Bọn hắn rõ ràng rất cảnh giác, nhưng lại không nghĩ tới thiếu niên mười mấy tuổi này khôn khéo cay độc, trầm ổn lại tàn nhẫn như thế. Yến Khinh Vũ cũng bị một màn này làm chấn kinh. Đổi thành người khác, khẳng định chỉ lo chạy trốn, Khương Phàm lại dám trực diện chống lại địch nhân cường đại, còn không thể tưởng tượng nổi là hắn sẽ liên tiếp đánh giết. Cái này cần tỉnh táo đến cỡ nào, lại cần bao nhiêu lần lịch luyện sinh tử mới có được. Nhất là khi đứng trong lôi chiều phản ca Iota CS, nàng không biết nên khen một tiếng đặc sắc hay là nên nói một tiếng hung tàn. Sau khi Khương Phàm xác định hai người đều đã chết mới phát ra tiếng than nhẹ thống khổ, hắn đau đớn đứng cứng ngắc ở nơi đó, lại qua một hồi mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Xuất ra đan dược lấy được từ chỗ Tiêu Khuê, lấy mấy khỏa chữa thương ăn vào. Không cần khẩn trương, những tên truy binh khác hẳn là đã đi đến các cứ điểm khác. Yến Khinh Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt lại hiện ra phức tạp. Cũng không lâu lắm, tiếng chuông trầm muộn vang lên quanh quần đại hoang nhắc nhở đám người đang tản mát ở các nơi rừng rậm cần phải trở về. Khương Phàm chịu đựng đau nhức kịch liệt đi đến bên cạnh Yến Khinh Vũ, đỡ nàng dậy. Cùng đi đi, ta không vác nổi cô nữa. Trước lúc trời tối, bọn hắn dắt dìu nhau về tới cứ điểm. Khương Phàm từ chối nhã nhặn lời thỉnh cầu của Yến Khinh Vũ dẫn hắn về Yến Phủ, kéo lấy thân thể đẫm máu về Sơn Cốc. Mặc dù thương thế nhìn rất nghiêm trọng nhưng cũng may đều là một chút vết thương ngoài da, không có thương tổn đến xương cốt. Khương Uyển Nhi đang ở bên trong chờ hắn trở về, nhưng Khương Phàm không có vội vã đi vào, trốn ở một nơi vắng vẻ, vận chuyển đại diệu thiên kinh. Chỉ sau chốc lát trong núi rừng, tinh khí cỏ cây cùng hỏa nguyên lực liên tục không ngừng hội tụ tới. Sau khi trải qua đại diệu thiên kinh cô đọng, tinh khí cỏ cây hóa thành khí thức sinh mệnh tiến vào mạch máu. Hỏa nguyên lực biến thành linh khí tiến vào kinh mạch. Bọn chúng hỗ trợ lẫn nhau, tư dưỡng huyết nhục, khôi phục từng đạo vết thương nhìn thấy mà giật mình chê y toàn thân. Trận đào vong hôm nay mặc dù may mắn sống tiếp, nhưng phương thức chém giết cực mệnh quá mạo hiểm, hơi có chút sơ suất liền có thể sẽ mất mạng. Khương Phàm kiên định quyết tâm phải nhanh tăng lên cảnh giới một chút, dù sao về sau cũng không chỉ đối mặt với những dã thú kia, còn có những kẻ càng nguy hiểm hơn. Ta trở về rồi. Sau khi Khương Phàm khôi phục liền cười cười đi vào Sơn Cốc. Phàm ca ca, huynh bị thương rồi. Khương Uyển Nhi nhìn thấy Khương Phàm trở về, thoáng thở phào, nàng rất lo lắng người của Vương Phủ sẽ ám hại hắn. Không phải máu của ta. Khương Phàm đem thỏ rừng, linh quả bắt được chê y đường lấy ra, làm một ít thức ăn. Hai người vây quanh đống lửa đang ăn cơm, trò chuyện. Kinh mạch của Khương Uyển Nhi mặc dù vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nhưng khí sắc đã khá hơn rất nhiều, dù sao vẫn có hy vọng, chỉ là vừa nhắc tới phụ thân, hai người sẽ trầm mặc thật lâu. Trong đêm khuya, sau khi Khương Uyển Nhi nằm ngủ, Khương Phàm lại đi ra ngoài Sơn Cốc, chuẩn bị tiếp tục rèn luyện linh dịch. Hắn không vội vã lấy linh thảo linh quả ra, trước tiên ngưng tụ lại một đám lửa, đốt cháy vết máu chê y thanh đồng tiểu tháp. Đúng vào lúc này, một màn kỳ dị phát sinh. Thanh đồng tiểu tháp từ sau khi rời khỏi động sâu liền ảm đạm không ánh sáng, vậy mà lại một lần nữa sáng lên thanh quang trong ngọn lửa màu vàng. Khương Phàm kinh ngạc nâng tiểu tháp lên, câu thông linh văn tiếp tục phóng thích hỏa diễm. Tiểu tháp không chỉ có thể chịu đựng nhiệt độ của ngọn lửa màu vàng mà ánh sáng màu xanh bên ngoài còn càng ngày càng sáng tỏ. Người rốt cục có phản ứng. Khương Phàm tiếp tục gia tăng hỏa diễm, đang mong đợi thanh đồng tiểu tháp biến hóa. Tiểu tháp này rất có thể là do ai đó nhét vào trong đại hoang, cũng có thể là một vị cường giả nào đó sau khi chết để lại. Bất kể như thế nào, nếu có thể xua tan hắc ám của đại hoang, thì tuyệt đối là bảo bối tốt. Nói không chừng bên trong còn cất giấu bí mật gì đó. Từ đêm khuya mãi cho đến sáng sớm, lại đến buổi chiều ngày thứ hai, sau khi kéo dài dòng dã 20 giờ nung khô, trong thanh đồng tiểu tháp sốt cục cũng truyền ra một tiếng oanh minh trầm muộn. Giống như có thứ gì đó đang mở ra. Khương Phàm tranh thủ thời gian tản đi hỏa diễm, đem ý thức luồn vào. Nhưng là... tinh tệ. Khương Phàm trợn tròn mắt,
trong không gian igloo của tiểu tháp vậy mà không biết từ nơi đó lại rơi xuống rất nhiều tinh tệ. Giống như là một tòa núi nhỏ, ánh sáng vàng kim chói mắt, rất là tráng lệ. Thô sơ giản lược đoán chừng, hẳn là có đến mấy chục vạn. Làm nửa ngày, vậy ra đây là một cái bình tiết kiệm tiền. Khương Phàm dở khóc dở cười, còn tưởng rằng có võ pháp, đan dược, hay vũ khí gì đó, kết quả lại là tinh tệ. Bảo bối thần bí như vậy, vậy mà dùng để tiết kiệm tiền. Vị chủ nhân trước của nó cũng là nhân tài. Bất quá, nhìn tinh tệ thật dày, Khương Phàm tự an ủi mình, dù nói như thế nào cũng coi là một phen phát tài. Mấy chục vạn tinh tệ, hẳn là một đêm chợt giàu. Bao nhiêu tán tu liều mạng cũng không có được nhiều tinh tệ như vậy. Vừa vặn đi thương hội mua vài thứ cần thiết, mấy chục vạn tinh tệ, hẳn là có thể mua không ít. Khương Phàm mặc dù thất vọng nhưng dùng để làm không gian chữ vật cũng không tệ. Hắn đeo tiểu tháp lên trên y cổ, ngừng tụ ngọn lửa màu vàng lại rèn luyện linh dịch. Linh thảo linh quả trong tiểu tháp không ngừng bay ra, cháy hừng hực trong nồi lớn một chút xíu liền biến thành linh dịch tinh khiết. Những linh thảo linh quả này phổ biến nhưng so với trong vạn bảo các thì càng cao cấp hơn một chút, luyện ra linh dịch càng tinh khiết hơn. Từ xế chiều đến hừng đông hết thảy luyện được 6 bình. Đủ rồi. Khương Phàm cầm lấy một bình, nuốt vào bùng hơn phân nửa, linh lực vừa tinh khiết lại vừa nồng đậm tràn vào kinh mạch, lao nhanh tới trong khí hải. Khí hải bị ánh sáng vàng kim chói mắt chiếu rọi, giống như đại dương màu vàng óng, bao la hùng vĩ mà thần bí. Chỉ là hỏa điểu cao ngạo kia đối với linh dịch này lại không có phản ứng gì. Thứ này đến cùng xem như cái gì? Thời điểm uống máu rắn hình như rất hưng phấn, uống linh dịch ngược lại là không có phản ứng. Khương Phàm cảm thấy kỳ quái, không biết hỏa điểu là cái gì, nhưng nghĩ tới nó thay mình thanh lý khí độc dù sao không có chỗ hại. Sau khi trời sáng, Khương Phàm rời khỏi sơn cốc, không tiếp tục tiến vào đại hoang, dù sao liên tiếp giết mấy người của sinh tử môn. Đám người cùng hung cực ác kia nói không chừng vẫn đang chờ hắn ở đấy, hắn còn không có cuồng ngạo đến trực tiếp đối kháng cùng bọn hắn. Thiên Hoa Điện, thương hội lớn nhất trong Bạch Hổ Thành, cũng là thương hội duy nhất, khống chế tất cả các mậu dịch trong Bạch Hổ Thành. Nhưng nó cũng không thuộc về Khương Vương Phủ mà thuộc về tổ chức thương hội Lang Gia Quốc, một trong tam đại Thiên Hoa Hội. Thiên Hoa Hội xây dựng hơn 100 phân điện lớn nhỏ ở Bắc Cương và Tây Cương. Tài lực hùng hậu. Lực ảnh hưởng rất lớn, cũng vô cùng có tín dự chữ tín, danh dự có thể so với một ít võ viện và vài đại tông. Khương Phàm trước kia chưa từng tới qua nơi này, tuy nhiên, bây giờ hắn có tiền. Khương Hồng Dương, Khương Phàm vừa muốn đi vào cửa điện, đối diện đã đụng phải nhị gia Khương gia, Khương Hồng Dương đang được thị vệ Khương gia vây quanh, đi theo phía sau là một người trung niên mập mạp. Khương Phàm, nơi này là nơi ngươi có thể tới. Sắc mặt Khương Hồng Dương lập tức âm trầm xuống. Sinh tử môn làm chuyện gì thế, mấy ngày đã qua còn không để hắn biến mất. Nơi này hình như không thuộc về Khương Vương Phủ, người quản được sao? Khương Phàm bỏ bao y phục gia thú xuống, bên trong tràn đầy tinh tệ, rất nhiều người chung quanh đều nhìn thẳng. Vị này chính là Phàm công tử. Chê y mặt nam nhân mập mạp mang theo thói quen tươi cười. Hắn là người phụ trách Thiên Hoa Điện ở Bạch Hổ Thành, La Nhất Tiếu. Khương Phàm không để ý đến bọn hắn, cõng bao y phục gia thú lên đi vào đại điện. Khương nhị gia thật may, hắn thế mà còn sống. La Nhất Tiếu còn tưởng rằng Khương Hồng Dương đã bí mật xử lý Khương Phàm. Hắn sống không được mấy ngày. Khương Hồng Dương thấp giọng nhắc nhở La Nhất Tiếu. Giúp ta khuyên nhủ điện hạ, chỉ cần chuyện được làm thỏa đáng, không thiếu chỗ tốt của ngươi. Tâm tư điện hạ, ngươi rất rõ ràng, ta chỉ có thể nói hết sức nỗ lực. Bất quá, chỉ cần ngươi ổn định đám lão già trong Khương Vương Phủ thì không sợ hắn trở lại nữa. La Nhất Tiếu cảnh giác nhìn chung quanh, đè ép thanh âm tới nhỏ nhất. Hắn không chết, ta bất an. Đáy mắt Khương Hồng Dương hiện lên tia lạnh lùng, mang theo bọn thị vệ rời đi. Bên cửa sổ tầng cao nhất của Thiên Hoa Điện, một nam tử mặc hoa phục cẩm tú chắp hai tay sau lưng đang nở nụ cười mỉm, nhìn một đoàn người Khương Hồng Dương phía dưới rời đi. Tướng mạo hắn đường đường, ngũ quan rõ ràng, thân hình cao lớn lại thẳng tắp, từ trong ra ngoài tản ra một cỗ khí chất phi phàm, áo bào xa hoa càng làm nổi bật lên một cỗ khí chất tôn quý. Hắn đứng đó không biết đang suy nghĩ gì. Điện hạ, La Nhất Tiếu đi vào gian phòng, sau khi đóng kỹ cửa phòng liền cung kính thi lễ với nam tử một cái. Hắn nói cái gì?
Nam tử nhẹ giọng cười nói. Vẫn hy vọng điện hạ có thể giết Khương Hồng Võ. Khương Hồng Võ chết thì lão cẩu Khương Hồng Dương này sẽ không ngoan như hiện tại. Điện hạ nói đúng lắm, nhưng mà, có chuyện gì cứ nói thẳng. Bạch Hổ quan ngoại trừ cự linh vệ, huyền giáp vệ ra, còn có một chi đội ngũ vô cùng thần bí, huyết ngục. Huyết ngục là do tiên tổ Khương gia, Khương Nguyên Liệt sáng lập, tồn tại hơn 200 năm. Bọn hắn tuyệt đối trung thành với Khương gia, lại chỉ chịu chỉ huy của đại gia chủ. Ngoại trừ gia chủ ra, ai cũng không biết tình huống cụ thể của bọn hắn. Từ sau khi Khương Hồng Võ mất tích, toàn thể huyết ngục Khương gia đều biến mất. Bọn hắn hiện đang bí mật điều tra tin tức của Khương Hồng Võ ở các nơi trong Thương Châu. Một ngày Khương Hồng Võ không chết, bọn hắn một ngày không về. Gương mặt phì nộn của La Nhất Tiếu hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, ngay cả Khương Hồng Dương và đại trưởng lão đều hoàn toàn không biết gì đối với tình huống của huyết ngục, điều này không khỏi làm cho người cảnh giác. La Điện Chủ, người hiểu rõ mục đích ta bố cục Khương Vương Phủ chứ? Ta muốn một trận dâng tặng lễ vật hoàn mỹ, không thể có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì. Trước khi mọi thứ kết thúc, Khương Hồng Võ không thể chết. Hai tay sau lưng nam tử mặc hoa bào chậm rãi nắm chặt, trong đôi mắt thâm thúy lấp lóe tinh mang. La Nhất Tiếu vội vàng hạ thấp người xin lỗi, hơi do dự, lại nói. Con nuôi Khương Hồng Võ, Khương Phàm tới, tiểu gia hỏa này cũng là một mối uy hát yêu ta. Uy hát yêu ta, một hài tử mà thôi, chỉ cần không ảnh hưởng đến đại cục, tùy tiện hắn náo động. Ngươi một mực giám sát chặt chẽ Khương Vương Phủ cho ta, cung cấp tất cả trợ giúp cho bọn hắn. Mặt khác thông báo cho sinh tử môn, nhanh chóng làm việc cho ta, đừng kéo dài thời gian. Đó là Khương Phàm sao? Cũng dám đến Thiên Hoa Điện, trong túi hắn có mấy khối tinh tệ. Thật đáng thương, thời điểm vương gia ở đây không ai biết tới hắn, vương gia không có ở đây, hắn sống giống như một con chó. Là con chó bị đuổi ra cửa. Trong Thiên Hoa Điện, rất nhiều người chú ý tới Khương Phàm, trước kia không ai nhận ra. Nhưng hiện tại cơ hồ mọi người đều biết đến hắn. Tiểu công tử, ta gọi Sắc Phi, xin hỏi có thể giúp ngài chuyện gì không? Một vị thị nữ tới đón, bộ dáng đẹp đẽ mỹ lệ, dáng người nở nang, cười lên vô cùng ngọt ngào. Tùy tiện nhìn, nơi này không ký sổ. Sắc Phi vừa muốn khuyên Khương Phàm rời đi, Khương Phàm đã đem túi da thú nặng nề để dưới đất, cởi dây, tinh tệ sáng loáng đập vào mắt. Tiểu công tử, tiền này của ngươi. Ở đâu ra? Sắc Phi chừng đôi mắt to xinh đẹp, khó có thể tin mà nhìn tinh tệ tràn đầy, kém chút đỡ ích đưa tay kiểm tra. Một bao lớn như vậy, tối thiểu đến 5-6 vạn. Đám người chế giễu chung quanh trợn cả mắt lên, tiểu gia hỏa này ăn cướp sao? Thiên Hoa Điện các ngươi còn quản lai lịch tinh tệ. Không phải không phải, tiểu công tử ngài cần gì không? Sắc Phi lập tức nhiệt tình dẫn Khương Phàm đi vào bên trong. Nhiều hổ văn thảo như vậy. Khương Phàm đi vào trong khu chứa đan dược linh thảo rực rỡ muôn màu thấy được hổ văn thảo. Phàm công tử cần cái này. Đây là một loại linh thảo trung phẩm, vô cùng bá đạo, trực tiếp phục dụng dễ dàng tổn thương khí huyết, bình thường là dùng để luyện đan. Các ngươi có bao nhiêu? Ta muốn hết. Hết thảy 57 cây, mỗi cây 300 tinh tệ, gói kỹ cho Phàm công tử. Thị nữ Sắc Phi cười càng ngọt ngào, loại linh thảo này không quá quý giá, mà tác dụng còn rất ít. Có rất ít người chịu mua, không nghĩ tới lại gặp được người muốn mua. Bán hê loại tiêu linh thảo thấp này, nàng có thể cầm không ít phần trăm. Nơi này có phù chú không? Lần trước sau khi Khương Phàm dùng cuồng lôi phù của Tiêu Khuê cảm giác nó là tuyệt phối với Ô Cương Cung, bạo ca yêu ta siết ở khoảng cách gần sẽ tạo ra sát thương cực mạnh. Tiểu công tử, xin mời. Thị nữ Sắc Phi mang theo Khương Phàm đi tới một khu chê y lầu 2, kỹ càng giới thiệu các loại phù văn. Loại liệt diễm phù này, nghe qua không tệ. Khương Phàm chỉ vào một cái bên trong, mình có thánh văn hỏa diễm, hẳn sẽ rất thích hợp với loại phù văn này. Liệt diễm phù có uy lực nổ tung rất mạnh, có thể bằng một ca iota siết toàn lực của Linh Anh cảnh thất trọng thiên, tiểu công tử muốn mấy cái. Giá tiền. Khương Phàm do dự, mới tương đương với một ca iota siết của thất trọng thiên. Loại bùa này mang tính thực dụng rất cao. Rất nhiều người tiến vào đại hoang đều muốn mang theo một tấm là 3.500 tinh tệ. Đắt như thế. Vật bảo mệnh bình thường đều rất đắt, nếu như tiểu công tử muốn nhiều, ta có thể tính giá tiện nghi một chút. Loại bạo viêm phù này thì sao? Khương Phàm lại thấy được một loại phù chú hỏa diễm.
Uy lực của loại này càng lớn, tương đương với một ca iota xỉa toàn lực của võ giả linh anh cảnh cửu trọng thiên, mà đẳng cấp linh văn càng cao, rót vào năng lượng càng mạnh, tạo ra uy lực càng lớn. Bất quá tốc độ nó ca iota xỉa phát có chút chậm, sau khi rót vào năng lượng cần chờ 2-3 giây mới có thể nổ tung. Giá tiền. Hai mắt Khương Phàm tỏa sáng, có trì hoãn càng tốt, càng phối tốt với ô cương tiễn. Sắc Phi mỉm cười. 9.900 tinh tệ, bên trong kia còn loại nháy mắt nổ tung, giá cả thì cao hơn mấy ngàn. Ta lấy bạo viêm phù, trước tiên cho ta, 3 tấm đi, được rồi, tiểu công tử, ta thấy ngươi đã thức tỉnh linh văn, muốn đan dược điều dưỡng linh văn hay không? Ta có thể giới thiệu cho ngươi mấy loại không tệ. Không cần, ta có cần gì sẽ đến tiếp. Tùy thời có thể đến tìm ta nhất định sẽ giới thiệu cho ngài thứ thích hợp nhất. Sắc Phi tươi cười ngọt ngào. Đúng rồi, nơi này của các ngươi có loại sách giới thiệu về linh thảo không? Sách trong vương phủ nói về linh thảo có thể chữa trị kinh mạch chỉ có 3 loại, tác dụng không sai biệt lắm với ngân vũ thảo, hắn chờ mong trong thiên hoa điện có phát hiện mới. Có chứ, có linh thảo phổ thông, có linh thảo thượng phẩm, cũng có loại kỳ dị. Đều lấy ra cho ta xem một chút. Sắc Phi lấy 3 loại sách cho Khương Phàm xem, Khương Phàm cẩn thận lật từng trang. Linh thảo chữa trị kinh mạch quả nhiên rất ít, nhưng sau khi Khương Phàm lật ra mấy vạn loại linh thảo vẫn là tìm được 2 loại mới. Một cái bên trong có hiệu quả tốt nhất. Cửu chuyển kim dương sâm, thiên địa linh khí biến thành linh thảo, linh tính 10 phần, từ ngày sinh ra sẽ huyễn hóa thành các loại động vật hoặc côn trùng, đối với vật mỹ hảo và thuần khiết sẽ có cảm giác thân thiết tự nhiên. Đánh dấu đặc biệt, ưa thích khí tức của xử nữ. Ta muốn quyển sách này. Khương Phàm đem tất cả mọi thứ nhét vào túi gia thú, rời khỏi thiên hoa điện. Chê y đường phố náo nhiệt, một con mắt rất nhanh đã tập trung vào hắn, cũng lặng lẽ đi theo. Ngay sau đó lại càng nhiều, cuối cùng nhiều đến mười mấy người lẫn trong đám người, cách rất xa nhìn chằm chằm bóng lưng của Khương Phàm. Tính cảnh giác của Khương Phàm vẫn luôn rất cao, nhất là sau khi bắt đầu đề phòng sinh tử môn. Ngay thời điểm người thứ hai xuất hiện, hắn đã nhận ra, nhưng vẫn làm bộ cái gì cũng không biết mà đi vào trong núi rừng. Người đâu? Làm sao đi theo liền không thấy nữa? Bọn người sinh tử môn bọn họ dừng ở trong rừng cây, nhíu mày nhìn cây rừng rậm rạp chung quanh, vừa rồi rõ ràng là ở ngay phía trước. Mọi người tản ra, tiếp tục tìm kiếm. Lục hết sơn lâm này, ta cũng không tin tìm không thấy hắn. Sắc mặt đội trưởng Hoàng Hùng âm trầm ra lệnh. Bọn hắn hôm trước khi trời tối tiến vào thành Bạch Hổ, kết quả chờ lại chờ, hai người Hồ Dương một mực không có xuất hiện, hôm nay lại thấy được Khương Phàm bình yên vô sự. Cẩn thận một chút, tiểu tử này có gì đó quái lạ. 10 tên môn đồ lập tức tản ra điều tra, bất quá rất cẩn thận, hai người cùng một tổ. Một người phụ trách tìm, một người ở phía sau cảnh giác. Nhưng bọn hắn có tìm lại tìm, một mực tìm tới giữa trưa, chẳng những không tìm được Khương Phàm. Ngược lại lại giống như bị lạc đường. Bọn hắn không cam tâm, sau khi gom lại cùng một chỗ lại lần nữa bắt đầu tìm. Kết quả liên tiếp đều dẫn ra khỏi sơn lâm. Biểu lộ chê y mặt Hoàng Hùng quái dị nhìn qua rừng cây mờ tối rậm rạp phía trước, nghĩ đến một khả năng, trong này có mê trận. Khương Phàm là con nuôi của Khương Vương, vẫn luôn không ở trong Khương Vương phủ, chuyện này trong thành Bạch Hổ cũng không phải bí mật gì. Nhưng cảm giác tồn tại trước đó về hắn quá thấp. Không có người nào lưu ý hắn cụ thể ở đâu. Bọn hắn sáng sớm hôm nay đã cẩn thận đi điều tra về Khương Phàm, chỉ là không nghĩ tới trong núi rừng vậy mà có bảy mê trận. Đây là Khương Vương phủ đặc biệt bố trí cho hắn sao? Có phải ngươi có gì đó giấu giếm chúng ta hay không? Hắn lúc ấy phản ca iota siết như thế nào? Một tên tráng hán bỗng nhiên quay đầu chất vấn nữ tử mặt mày hốc hác. Càng điều tra, càng cảm giác tiểu tử này không đơn giản. Hắn cũng thực sự không nghĩ ra một tiểu hài làm thế nào lại có thể liên tiếp giết chết môn đồ sinh tử môn của bọn hắn. Ta đã nói rồi, hắn có thể kéo mở ô cương cung. Loại vũ khí hạng nặng ô cương cung kia có lực sát thương vô cùng mạnh, nếu như sử dụng thỏa đáng, đừng nói ta hay ngươi, ngay cả đội trưởng cũng đều có thể bị uy hát yêu ta. Nữ nhân kia tức giận, nàng đã giải thích 5 lần. Coi như có thể kéo mở ô cương cung. Cũng không có khả năng liên tiếp giết chết 4 người huynh đệ của chúng ta. Những môn đồ khác đến bây giờ cũng vẫn không thể tiếp nhận được cái chết của bọn người Hồ Dương. Người của sinh tử môn bọn hắn,
Ai không phải Liota máu chê y lưỡi đao thân kinh bách chiến, coi như bị đánh lén đều có thể tránh đi nhưng làm sao có thể dễ dàng như vậy liền chết. Không được ầm ĩ, mặc kệ hắn có đặc thù gì, có bí mật gì, chọc đến sinh tử môn chúng ta thì phải chết. Hoàng Hùng không nghĩ ra một tiểu tử sẽ có năng lực lớn như vậy, nhưng nếu phát sinh, hắn nhất định phải cho những môn đồ phía dưới một cái công đạo. Đội trưởng, muốn báo với Tiêu Thắng Dũng hay không, dù sao Tiêu Khuê cũng đã chết rồi. Không cần nóng nảy, chờ chúng ta bắt thằng nhãi con này, cùng một chỗ đưa qua. Thời gian dài mà Tiêu Khuê không trở về nhà, có thể hay không? Hắn thường xuyên lưu luyến nơi bướm hoa, 10 ngày 8 ngày không trở về nhà đều bình thường. Cần báo cho các phân đội khác không? Nữ nhân mặt mày hốc hác hỏi. Ngươi nói cần không, chỉ một tiểu hài tử mà làm to chuyện. Chính chúng ta xử lý không được sao? Hoàng Hùng lườm nàng một cái này đã đủ mất mặt, phân đội khác biết được còn không biết sẽ chế giễu thế nào. Bây giờ chúng ta làm sao đây, tiếp tục đi vào tìm kiếm. Chúng ta chờ trong thành Bạch Hổ, ta cũng không tin hắn không vào đại hoang. Nếu như không phải sinh tử môn bọn hắn không tiện bại lộ, càng không thể gây phiền toái cho Khương Vương Phủ, Hoàng Hùng thật muốn trực tiếp đạp bằng mảnh rừng núi này, móc tên tiểu tử kia ra. Khương Phàm trở lại Sơn Cốc, đem Hổ Văn Thảo và 6 bình linh dịch ra, bày toàn bộ ra ở trước mặt. Tiếp tục tu luyện vạn thú thiên hoàng quyền. 2 ngày sau, giống, hổ khiếu vang vọng rung động Sơn Cốc. Ngọn lửa màu vàng óng từ cánh tay phải Khương Phàm phát ra. Cuồng dã xoay tròn, hội tụ thành một đầu hổ uy nghiêm, kéo theo liệt diễm mênh y gờ đánh tới ngọn núi bên ngoài 10 mét, tiếng vang ầm ầm sụp ra hố sâu gần 10 mét. Chê y cánh tay phải tráng kiện của Khương Phàm lóe ra đường vân màu vàng kim nhàn nhạt, là kinh mạch phát sáng chiếu ánh ra mạch máu hình thành vết tích, nhìn rất thần bí lại cứng rắn. Linh anh cảnh đệ lục trọng. Khương Phàm thở ra một hơi, chê y mặt hiện ra vẻ tươi cười. Tiêu hao 6 bình linh dịch. Ăn xong tất cả hổ văn thảo, cuối cùng đem hổ khiếu quyền đánh ra thế công càng hung mãnh. Không chỉ là đầu hổ, còn kéo theo liệt diễm mênh y gờ, cảnh giới cũng theo tăng lên tới đệ lục trọng. Khương Phàm cẩn thận cảm thụ được thân thể đang biến hóa, khí hải phát triển, kinh mạch tráng kiện, ngay cả mạch máu đều được rèn luyện, toàn thân tràn đầy lực lượng mênh y gờ. Loại tầng tầng đột phá cảnh giới này, thân thể lần lượt có cảm giác biến hóa, thật sự là rất thư thái. Phàm ca ca, huynh đến cùng là tu luyện võ pháp gì vậy? Khương Uyển Nhi kỳ quái hỏi Khương Phàm, vì cái gì luôn tránh né mình? Về sau sẽ giải thích cho muội. Kinh mạch thế nào rồi? Mỗi ngày đều có chuyển biến tốt đẹp. Kinh mạch Khương Uyển Nhi hiện tại không chỉ không đau, mà thỉnh thoảng còn sẽ tản mát ra vài tia cảm giác mát rượi, mặc dù vẫn không thể ngưng tụ linh lực phóng xuất ra, nhưng có thể đạt tới loại hiệu quả này thì nàng đã rất thỏa mãn. Ta lại phải đến đại hoang, muội nhớ kỹ uống thuốc đúng hạn. Cảnh giới Khương Phàm tăng lên, lực lượng cũng đủ. Mặc dù không đến mức trực tiếp khiêu chiến đám người sinh tử môn kia, nhưng võ pháp của mình chí ít có thể phát huy uy lực, coi như gặp được cũng có thể ứng phó. Khương Phàm, người rốt cục cũng đi ra. Yến Khinh Vũ từ trong rừng đi tới, yêu kiều thướt tha, tóc dài tới eo, như hoa lan trong cốc vắng, khí chất xuất trần. Nàng thật rất đẹp. Bộ dáng khí chất đều tốt, chỉ là ngạo khí trong ánh mắt dù sao cũng khiến người ta có cảm giác cự tuyệt người ở ngoài ngàn dặm. Cô làm sao lại ở đây? Chờ ngươi. Bất quá xem ra không cần thiết. Sau khi Yến Khinh Vũ giải độc liền muốn đưa cho Khương Phàm chút đan dược chữa thương, biểu đạt lời cảm ơn của mình, không nghĩ tới sau khi xông vào trong núi rừng kém chút không ra được. Nàng tìm không thấy Khương Phàm, chỉ có thể thỉnh thoảng đi đến chợ ở bên ngoài. Đây là lần thứ 5 nàng tới đây. Đã lớn như vậy, nàng còn là lần đầu tiên chủ động chờ nam hài tử, lại không dễ dàng đợi được Khương Phàm đến, hắn vậy mà sinh long hoạt hổ, toàn thân chê y dưới ngay cả một cái vết sẹo cũng tìm không thấy. Ta đem chuyện sinh tử môn nói cho phụ thân, người đã phái người điều tra môn đồ sinh tử môn. Nhưng dính đến cứ điểm thứ 3, người chỉ có thể âm thầm tra xét. Người mấy ngày nay tốt nhất lưu trong Bạch Hổ Thành. Bọn hắn chí ít không dám làm càn ở nơi này. Trong mấy ngày nay, phụ thân còn có Côn Bác tướng quân đều sẽ điều khoảng 500 huyền giáp vệ trái phải phân tán đến bên đây bảo hộ ngươi và Uyển Nhi. Thời điểm Yến Khinh Vũ nhắc đến sinh tử môn với phụ thân cũng không có phẫn nộ. Tựa như rất thất vọng đối với thế cục Bạch Hổ Quan hiện tại, cũng rất vô lực.
Việc bọn hắn có khả năng làm có thể chỉ là bảo vệ tốt huynh muội Khương Phàm mà thôi. Ta đối với đại hoang còn quen thuộc hơn so với bọn hắn rất nhiều, chỉ cần cẩn thận, bọn hắn tìm không thấy ta. Khương Phàm không muốn hao tốn thời gian, hắn và Bạch Hoa còn có ước hẹn 3 tháng, đến bây giờ đã qua 10 ngày. Ngươi không thể vào đại hoang, người sinh tử môn đang chờ ngươi đấy. Ta không chết được. Khương Phàm lách qua Yến Khinh Vũ rời đi. Yến Khinh Vũ tức giận, nàng chưa từng quan tâm tới Nam Hải nào, tên Khương Phàm này vậy mà không lĩnh tình. Dừng lại, còn có một việc, ta ngày đó không có cơ hội nói cho ngươi nghe. Chuyện gì? Ta đi Thương Châu Võ Viện, lên sinh tử đài khiêu chiến Bạch Hoa. Ta thay Uyển Nhi cảm ơn ngươi, nhưng không cần. Khiêu chiến chê y lôi đài không phải như chém giết trong rừng cây, Ô Cương Cung không phát huy ra tác dụng. Ta khuyên ngươi thận trọng cân nhắc, đây không phải thời điểm khoe khoang. Nếu như không có việc gì, ta phải vào đại hoang. Khương Phàm đi chưa được mấy bước bỗng nhiên dừng lại, do dự một hồi mới nói. Khinh Vũ cô nương, có thể thỉnh giáo một vấn đề hay không? Nói, cô còn là xử nữ sao? Yến Khinh Vũ căm tức nhìn Khương Phàm, ngươi nói cái gì? Cô còn là xử nữ sao? Khương Phàm hỏi lại, tận lực duy trì vẻ mỉm cười. Có tin là ta giết ngươi hay không? Yến Khinh Vũ tức giận đến bộ ngực kịch liệt chập trùng, ta nhìn không giống xử nữ sao? Ta phóng đãng như vậy sao? Đừng hiểu lầm, ta muốn xin ngươi một việc. Khương Phàm cẩn thận nghiên cứu qua sách cổ, phát hiện hiệu quả của cửu chuyển kim dương sâm càng tốt hơn, mà có đặc thù càng tươi sáng, tự mình có ham muốn nhỏ. Tỷ như ưa thích đồ vật mỹ hảo thuần khiết, nếu như có thể tìm tới nó, Uyển Nhi cơ bản sẽ được cứu rồi. Lan! Yến Khinh Vũ tức giận, hỗn đản này vậy mà lại trêu chọc nàng. Ta thật! Lan! Đừng ca yêu ta xỉa động, cũng không phải là. Ngươi mới không phải, cút cho ta. Nàng quá nóng nảy hay là Uyển Nhi nhà ta ôn nhu, Khương Phàm tuét miệng rời đi. Đăng đồ tử! Yến Khinh Vũ tức giận, điểm hảo cảm nhỏ đối với Khương Phàm lập tức biến mất sạch sẽ. Khương Phàm không vội vã tiến vào đại hoang mà đến Khương Vương phủ trước, lớn tiếng hô to. Khương Vương chưa chết, ngày khác nhất định sẽ trở về. Khương Vương, tên là Khương Hồng Võ. Sau khi hô xong cũng không để ý ánh mắt ngoại nhân mà đi tới Thiên Hoa Điện, cố ý rất hào khí mua rất nhiều linh thảo. Khương Phàm đi lòng vòng ở chê y đường, hấp dẫn sinh tử môn đến truy tung, sau đó trở về Sơn Lâm. Hắn chính là muốn lộ mặt, bày ra tư thế muốn bế quan. Tránh cho người sinh tử môn chờ không nổi nữa, hoài nghi hắn tiến vào đại hoang. Sau khi Khương Phàm trở lại Sơn Lâm liền từ đường nhỏ khác lặng lẽ chạy đi, vây quanh cứ điểm thứ 5, vụng trộm tiến vào đại hoang. Lại bị mất dấu. Nhìn điệu bộ này, hắn là 3 năm ngày không chuẩn bị đi ra. Hoàng Hùng cùng đi theo đến Sơn Lâm, rất nhanh đã mất dấu của Khương Phàm. Hắn vừa phẫn nộ lại vừa bất đắc dĩ. Trong Bạch Hổ Thành không thể trực tiếp động thủ, nơi này rốt cục không có người khác, lại tìm không thấy Khương Phàm. Chúng ta tiếp tục về trong thành chờ. Tản ra, giấu đến trong núi rừng mai phục. Không biết có phải Khương Phàm đã cắt đuôi sinh tử môn hay không, cho nên khi tiến vào đại hoang liền bắt đầu hướng về phía trước phi nước đại, không ngừng biến đổi vị trí. Một ngày trôi qua, hắn đi khắp khu vực an toàn ngoài cứ điểm, tìm được một ít linh thảo, nhưng không có phát hiện tung tích kim dương sâm. Cũng may không có phát hiện người sinh tử môn đang theo dõi. Ngày thứ hai, Khương Phàm vẫn là từ đường nhỏ ẩn nấp rời khỏi Sơn Lâm, đi đường vòng đến cứ điểm thứ 5, đi vào đại hoang. Nhưng lại tìm một ngày vẫn không tìm được kim dương sâm. Ngày thứ 3, Huyền Giáp Vệ đến từ cứ điểm thứ 5 và cứ điểm thứ 6 tiến vào chiếm giữ Sơn Lâm, ngày đêm tuần sát. Bọn người Hoàng Hùng không thể không rời khỏi Sơn Lâm, trốn đến nơi xa quan sát. Ngày thứ 4, Khương Phàm mạo hiểm rời khỏi khu vực an toàn, xâm nhập khu vực nguy hiểm. Ngay giữa trưa, nơi xa phát sinh ra một trận bạo động. Sơn Lâm lay động, bầy chim bị kinh hoàng bay xa, rất nhiều mãnh thú đều tứ tán chạy trốn, toàn bộ rừng cây giống như đang lắc lư. Xa xa có thể nghe được tiếng thú giống tiếng chim gáy kịch liệt, còn có thể nhìn thấy ánh sáng sôi trào. Khương Phàm không muốn gây chuyện, đang muốn rời đi, bỗng nhiên lại ngừng. Đi qua nhìn một chút. Có thể gây nên bạo động rất có thể là mãnh thú lãnh chúa một vùng cấp bậc nguy hiểm. Nói không chừng có thể nhặt được tiện nghi, dù gì cũng có thể thu chút thú huyết.
Máu rắn có thể gây phản ứng cho hỏa điểu, máu những mãnh thú cường đại này hẳn là cũng có thể. Khương Phàm liên tục suy nghĩ, lấy ô cương cung ra từ trong thanh tháp tiểu đồng, lặng lẽ tới gần. Chờ lúc hắn đi vào khu rừng này, bọn người chém giết mãnh thú đã chuẩn bị kết thúc. Cánh rừng hoàn toàn bị phá hủy, 5-6 tòa núi cao sụp đổ thành phế tích, bụi mù tràn ngập. Trong phế tích nằm sấp số lượng lớn thi thể dã thú, huyết vụ bốc lên tràn ngập mùi máu tươi gai mũi. Khương Phàm chưa từng thấy qua tình cảnh như vậy bao giờ, trái tim điên cuồng đập loạn một trận. Trong thi thể yêu thú không thiếu vài dị loại hiếm thấy, nhưng tử trạng đều rất thê thảm. Có vài con thân thể bị xé nứt, có vài con lồng ngực bị xuyên thủng, có vài con bị vô tình đạp nát. Trong phế tích không chỉ có huyết khí phiêu đãng, còn có năng lượng khuấy động rất táo bạo. Khương Phàm nhìn chằm chằm một tòa núi cao đổ sụp ở nơi xa, ở trong đó lộ ra một cái lỗ đen, đại bộ phận mãnh thú đều đã chết trước động khẩu. Xem ra vốn là một cái hang cổ bị phong bế, quanh năm suốt tháng tồn tại bởi vì nguyên nhân nào đó mà sụp đổ, hôm nay hang cổ lại thấy ánh mặt trời mà dẫn tới đám mãnh thú tàn sát lẫn nhau. Kẻ thắng cuối cùng là một đầu hắc hổ mọc ra 3 con mắt. Con mắt dọc thứ 3 như một viên lam bảo thạch óng ánh, lại bộc lộ ra ánh sáng tà dị. Chiều cao của nó có thể tới 5-6 mét, những mãnh thú chung quanh khác kia thì cao tầm 2 mét, so ra vô cùng nhỏ bé, nó lại bộc lộ ra một cỗ hung uy chấn động tâm hồn, lộ ra sát khí thảm liệt. Phía sau lưng nó mọc ra một đôi cánh thịt, khí tức hắc ám lưu động phía trên y càng khủng bố hơn. Có thể là con sống sót cuối cùng trong cuộc tàn sát đủ để chứng minh đầu hắc hổ này hung tàn và đáng sợ đến thế nào. Thời điểm Khương Phàm chú ý tới nó cũng là lúc nó đánh mở đá vụn tán loạn trước cửa hang, muốn đi vào bên trong. Khương Phàm không dám trêu chọc loại dị loại này, chỉ muốn chờ sau khi nó đi vào thì sẽ đi ra sưu tập huyết thú, trở về thử một chút hiệu quả. Nhưng tính cảnh giác của đầu hắc hổ kia lại cực cao, đột nhiên quay người nhìn về phía Khương Phàm. Một đôi con người hung tàn lóe ra huyết quang, mắt dọc trên y chán càng phát ra hắc mang, giống như là lôi điện, tràn ngập ra một cỗ khí tức hung sát. Khương Phàm nắm chặt ô cương tiễn muốn rút đi, lại phát hiện trên y người nó có một vết thương kinh khủng, từ cái cổ một mực xé rách đến phần bụng, nội tạng đều muốn rơi ra ngoài. Hiển nhiên là bị trọng thương trong lúc tranh đấu, máu tươi đen ngòm không ngừng chảy. Giống. Hắc hổ phát ra tiếng gào thét. Cánh thịt điên cuồng chấn động nhấc lên cuồng phong đánh tới Khương Phàm, mang theo một cỗ khí tức huyết sát thảm liệt. Nhưng thời điểm nó vọt lên tới, hai đầu cánh thịt lại đột nhiên cúi xuống dưới, thân thể đều mất đi khống chế, trùng điệp nhào vào mặt đất. Hai cánh của nó cũng bị trọng thương, cơ hồ muốn nứt tận gốc. Khương Phàm yên tâm, hắc hổ này hẳn là nỏ mạnh hết đà. Giống. Hắc hổ tỏa ra sát khí cực nặng, mở ra miệng to như chậu máu lần nữa nhào về phía Khương Phàm. Khương Phàm kéo ô cương cung đến đầy tròn, ngón tay lập tức buông lỏng, ô cương tiễn nặng nề đâm xuyên không khí, đánh về phía hắc hổ đối diện. Lợi chảo hắc hổ cuồng đập vào mặt đất tránh đi. Khương Phàm cắn răng một cái, ném ô cương cung vào tới, lao lên hơn 10 bước bỗng nhiên đạp mạnh hai chân xuống đất, nhảy lên trên y không, sau đó vững vàng rơi xuống sau lưng hắc hổ. Hắc hổ đại tác huyết tính, không để ý hai cánh thống khổ, bỗng nhiên huy động. Thân thể dài 5 mét cưỡng ép thay đổi phương hướng, lại nhào về phía Khương Phàm, lợi chảo to lớn lấp lóe hàn quang. Khương Phàm đón nó đang vọt mạnh qua, trước một giây va chạm, vặn mình một cái, hung hiểm chui xuống phía dưới thân thể của nó, linh văn giữa mi tâm lấp lóe ánh sáng cường đại, năng lượng màu vàng óng mãnh liệt trong cơ thể bạo phát, hắn nắm lấy tay phải, ngọn lửa màu vàng óng mãnh liệt hội tụ trong lòng bàn tay hóa thành một đầu hổ cuồng liệt, đánh tới phần bụng của hắc hổ. Ầm ầm. Đầu hổ nổ tung, liệt diễm bốc lên, mặc dù thế công của tu sĩ cảnh giới linh anh đối với loại mãnh thú cấp bậc như hắc hổ này chỉ là gãi ngứa, thế nhưng liệt diễm lại xuyên thấu qua vết thương, nổ tung tiến vào nội tạng, hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Hắc hổ phát ra tiếng kêu dê y thống khổ, chật vật nhảy ra ngoài. Khương Phàm phóng người lên, bắt lại cái đuôi hắc hổ, thừa dịp thời khắc mấu chốt vì nó bay lên không mà mất đi lực lượng toàn thân bộc phát, nắm lấy đuôi hung hăng quăng. Đánh tới phế tích trước mặt. Hắc hổ kêu thảm, lần nữa dẫn động vết thương toàn thân. Khương Phàm ca yêu ta siết phát linh văn, câu thông khí hải hình thành vòng xoáy, một tiếng hổ khiếu vang vọng, lần nữa phóng thích vạn thú thiên hoàng quyền, nhiệt độ cao kinh người thiêu đốt không khí, lần nữa đánh tới vết thương lộ ra ngoài khoang bụng của hắc hổ. Hắc hổ lại cưỡng ép nhảy lên,
lợi chảo tráng kiện vỗ lên mặt đất phá tan hỏa quyền, đánh tới Khương Phàm. Khương Phàm đổ mồ hôi lạnh, chật vật tránh đi. Thế nhưng hắc hổ nhào tới lại không chạy được mấy bước đột nhiên mất đi lực lượng, nhào vào trong đống thi thể. Nội tạng trong khoang bụng vốn bị thương nặng, lại còn bị dày vò như thế, trái tim trực tiếp băng liệt, nội tạng đều rầm rầm chảy ra. Khương Phàm âm thầm kinh hãi, nguy hiểm thật. Sau khi xác định hắc hổ triệt để chết đi, hắn thu Ô Cương Cung vào tiểu tháp, bước nhanh vọt vào lỗ đen. Thanh thế nơi này vô cùng lớn, khẳng định sẽ hấp dẫn càng nhiều mãnh thú và cường giả chạy tới. Nhất định phải mau chóng lấy đi bảo bối bên trong. Diện tích hang cổ vô cùng lớn, chỉ là hình dạng rất quái dị, mượn nhờ ánh sáng nhỏ yếu chiếu vào cửa hang có thể nhìn thấy chê y thạch bích hang cổ có từng cổ hài cốt. Cẩn thận xem xét, đây có thể là một loại cự thú nào đó sau khi chết bị mai táng tại nơi này. Huyết nhục đã không còn, chỉ còn khung xương và tầng đá giao hòa đến cùng một chỗ. Thô sơ giản lược tính toán, con cự thú này tối thiểu dài hơn 100 mét. Ánh sáng nhàn nhạt như ẩn như hiện tại chỗ sâu trong hang cổ, đó lại là một viên thú nguyên lớn chừng quả đấm. Chỉ có mãnh thú đặc biệt cường hãn mới có thể có được thú nguyên, tương đương với linh nguyên của nhân tộc, chỉ bất quá bình thường đều vô cùng nhỏ bé, lớn chừng quả đấm cơ hồ đã không thể gặp được. Mà viên thú nguyên này lại không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, lại còn có thể có được quy mô này, không biết khi còn sống chủ nhân của nó đáng sợ đến mức nào. Thú nguyên óng ánh sáng long lanh, thần quang trong trẻo. Càng đi đến gần ánh sáng càng phát sáng, mơ hồ hiện ra hình dáng một đầu địa long. Long nguyên. Lại là một con rồng. Khương Phàm chấn kinh, không hề nghi ngờ cái này chính là chân phẩm trong cực phẩm. Trách không được sẽ dẫn tới nhiều mãnh thú chém giết nhau như vậy, trong long nguyên mang theo long khí tinh khiết, có thể trợ giúp mãnh thú rèn luyện huyết mạch. Khương Phàm vận chuyển đại diệu thiên kinh, thử hấp thu một chút long khí từ trong long nguyên, toàn thân lập tức bốc lên khí huyết mãnh liệt. Mạch máu đều trở nên nóng hổi, hỏa điểu trong khí hải thì điên cuồng cướp đoạt lấy cỗ long khí này. Chuyến này thật đáng giá. Khương Phàm lập tức lấy đi long nguyên, bỏ vào trong thanh đồng tiểu tháp, sau đó chạy ra ngoài hang đá, lại bắt đầu tìm kiếm trong thân thể những mãnh thú khác. Nhưng cũng không phải tất cả mãnh thú cường hãn đều có thể hình thành thú nguyên, hắn đào hơn 10 đầu, mới tìm được 2 viên, trong đó có hắc hổ, lớn chừng như quả trứng gà. Thời điểm ngay khi hắn tràn đầy phấn khởi chuẩn bị lại siêu tập chút thú huyết, từng đạo âm thanh xé gió từ trong rừng rậm lao ra. Nhanh như vậy đã có người đến. Khương Phàm cất kỹ thú nguyên liền muốn rời khỏi, nhưng vẫn bị ngăn ở nơi này, hắn thuận tay lau máu tươi ở trên y mặt, che giấu thân phận. Nơi này xảy ra chuyện gì? Một đám nam nữ mặc trường bào tới đây, kinh ngạc nhìn thi hài đầy đất, mùi máu tươi nồng đậm để mấy vị thiếu nữ bên trong nhìn không được mà nhíu mày. Nơi đó có người. Bọn hắn rất nhanh đã chú ý tới Khương Phàm, cảnh giác đề phòng. Khương Phàm nhận ra thân phận của những người này, học viên Thương Châu Võ Viện, trên y trường bào có chữ thương đặc biệt chính là tiêu chí. Tuổi của bọn hắn phổ biến đều trong khoảng 15-16, khí tức cô đọng, cảnh giới rất cao, hẳn là đều từ linh anh cảnh bát trọng thiên trở lên. Bên trong có một thiếu niên mặc áo đen tuổi tác ít hơn, nhưng phong độ nhẹ nhàng, khí chất bất phàm. Tiểu bằng hữu, ngươi lạc đường. Một học viên nữ kỳ quái đánh giá Khương Phàm. Nơi này cách Bạch Hổ Quan đã hơn 100 dặm, thuộc về khu vực nguy hiểm, một hài tử 13-14 tuổi thế nào lại chạy tới đây? Khương Phàm thấy bọn hắn cũng không phải quá để ý đến mình, lui về sau 2 bước, quay người chạy vào trong rừng cây. Các học viên võ viện cũng không để ý đến hắn, cảnh giác đi vào phế tích. Thi thể còn nóng hổi, hẳn là vừa kết thúc. Là cái gì dẫn bọn nó tới nơi này? Lạ kỳ, những thi thể này đều bị cắt mở đầu. Bọn hắn rất nhanh phát hiện vấn đề, mỗi bộ thi thể mãnh thú đều bị xé mở đầu, hiển nhiên là tìm thú nguyên. Phía trước có hang động. Thiếu niên mặc áo đen tới gần hang đá, sau khi xác nhận không có uy hát yêu ta thì đi vào. Nơi này vậy mà lại chôn một đầu cự thú. Có thể nhìn ra là cái gì không? Bọn hắn kinh ngạc nhìn bộ xương sườn tráng kiện trong tầng nham thạch, khó có thể tưởng tượng được con cự thú này khi còn sống khổng lồ cỡ nào, lại có dạng uy thế gì. Thiếu niên mặc áo đen giơ trọng kiếm lên, đem tầng đá nơi đầu thú chấn vỡ. Một viên giống tảng đá dài như đầu xương trùng điệp rơi xuống. Đầu rồng. Đây là một đầu địa long. Trách không được sẽ dẫn tới nhiều mãnh thú chém giết như vậy. Bọn hắn nhìn cái đầu to lớn thì hít sâu một hơi.
Đây thuộc về mãnh thú cấp bá chủ của đại hoang, vậy mà chôn ở nơi này. Có thể khiến đám mãnh thú chém giết, tuyệt đối không chỉ bởi vì nơi này xuất hiện một bộ hài cốt địa long. Chẳng lẽ, thiếu niên mặc áo đen biến sắc, nghĩ đến đám mãnh thú bên ngoài bị bổ đầu ra kia, thú nguyên. Nếu như con địa long này là hoàn chỉnh chôn ở đây, vậy long nguyên của nó hẳn là còn ở đây. Trước đó một mực chôn giấu, che giấu khí tức, hiện tại ngoài ý muốn đổ sụp, tiết lộ khí tức long nguyên, dẫn tới mãnh thú. Tâm tư của bọn hắn lập tức sinh động, có thể dẫn tới đại hoang mãnh thú chém giết, viên long nguyên này hẳn là có long khí rất mạnh. Đây chính là đại bảo bối. Hai từ kia, đuổi theo. Thiếu niên mặc áo đen mang theo trọng kiếm xông ra ngoài động sâu, đuổi tới. Khương Phàm lần này không vội vã chạy mất, nếu như học viên võ viện kia phát hiện vấn đề, trước tiên sẽ nghĩ đến hắn. Nếu như hắn vội vã chạy trốn, chẳng khác nào nhận tội mình có vấn đề, cho nên hắn chạy không bao lâu thì đi chậm lại. Chỉ sau chốc lát, lần lượt từng bóng người từ phía sau trong rừng rậm thoáng hiện, nhanh chóng bao vây hắn. Tiểu gia hỏa, có phải ngươi cầm đồ không nên cầm hay không? Một tên thiếu niên tráng kiện cố ý nắm chặt nắm đấm, hung thần ác sát uy hát yêu ta Khương Phàm. Thứ gì? Đừng giả bộ ngốc, giao ra. Ta chỉ có một bộ y phục này, có thể lấy cái gì? Khương Phàm giang hai tay, các học viên võ viện quan sát tỉ mỉ hắn, ngoại trừ một thân y phục nhuốm máu, toàn thân chê y dưới giống như chỉ có thanh đồng tiểu tháp mang theo một vết dỉ loang lổ treo chê y cổ, không có bao y phục, cũng không có khí thức thú nguyên gì. Thật chẳng lẽ không phải hắn? Khương Phàm cố ý lắc đầu nói một câu. Thật không phải ta cầm. Hai mắt các học viên võ viện tỏa sáng, lại nhìn chằm chằm Khương Phàm. Ai cầm đi, còn có ai ở đó? Không thấy rõ, ta vừa tới nơi đó hắn liền chạy. Thiếu niên mặc áo đen đi đến trước mặt hắn, chê y khuôn mặt tuấn lãnh hiện ra vẻ tươi cười. Tiểu bằng hữu, ta là Triệu Cảnh của Thiên Thương Châu Võ Viện. Nói cho ta biết, ngươi nhìn thấy cái gì? Ngươi là ai? Triệu Cảnh Thiên. Thời điểm thiếu niên mặc áo đen nhắc đến tên của mình, có một loại tự tin và kiêu ngạo tán phát từ trong ra ngoài. Đáy mắt Khương Phàm lại hiện lên một đạo lãnh quang. Triệu Cảnh Thiên. Nhi tử của Triệu Nguyên Bá. Triệu Nguyên Bá là võ tướng cứ điểm thứ hai mưu phản Bạch Hổ Quan sau Bạch Ngao Thương, cũng là Triệu Vương hiện tại của Thương Châu. Trong những năm này, Triệu Nguyên Bá không cố ý đối phàm cùng Khương Vương Phủ, nhưng một mực bí mật liên hệ với võ tướng chấn thủ tại Bạch Hổ Quan khác, nhất là Đại tướng Yến Tranh chấn thủ cứ điểm thứ năm. Bởi vì năm đó Yến Tranh là phó tướng của Triệu Nguyên Bá, sau khi Triệu Nguyên Bá rời đi, Khương Vương đề bạt Yến Tranh làm người trấn an cứ điểm thứ năm. Triệu Cảnh Thiên của chúng ta là tam công tử của Triệu Vương Phủ. Cũng là nhi tử được Triệu Vương thích nhất. Tiểu gia hỏa, thức thời một chút, thành thật trả lời vấn đề của công tử chúng ta. Những học viên võ viện này đều đầu phục Triệu Cảnh Thiên, nói đến thân phận của hắn ai nấy đều rất kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Người Triệu Vương Phủ dám tới Bạch Hổ Thành, đừng gạt ta. Nói chuyện chú ý một chút, người Triệu Vương Phủ vì cái gì không dám tới. Không sợ. Người Khương Vương Phủ truy sát các ngươi. Hiện tại Khương Vương Phủ không còn là Khương Vương Phủ năm đó nữa, không phải sao? Chỉ là một thống soái ở Bạch Hổ Quan mà thôi. Huống chi Khương Vương Phủ hiện tại cũng đã loạn thành một bầy. Bọn hắn khinh thường cười lạnh. Một vị nữ học viên còn kiêu ngạo nói. Công tử của chúng ta không chỉ là tiểu vương gia Triệu Vương Phủ, mà còn là một trong lục đại công tử Thương Châu Võ Viện, cha hỏi ngươi là phúc khí của ngươi. Cái gì là lục đại công tử? Ngươi thật không hiểu, hay cố tình không hiểu? Lục đại công tử chính là 6 vị thiên tài mạnh nhất Thương Châu Võ Viện. À, rất lợi hại. Mau nói hết ra những gì ngươi biết. Ta chỉ đi qua nhìn một chút xem xảy ra chuyện gì, cái gì khác cũng không biết. Triệu Cảnh Thiên đi đến trước mặt Khương Phàm. Ta chỗ này có vài sợi linh thảo, chỉ cần ngươi nói cho ta biết là ai mang thú nguyên đi, ta sẽ cho ngươi. Khương Phàm làm bộ do dự một hồi, rồi chỉ về phương Bắc. Chạy hướng Bắc, là một lão đầu. Lão đầu kia có cái gì đặc thù? Bị thương, bị hắc lão hổ kia đập gần chết, máu me nhảy nhụa, rất thảm. Bọn người Triệu Cảnh Thiên đại chấn tinh thần, lập tức vọt về phía phương Bắc mà Khương nhị chỉ. Bị thương khẳng định chạy không xa, chỉ cần bắt được, long nguyên kia chính là của bọn họ. Đã nói cho Linh Thảo đâu? Khương Phàm quát lên. Lại không có người trả lời. Ngu xuẩn.
Khương Phàm cười cười, lấy ô cương cung ra từ thanh đồng tiểu tháp, rời khỏi nơi này. Hướng bắc là hương đi sâu vào trong đại hoang, nơi đó có nhiều mãnh thú, còn rất nguy hiểm. Bọn người chịu cảnh thiên không đụng phải còn tốt, nếu đụng phải thì tự cầu phúc đi. Đối đãi con của những phản phàm này, Khương Phàm tuyệt đối không có chút thương hại. Nhanh nhanh nhanh, đều tản ra, nhất định phải tìm được lão gia hỏa kia. Triệu Cảnh Thiên thét lên ra lệnh các học viên đang dè chừng theo sau lưng, hắn vào đây chỉ đi lịch luyện trước khi tiến vào linh nguyên cảnh, không nghĩ tới ngày đầu tiên lại đụng phải cơ duyên lớn như vậy. Đại Hoang Long Nguyên, chỉ cần có thể đạt được, hắn không chỉ có thể thuận lợi tiến vào linh nguyên cảnh, còn có thể tôi thể luyện thần, hoàn mỹ thăng hoa một lần. Nhất cử vượt qua Bạch Hoa và các thiên tài võ viện khác. Đều ca yêu ta siết hoạt linh văn, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Hôm nay bất luận như thế nào đều phải lấy được Long Nguyên cho công tử. Các học viên hô to, ca yêu ta siết hoạt linh văn, nắm chặt vũ khí, tốc độ đề thăng lên nhiều lần. Nhưng mà, sau khi bọn hắn tăng cao cảm xúc xông ra mấy ngàn mét lại liên tiếp đứng lại trong rừng cây. Trong cánh rừng bình tĩnh phía trước thổi lên một trận cuồng phong, cây rừng mặc kệ lớn nhỏ cứ vậy mà nhanh chóng tách ra một con đường, chút xuống hướng ra hai bên, lộ ra vẻ tà dị không gì sánh được. Từng đợt hơi thở tanh hôi đập vào mặt. Không tốt, có mãnh thú đại hoang. Bọn người chịu cảnh thiên quá sợ hãi, có thể hình thành loại cảnh tượng này cũng không phải mãnh thú phổ thông. Nếu như không đoán sai, rất có thể là một con cự xà. Trong truyền thuyết, rắn là loài có huyết mạch cường đại, có thể phân cỏ cây định hướng đường đi của mình. Có khả năng là khí tức Long Nguyên hấp dẫn xà mãng. Rất có thể nó là bị Long Nguyên kinh động đến. Nhưng làm sao nó lại hướng về chúng ta nơi này? Bọn người chịu cảnh thiên liên tiếp lui về phía sau, không biết là ai kêu lên một tiếng sợ hãi, quay người chạy như bay, những người khác không do dự nữa, liên tiếp phi nước đại chạy trốn. Sát khí mãnh liệt bộc phát sau lưng, cây cối băng liệt. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, xuyên thấu qua khe hở thấy được một đầu thanh xà to lớn, đoạn thân rắn đứng lên cao cao kia đã đạt tới 20-30 mét, phải màu xanh lóe ra u quang dọa người. Mỗi cái lân phiến đều lớn như quạt hương bồ. Bọn người chịu cảnh thiên hít vào một hơi khí lạnh, chân đều muốn mềm nhũn. Con mắt thanh xà giống như cối xay phát ra ánh sáng đáng sợ, răng độc trắng hếu ở giữa miệng rộng dài chừng nửa thước, lưỡi rắn màu đỏ tươi nhảy vọt ra 4-5 mét, không ngừng phụt ra hút vào, vô cùng kinh khủng. Tại thời điểm bọn người chịu cảnh thiên hốt hoảng chạy trốn, nó cũng tập trung vào bọn hắn. Thân rắn khổng lồ bỗng nhiên cuốn một cái. Liền nhào phía bọn người. Trốn đi. Tản ra. Tiếng thét thê lương vang vọng rừng rậm. Trước khi trời tối, Khương Phàm đã chạy về thành Bạch Hổ. Phàm ca ca, ta muốn về vương phủ nhìn. Ta muốn để người trong vương phủ biết, trực hệ chúng ta vẫn còn ở đây. Khí sắc Khương Uyển Nhi đã khá hơn rất nhiều, khuôn mặt nhỏ tiều tụy khôi phục một chút huyết sắc, trong ánh mắt sáng ngời lóe ra vẻ kiên phàm như trước kia. Trước khi vương gia trở về, muội không thể trở về vương phủ. Khương Phàm cũng không thể để Uyển Nhi trở về mạo hiểm. Ta không tin toàn bộ tộc lão đều ủng hộ Khương Hồng Dương, ta muốn lôi kéo những trưởng lão còn có lưu luyến đối với phụ thân, chống lại Khương Hồng Dương. Khương Uyển Nhi mặc dù là thân nữ nhi, nhưng tính cách rất mạnh, nếu nàng đã bắt đầu khôi phục thì không muốn một mực trốn tránh như thế, nàng phải dũng cảm đứng ra. Không được, tuyệt đối không được. Tâm tình của muội, ta có thể hiểu được. Nhưng bọn hắn hung ác hơn rất nhiều so với những gì muội tưởng tượng. Khương Phàm luôn cảm giác bọn người Khương Hồng Dương có gì đó rất quái lạ, thật giống như khẳng định vương gia sẽ không trở về, đã không đơn thuần là tham luyến quyền lợi đơn giản như vậy. Ta muốn trốn ở chỗ này đến lúc nào? Trốn đến khi vương gia trở về, hoặc trốn đến muội hoàn toàn khôi phục kinh mạch. Khương Phàm nghiêm túc nhìn Khương Uyển Nhi. Thế nhưng, không có nhưng gì cả. Muội tuyệt không thể về Khương Vương phủ. Trong đêm khuya, Khương Phàm đi vào trong rừng rậm ngoài sơn cốc, lấy ra thú nguyên chân quý. Ba viên thú nguyên bày ở trước mặt, từng khỏa óng ánh sáng long lanh, giống như bảo thạch. Bọn chúng tỏa ra hào quang lộng lẫy chói mắt, mê vụ bốc lên vô cùng nồng đậm, ẩn ẩn muốn biến thành hình dáng mãnh thú. Trong đó, khí tức Long Nguyên đặc biệt cường thịnh, không chỉ hóa thành hình dáng địa long mà còn ngẩng đầu gào thét, phát ra tiếng long ngâm như có như không. Vô cùng thần dị. Khương Phàm cảm khái lắc đầu, trước tiên thu hồi Long Nguyên vào tiểu tháp. Năng lượng của nó khẳng định vô cùng mạnh,
còn không phải một linh anh cảnh nho nhỏ như hắn có thể tiếp nhận. Hai viên thú nguyên khác Kaiota CS cỡ tương đương với trứng gà vừa vặn thích hợp với hắn. Một viên đến từ đầu hắc hổ kia, còn một viên là đến từ một con chim lớn. Long nguyên vừa biến mất, hai viên thú nguyên này bốc lên mê vụ cường thịnh hơn mấy phần, huyễn hóa thành thú ảnh rõ ràng, hổ khiếu cầm minh, vô cùng táo bạo, giống như vừa rồi mới bị khí tức long nguyên áp chế. Khương Phàm vận chuyển đại diệu thiên kinh, bắt đầu thu nạp năng lượng tinh khiết trong hai viên thú nguyên. Thú nguyên lập tức nở rộ ánh sáng, hào quang vạn đạo, đem sơn cốc đều chiếu đến chói lọi, cũng chiếu sáng Khương Phàm nhìn qua giống như thánh tử. Năng lượng mình IG hóa thành một đầu tiếp lấy một đầu mãnh hổ hung cầm liên tục không ngừng xông vào trong thân thể, sau khi bị đại diệu thiên kinh hàng phục luyện hóa, bộ phận thì lao nhanh trong mạch máu, bộ phận thì từ kinh mạch hội tụ vào khí hải. Hỏa điều thức tỉnh, ngọn lửa màu vàng óng kịch liệt xoay tròn thôn tính dẫn dắt năng lượng trong thú nguyên. Nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khẳng định sẽ vô cùng chấn kinh. Bởi vì thú nguyên không chỉ có ngưng tụ linh lực mãnh thú, còn có khí tức sinh mệnh, hồn lực các loại. Tuyệt không thể trực tiếp hấp thu, nếu không rất dễ dàng tổn thương kinh mạch, thậm chí ảnh hưởng đến linh hồn. Khương Phàm dùng sức nắm chặt lấy thú nguyên trong hai tay, phảng phất như đang cầm hai đầu mãnh thú, năng lượng cường thịnh chẳng những không có làm hắn bị thương, ngược lại còn mang đến hưởng thụ trước nay chưa có. Mỗi tế bào toàn thân đều trở nên sinh động, huyết nhục linh hồn đều đang thuế biến. Một mực đến sáng sớm, hai viên thú nguyên hoàn toàn biến mất, dung nhập vào trong thân thể Khương Phàm, cảnh giới vừa mới đột phá đến lục trọng thiên vậy mà cường thế đạt đến đỉnh phong, thậm chí còn muốn có xu thế đột phá. Khương Phàm hít một hơi thật sâu, kinh dị cảm thụ thân thể biến hóa, giống như nuốt sống hai đầu mãnh. Khí huyết thịnh vượng, tinh thần dồi dào. Còn có một cỗ cuồng tính muốn tìm người đại chiến một trận. Thú nguyên lại có công hiệu như vậy sao? So với phục dụng linh dịch thì tốt hơn nhiều. Khương Phàm phát hiện hỏa điểu trong khí hải rất sinh động, liệt diễm không ngừng xoay tròn chung quanh giống như vẫn chưa thỏa mãn. Không thể đưa long nguyên cho ngươi, giữ lại về sau dùng. Khương Phàm hôm nay còn phải lại tiến vào đại hoang, tăng thực lực lên trọng yếu, giúp Uyển Nhi tìm cửu chuyển kim dương sâm cũng rất trọng yếu. Bất quá liên tiếp tìm 5 ngày cũng không phát hiện, hắn đang chuẩn bị lại mời Yến Khinh Vũ hỗ trợ, nếu như không có hiệu quả thì khác nghĩ biện pháp khác. Vương gia chưa chết, ngày khác nhất định sẽ trở về. Vương gia tên là Khương Hồng Võ. Khương Phàm lại đi tới trước cửa Khương Vương phủ lớn tiếng hô to, trước đó hô xong một trận liền chạy, hôm nay vừa nuốt hai viên thú nguyên, hỏa khí rất vượng, lại đứng trước Khương Vương phủ liên tục hô đến vài chục lần. Im miệng. Khương Nhân từ bên trong chạy ra, chỉ vào Khương Phàm giận dữ mắng mỏ. Hô xong, hôm nào lại đến? Dừng lại. Khương Nhân ngăn Khương Phàm lại, đi đến trước mặt hắn, trầm mặt cảnh cáo. Ngươi lại ra sức biểu hiện thế nào, Khương Vương Phủ đều khó có khả năng để một đứa con nuôi làm người thừa kế, dù là Khương Hồng Võ thật trở về thì cũng không có khả năng. Ngươi, đừng ấu trí nữa. Ta không làm người thừa kế, ta chỉ muốn không cho ngươi làm mà thôi. Ngươi! Khương Phàm tiến đến trước mặt Khương Nhân, thấp giọng nói. Vương gia chỉ mất tích hơn 10 ngày, phụ tử các ngươi đã vội vàng tiếp quản Khương Vương Phủ. Hoặc là, đầu phụ tử các ngươi đầy nước bẩn. Hoặc là, các ngươi chính là có thể xác định vương gia vĩnh viễn không trở về được. Còn người Khương Nhân có chút ngưng tụ, theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Không cần giải thích, ta có thể thấy rõ, người khác cũng có thể thấy rõ. Khương Vương Phủ và cứ điểm sở dĩ không có phản kháng đều bởi vì bất đắc dĩ, cũng là đang chờ đợi, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn đều ủng hộ phụ tử các ngươi. Khương Nhân, đừng cao hứng quá sớm. Tiểu tử. Khương Nhân nhìn bóng lưng Khương Phàm rời đi, đột nhiên lại tuôn ra một cỗ sát ý. Nếu như không phải cứ điểm và bọn hắn làm ước định, hắn thật muốn tự mình giết chết Khương Phàm. Nhưng Tiêu Khuê rõ ràng đã liên hệ với sinh tử môn, làm sao còn không có xuất thủ. Tiêu Khuê lúc nào có thể nhịn như thế? Thời điểm Khương Phàm đi vào Yến Phủ, ngoài ý muốn thấy được một người quen. Triệu Cảnh Thiên, còn có những học viên võ viện kia. Bất quá, thời điểm nhìn thấy hôm qua, bọn hắn có 9 người, hôm nay vậy mà chỉ còn lại có 3 người bọn hắn, ngay cả sắc mặt Triệu Cảnh Thiên đều có chút trắng bệch, giống như bị thương. Triệu Công Tử, xin ngài chờ một chút, nếu như tiểu thư nhà chúng ta nguyện ý gặp ngươi, sẽ ra tới. Trước cửa, thị vệ ngăn đón không cho bọn hắn vào.
Triệu Cảnh Thiên ta cũng không thể tiến vào cánh cửa này. 10 năm trước, ngài có thể tùy tiện vào. 10 năm sau, ngài có vào hay không thì không phải do ngài định đoạt. 10 năm trước, phụ thân ta là đại tướng trấn biên. 10 năm sau, phụ thân ta là Triệu Vương Bắc Cương, ta thế không vào được. Đây là thái độ của một thị vệ như ngươi, hay là thái độ của tướng quân nhà các ngươi? Là thái độ Yến gia chúng ta. Thị vệ cường thế ngăn cản người, không phải hắn cố ý khó xử Triệu Cảnh Thiên, thật sự là không thể không ngăn lại. Dù sao ở trong thành Bạch Hổ này, Triệu Nguyên Bá và Bạch Ngao Thương những người kia đều thuộc về phản đồ. Tướng quân nhà bọn hắn lại từng là phó tướng của Triệu Nguyên Bá, vẫn luôn bị người đời chỉ trích. Gần đây nhất bởi vì Khương Vương Phủ có các loại biến cố, quan hệ giữa tướng quân nhà bọn hắn cùng Khương Vương Phủ càng trở nên khẩn trương. Nếu như Triệu gia công tử đột nhiên có thể tự do ra vào Yến Phủ, không biết sẽ phải gây nên bao nhiêu tin đồn. Thị vệ bọn hắn không thể cho bất luận kẻ nào bắt lấy bất kỳ cớ gì. Triệu Cảnh Thiên nắm chặt trọng kiếm, mắt lộ ra hàn quang. Ngươi chỉ là một thị vệ nho nhỏ cũng đại biểu Yến gia. Tránh ra cho ta. Ngươi tự tiện xông vào Yến Phủ, nghiêm trị không tha. Trước cửa, thị vệ đều rút kiếm giằng co. Ta xem ngươi làm sao nghiêm trị, cùng ta đi vào. Triệu Cảnh Thiên mang theo hai vị học viên võ viện muốn xông vào. Tất cả dừng tay, trong Yến Phủ truyền đến từng tiếng quát tháo, Yến Khinh Vũ từ bên trong đi ra. Thị vệ đang muốn ngăn cản lập tức hành lễ. Sắc mặt Triệu Cảnh Thiên hơi khó coi, sau khi bình phục tâm tình thì đổi lại một bộ dáng tươi cười, nhìn Yến Khinh Vũ cao gầy mỹ lệ trước mặt, đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm. Khinh Vũ muội muội, Cảnh Thiên ca ca, 10 năm không gặp. Yến Khinh Vũ đứng ở trước cửa có chút do dự, nhưng vẫn đi ra, dung nhan xinh đẹp băng xương cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đúng vậy, 10 năm không gặp, người trổ mã phải càng ngày càng xinh đẹp, ta đã không nhận ra đây là tiểu nha đầu trước kia mỗi ngày đều đi theo phía sau ta nữa rồi. Cảnh Thiên ca ca, sao ngươi lại tới đây? Nụ cười của Yến Khinh Vũ không phải quá tự nhiên. Khương Hồng Dương hiện tại nhìn phụ thân không vừa mắt. Nếu như biết được bọn hắn công nhiên có liên hệ với Triệu Vương Phủ, rất có thể sẽ mượn cớ sinh sự. Ta chuẩn bị trùng ca yêu ta CS Linh Nguyên Cảnh, muốn vào Đại Hoang tìm kiếm cơ duyên, thuận tiện tới gặp muội một chút. Triệu Cảnh Thiên chê y dưới đánh giá Yến Khinh Vũ, con mắt một chút cũng không rời đi. Mặc dù năm đó dáng dấp Yến Khinh Vũ rất đáng yêu, nhưng 10 năm không thấy, vậy mà dáng người lại ca yêu ta CS động lòng người như vậy. Một cặp đùi trắng như tuyết đẹp mắt bên dưới y phục rất đáng chú ý, bóng loáng lại nhỏ dài, còn hiện ra sáng rực như ngọc, cho dù ai nhìn cũng đều sẽ lại nhìn lần thứ hai. Bộ dáng mỹ lệ làm rung động lòng người, khí chất càng mê người. Hai vị học viên sau lưng Triệu Cảnh Thiên cũng âm thầm kinh diễm, đều nói Khương Uyển Nhi Bạch Hổ Thành mỹ lệ khuynh thành, Yến Khinh Vũ này cũng không kém chút nào. Cảnh Thiên ca ca sắp đột phá linh nguyên cảnh rồi, chúc mừng. Mấy năm không gặp, sao lại xa lạ như thế? Muội quên khi còn bé là ai thường xuyên cõng muội chạy khắp nơi, muội còn nói trưởng thành sẽ gả cho ta làm tân nương đây. Gương mặt Yến Khinh Vũ rất nhanh đã đỏ ửng. Cái đó là khi còn bé, trưởng thành thì không muốn nữa. Ha ha. Triệu Cảnh Thiên cởi mở cười to, phiền muộn vừa nãy bị cản trở bị quét sạch sành sanh, nhấc chân muốn đi vào trong. Ta hôm nay không vào Đại Hoang, 10 năm không gặp. Ta có rất nhiều lời muốn nói với muội. Cảnh Thiên ca ca, huynh không thể đi vào. Yến Khinh Vũ hạ quyết tâm, ngăn cản Triệu Cảnh Thiên. Vì cái gì? Hiện tại đã không giống với lúc trước. Chỗ nào không giống với lúc trước? Huynh, hiểu mà. Yến Khinh Vũ không muốn nói quá ngay thẳng, dù sao hai người bọn họ cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Thế nào, muội cũng thấy chúng ta như vậy. Phụ thân ta lấy quân công nhận được ưu ái của bệ hạ. Xưng là Triệu Vương, có liên can gì với Khương Vương Phủ? Triệu Cảnh Thiên cố ý hô to. Thật không biết xấu hổ, không có vương gia vun trồng, lão tặc phụ thân ngươi có thể có được ngày hôm nay. Khương Phàm từ bên cạnh góc đường đi ra, ngữ khí lạnh nhạt. Ta nhớ không lầm, Triệu Nguyên Bá không chỉ do vương gia một tay để bạt lên, còn từng đảm nhiệm phó tướng của vương gia. Người có thể có dã tâm, nhưng không thể không có lương tâm. Ngươi là ai? Nơi này có chuyện của ngươi. Sắc mặt Triệu Cảnh Thiên phát lạnh. Tiểu công tử. Thị vệ Yến Phủ trước mặt lập tức hành lễ. Tiểu công tử. Triệu Cảnh Thiên quan sát Khương Phàm lần nữa,
lập tức nghĩ đến một người. Ngươi chính là tên con nuôi phế vật kia. Hai vị học viên võ viện kinh ngạc nhìn hắn, chính là tên gia hỏa này muốn khiêu chiến Bạch Hoa, còn muốn chạy đến võ viện định sinh tử chiến. Khắp nơi võ viện đều truyền ra, người người cười nhạo. Làm sao ngươi lại tới nơi này? Yến Khinh Vũ nhìn thấy sắc mặt Khương Phàm lạnh lẽo, không quên được ngày đó hắn nói những lời hỗn đản kia. Còn lập quân công nhận được ưu ái, ta nhổ vào, cứ điểm Bạch Hổ quan này, quân công ai không cao. Hoàng thất muốn không phải quân công, mà là chó vẫy đuôi. Ngươi muốn chết. Triệu Cảnh Thiên giận dữ, cho tới bây giờ không người nào dám ở ngay trước mặt hắn nhục nhã phụ thân của hắn. Ta muốn chết, ngươi dám giết sao? Chỉ là một đứa con nuôi mà thôi, thật đề cao bản thân mình. Ngươi có thể thử một chút. Triệu Cảnh Thiên tức giận, nhưng vẫn nhịn xuống lửa giận, quay người nói với Yến Khinh Vũ. Ta qua mấy ngày lại tới tìm muội, dứt bỏ chuyện của bậc cha chú chúng ta vẫn là xem muội là hảo muội muội. Yến Khinh Vũ không biết nên nói cái gì, chỉ gật đầu cười. Thời điểm Triệu Cảnh Thiên đi qua Khương Phàm, lưu lại câu ngoan thoại. Ta sẽ ở Thương Châu Võ Viện tận mắt nhìn ngươi chết chê y lôi đài. Hai vị học viên võ viện theo sau rời đi, tuy nhiên một học viên nữ quay đầu lại nhìn Khương Phàm vài lần, thấp giọng nói. Tại sao ta cảm giác hắn có chút quen mặt, giống như đã gặp qua ở đâu? Triệu Cảnh Thiên khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn Khương Phàm, cũng cảm giác có chút quen mặt. Hắn không có lòng tốt, cô nên cẩn thận. Khương Phàm nhắc nhở Yến Khinh Vũ. Mắc mớ gì tới ngươi? Yến Khinh Vũ quay người tiến vào Yến Phủ. Ta tìm cô giúp một chút. Khương Phàm bước nhanh đi theo. Không giúp, là liên quan tới Uyển Nhi. Khương Phàm đưa quyển sách ghi lại các đặc tính của cửu chuyển kim dương sâm kia cho Yến Khinh Vũ xem. Yến Khinh Vũ hầu nghi nhìn hắn một cái mới không tình nguyện nhận lấy. Thứ này ưa thích thứ mỹ hảo tinh khiết, lại rất có linh tính, cho nên ta muốn xin cô đi vào trong đại hoang khiêu vũ, nhìn xem có thể dẫn nó ra hay không. Khiêu vũ, cái này có thể sao? Được hay không phải thử một chút mới biết được, nếu quả thật có thể dẫn nó đi ra, Uyển Nhi liền được cứu rồi. Vì cái gì tìm ta? Yến Khinh Vũ có chút do dự, không phải không muốn giúp, thật sự là cảm giác có chút không đáng tin. Lại nói, chạy vào trong chỗ sâu đại hoang khiêu vũ. Chỉ có hắn mới nghĩ ra được. Cô nguyện ý thay Uyển Nhi lên sinh tử đài, là coi Uyển Nhi như muội muội, ta tín nhiệm cô. Còn gì nữa không? Còn có. Khương Phàm nghĩ nghĩ, kém chút thốt ra bốn chữ cô là xử nữ, cũng may chú ý thấy ánh mắt Yến Khinh Vũ có chút lăng lệ, miệng bắt đầu đổi lời. Tất cả nữ hài tử trong Bạch Hổ Thành, cô và Uyển Nhi nhà chúng ta là xinh đẹp nhất, ta chỉ có thể tìm cô thôi. Khen người khác còn nhắc đến muội muội mình. Yến Khinh Vũ khẽ hừ nhẹ, kín đáo trả lại sách cho Khương Phàm. Ta trở về thay y phục. Không vội. Ta đi trước cắt đuôi đám người sinh tử môn. Cô đến bên ngoài cứ điểm thứ 5 chờ ta. Khương Phàm rời đi, cố ý ở trong thành vòng vo vài vòng, mua ít đồ hấp dẫn đám người sinh tử môn, không vội vã quay trở về Sơn Lâm. Hoàng Hùng lại một lần nữa trơ mắt nhìn Khương Phàm tiến vào Sơn Lâm, nơi đó có hơn ngàn huyền giáp vệ trấn thủ, hắn cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Tiểu tử này đến lúc nào mới chịu tiến vào đại hoang? Hắn không ngốc, biết chọc phải chúng ta. Tiến vào đại hoang liền sẽ bị vây giết. Vấn đề là chúng ta phải chờ tới lúc nào. Các phân đội khác đều đang thi hành nhiệm vụ, chúng ta lại ở ngay chỗ này chờ đợi. Môn đồ sinh tử môn bọn họ bắt đầu vội vàng sao động, bọn hắn chưa từng nghĩ tới sẽ không có cách nào để bắt được một tiểu oa nhi. Sắc mặt Hoàng Hùng âm trầm nói. Tiếp tục chờ, ta nhất định phải lấy mệnh của hắn. Bên ngoài cứ điểm thứ 5, Yến Khinh Vũ khoác lên một kiện áo choàng thật dày. Trốn ở dưới bóng cây. Sau khi nhìn thấy Khương Phàm ra ngoài, xốc áo choàng lên hỏi. Thế nào? Nàng đặc biệt đổi một kiện váy dài trắng tuyết, da thịt vốn trắng nõn lại càng sáng. Tóc dài đen nhánh như thác nước tán ở sau lưng, cảm giác nhiều hơn một phần phiêu giật. 14 tuổi xuân xanh, toàn thân tản ra khí tức thanh mát, ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua khe hở lá cây chiếu vào chê y người nàng, xinh đẹp không gì sánh được. Giống như là tinh linh trong rừng rậm. Chỉ bất quá mặc loại y phục này đi vào trong rừng rậm đại hoang quá quái dị, chính nàng đứng ở nơi đó đều có chút xấu hổ. Khương Phàm vòng quanh nhìn một chút, gật đầu nói. Có thể, đi thôi. Yến Khinh Vũ im lặng,
người đánh giá cao nhất chỉ là một câu có thể. Khương Phàm mang theo Yến Khinh Vũ tiến vào đại hoang, chê y đường đi xảo diệu tránh khỏi các tán tu khác, rời đi đến khu vực an toàn, xâm nhập vào khu vực nguy hiểm. Nơi này cũng không tệ. Đến trưa, bọn hắn tìm được một sơn cốc cảnh sắc tú mỹ. Ba tòa núi cao 100 mét vây quanh, ngọn núi hùng vĩ, xanh tươi tốt. Một thác nước treo chết ở chê y lao nhanh mà xuống, chạm vào hồ nước trong sơn cốc, cả iota siết thích hơi nước văng khắp sơn cốc. Trong sơn cốc, cỏ cây tươi mát, hoa dại khắp nơi khiến cho tâm thần thanh thản. Ta chỉ cần ở chỗ này khiêu vũ là được. Yến Khinh Vũ đối với hoàn cảnh nơi này coi như hài lòng, chỉ là nàng mặc dù tên là Khinh Vũ, nhưng bình thường đều chỉ chơi đao kiếm, rất ít khi khiêu vũ, chớ nói chi nhảy ở trước mặt nam hài, lại là một tiểu sắc lang. Tùy ý nhảy, chỉ cần có thể dẫn cửu chuyển kim dương xâm ra là được. Nơi này rất nguy hiểm, người nhất định giúp ta nhìn xem bốn phía, có mãnh thú ẩn hiện thì lập tức nhắc nhở ta. Yên tâm. Khương Phàm liếc nhìn chung quanh, bò lên chê y núi cao bên cạnh, tìm một vị trí tốt nhất mà ẩn thân. Yến Khinh Vũ khoa tay mấy lần, vẫn còn có chút xấu hổ. Nhanh bắt đầu. Khương Phàm ở chê y núi hô. Nếu ngươi dám đùa phàm ta, ta không để yên cho ngươi đâu. Yến Khinh Vũ nói thầm vài tiếng, điều chỉnh tốt tư thế, bắt đầu uốn ẹo thân thể, chậm rãi nhảy múa. Yến cô nương, chúng ta muốn là mỹ cảm, là thuần khiết, đừng làm điệu làm bộ, dẫn tới lưu manh thì người nào đó tự chịu trách nhiệm nghe. Ngươi muốn chết. Yến Khinh Vũ kém chút tức đến ngất đi. Nghiêm túc nhảy. Ta biết. Yến Khinh Vũ điều chỉnh nhiều lần mới chậm rãi tìm được cảm giác. Dù sao quanh năm múa may đau thương, thân thể cũng rất dẻo dai. Hai chân của nàng so với những nữ hài khác còn muốn thon dài hơn, thẳng tắp tròn trịa, không có thịt mỡ dư thừa. Khi nàng dần dần đắm chìm bên trong thật có mấy phần mỹ cảm cảnh đẹp ý vui. Khương Phàm nhìn Yến Khinh Vũ tiến vào trạng thái, cũng bắt đầu cẩn thận quan sát núi cao chung quanh sơn cốc. Cửu chuyển kim dương sâm mặc dù sẽ huyễn hóa ra hình thái khác biệt, nhưng hẳn là sẽ không quá lớn, rất có thể là linh hồ. Loại linh vật thiên địa này thậm chí có khả năng giống như ngân vũ thảo có thể dung nhập vào chê y cây. Khương Phàm không hy vọng xa vời lập tức dẫn ra được, cho nên đành kiên nhẫn chờ đợi. Một ngày không được liền hai ngày không được liền chờ lâu thêm mấy ngày. Thực sự không được thì lại mạo hiểm xâm nhập sâu hơn 100 dặm. Từ giữa trưa đến xế chiều, Yến Khinh Vũ một mực nhảy nhót không ngừng, mệt mỏi thì phục dụng chút đan dược điều trị, vì Khương Uyển Nhi, nàng cũng hoàn toàn hết mình. Vị cô nương này thật có nhã hứng. Dáng múa của tiểu cô nương không tệ, đây là nhảy cho ai nhìn thế? Hiếm có, ta lần đầu tiên thấy có người khiêu vũ trong đại hoang. Một đám tán tu đi qua nơi này, đều sửng sốt mấy lần, còn tưởng rằng nhìn hoa mắt. Có bao xa liền cút bấy xa. Yến Khinh Vũ duy trì vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng nhảy múa, ánh mắt nhìn bọn hắn hiện lên một đạo lãnh quang. Có thể lăn. Nhưng cô nương có hứng thú cùng chúng ta lăn hay không? Ca ca ta khiêu vũ cũng không tệ, vừa vặn bồi cô nương nhảy. Tới tới tới, mấy ca hát lên trợ hứng nào. Đám tán tu này nhìn chung quanh một lần, giống như không phát hiện có người khác, đều cười hì hì đi vào sơn cốc. Khương Phàm, ngươi chết rồi sao? Yến Khinh Vũ tức giận hô to. Vừa dứt lời, một mũi tên nặng nề gào thét lao đến, xoay tròn tạo ra gió mạnh. Đánh vào chê y một tảng đá lớn trước mặt bọn họ. M thanh trầm đục, trong nháy mắt tảng đá vỡ nát giống như cối xay, hàng trăm đá vụn kịch liệt bay loạn tung tóe về phía bọn người. Người nào, cút ra đây. Đám tán tu này cảnh giác lui lại, tìm kiếm mục tiêu khắp nơi. Nhìn xem chê y mặt đất là cái gì. Chê y núi truyền đến tiếng nói băng lãnh của Khương Phàm. Ô Khương Tiễn. Đám tán tu lập tức nhận ra mũi tên đang cắm nghiêng chê y mặt đất. Người đi ra từ trong Bạch Hổ Quan, không có một người nào không biết cái này. Bọn hắn có thể tự do ra vào đại hoang, cũng chính là công lao của Ô Cương Tiễn. Lại không lăn, mũi tên tiếp theo sẽ không bắn hòn đá. Thật có lỗi, quấy rầy rồi. Đám tán tu cuống quýt rời khỏi sơn cốc, trước khi đi lại nhìn không được liếc mắt nhìn nữ hài đang nhẹ nhàng nhảy múa kia. Thời gian một ngày rất nhanh trôi qua, Yến Khinh Vũ mệt quá sức, ngay cả bóng dáng linh thảo cũng không thấy. Ngược lại phía trước sơn cốc có 3 thanh Ô Cương Tiễn, đánh lui 3 đợt tán tu. Thế này thật có thể dẫn kim dương sâm kia ra sao? Chê y đường trở về,
Yến Khinh Vũ nhịn không được phàn nàn. Ít nhất đây vẫn là một biện pháp. Ta phải nhảy mấy ngày. Nhảy đến khi Kim Dương Sâm đi ra mới thôi. Nói nhẹ nhàng linh hoạt nhỉ, vậy sao ngươi không nhảy? Chê Y Sách nói, Kim Dương Sâm ưa thích thuần khiết, ta có sát tính quá nặng. Ta nhiều nhất lại nhảy 5 ngày, nếu không dẫn được Kim Dương Sâm đến thì ngươi nghĩ biện pháp khác đi. Yến Khinh Vũ còn muốn tu luyện tăng thực lực lên, sau 2 tháng sẽ đến Thương Châu Võ Viện khiêu chiến Bạch Hoa, không có nhiều thời gian nhàn hạ thoải mái mỗi ngày đi ra khiêu vũ như vậy. Liên tiếp 3 ngày trôi qua, Yến Khinh Vũ đều ăn mặc tỉ mỉ, len lén tiến vào đại hoang, cùng Khương Phàm đi vào trong cùng một sơn cốc hấp dẫn cửu chuyển Kim Dương Sâm. Mặc dù không ngừng có tán tu xuất hiện quấy rối nhưng cũng may không có dẫn tới mãnh thú đặc biệt cường đại. Chỉ là một mực không có phát hiện Kim Dương Sâm trong dự định, hai người đều có chút sốt ruột, cũng bắt đầu hoài nghi loại biện pháp này đến cùng có hữu dụng hay không. Tại trạng vạng tối ngày thứ 3, Khương Phàm lại lặng lẽ về tới sơn cốc, sinh tử môn ẩn núp rốt cuộc cũng không kiềm chế được nữa. Đội trưởng, chúng ta không thể lại chờ đợi như thế. Hôm qua phân đội thứ 7 đã hoàn thành nhiệm vụ, các phân đội khác hẳn là cũng sắp hoàn thành. Sao chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ trước rồi trở lại thu thập tiểu tử này sau? Mấy người môn đồ nhắc nhở Hoàng Hùng, trước trước sau sau chỉ hoãn gần 10 ngày. Nếu như Khương Phàm còn muốn ở bên trong 10 ngày nữa, chẳng lẽ bọn hắn cũng phải đợi thêm 10 ngày? Môn chủ vô cùng coi trọng hành động lần này, tuyệt không thể có sai lầm. Sắc mặt Hoàng Hùng âm trầm, biết như thế này cũng không phải biện pháp, nhưng thực sự nuốt không trôi ngụm ác khí kia. Mà cứ điểm thứ 3 lại bắt đầu tìm kiếm Tiêu Khuê, lúc nào cũng có thể tìm tới bọn hắn tìm hiểu tình huống. Nếu như bọn hắn nói không biết, sau đó Tiêu Thắng Dũng tra được cái gì, tuyệt đối sẽ không tha cho bọn hắn. Nếu như nói là Khương Phàm giết, bọn hắn lại không thể giết chết Khương Phàm, Tiêu Thắng Dũng càng có thể trực tiếp tìm tới môn chủ. Mà bây giờ ở cứ điểm thì không thể nào trực tiếp ra tay với Khương Phàm, đến lúc đó còn phải rơi xuống chê y đầu của hắn. Nữ môn đồ Kim Giao mặt mày hốc hác cũng khuyên nhủ. Đội trưởng, dù sao hắn chạy không được, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ trở lại cũng không muộn. Hoàng Hùng trầm mặc một lát, phân phó. Ngày mai bắt đầu, phân tán đến bên ngoài tất cả các cứ điểm quan sát kỹ cho ta, nếu như hắn không xuất hiện, chúng ta lại tiến vào đại hoang. Chúng môn đồ trao đổi ánh mắt, hỏi. Ý đội trưởng là, hắn mỗi ngày đều len lén rời đi. Tiểu tử này rất giảo hoạt, ta hoài nghi hắn đang trêu đùa chúng ta. Sáng sớm hôm sau, Khương Phàm làm xong ngụy trang, hất kiện áo choàng lên lặng lẽ rời khỏi sơn cốc, vây quanh cứ điểm thứ 5, xen lẫn trong đám người chen chúc chờ đợi cứ điểm mở cửa. Yến Khinh Vũ cũng đứng ở trong đám người, mang theo mạng che mặt, hất lên áo choàng.